Kiếp nạn vạn tộc tập 49, binh khí của vô địch thượng cổ truyện được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Minh Hòa không ngừng ho ra máu, huyết dịch đều biến thành màu đen. Chưa có lúc nào mà một tiên nữ như nàng lại trông chật vật, thê thảm tới cỡ này. Nàng thê lương nói, Tô Vũ nhất định phải chết, hắn còn ác hơn, tàn nhẫn hơn cả hạ đong võ. Hắn không chết, một khi chứng đạo vô địch thì kiếp nạn của chư thiên vạn tộc sẽ bắt đầu. Đây là kiếp nạn của vạn tộc, sát tính của tên kia quá lớn, lớn tới mức bây giờ nàng cứ nghĩ tới liền sợ dưới tình huống có thể rời đi hắn lại tự bạo hai thần văn của diệp bá thiên để làm trọng thương nàng thậm chí kéo dài một hồi mạo hiểm cũng muốn cho nàng một đao ác độc như vậy mà không chết thật sự đại nạn sẽ buông xuống nàng ở trong mắt tô vũ chỉ thấy được cưu hận cùng lạnh lùng không có bất kỳ tình cảm gì người này nhất định phải chết phốc một ngụm máu đen lại bắn ra minh hòa hối hận ta chỉ sợ sống không lâu tô vũ người thật hung ác từ bỏ hai viên thần văn của diệp bá thiên chỉ để làm trọng thương ta rốt cuộc có đáng hay không giờ khác này nàng quay người nhìn về phía đạo thành sau lưng cắn răng truyền âm qua ta sắp không xong rồi ngươi hãy giết ta báo thù cho ta nhất định phải giết tên kia ánh mắt đạo thành kịch liệt gợn sóng giết ta minh hòa truyền âm nói đạo thành ngươi phải giết hắn hắn không chết thì ngươi sẽ chết ta thấy được huyết hải thấy được núi thây ngươi giết ta làm bản thân mạnh lên báo thù cho ta cho cửu huyền khụ 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 dòng máu màu đen lại lần nữa phun xuống ánh mắt đạo thành phức tạp có chút ảm đạm minh hòa là nhật nguyệt thất trọng đây cũng là một nửa sư phụ của y gia gia không có thời gian dạy bảo y nên rất nhiều thời gian đều là vị đệ tử của gia gia này dạy bảo chính mình bây giờ y phải tự mình động thủ giết nàng lão sư đạo thành có thể giết ngân khải không nương tay nhưng hiện tại y thật sự có chức tuyệt vọng y không muốn minh hòa truyền âm quát nhanh thực lực của ta mạnh người giết ta sẽ có thêm nhiều chỗ tốt bằng không người làm sao so được với những người khác người không bằng madana không bằng chiến vô song không bằng huyền vô cực, không bằng tô vũ. Người không giết ta, người vĩnh viễn cũng không cách nào báo thù cho ta. Đạo thành cắn răng, đột nhiên, một quyền đập trúng đầu của nàng, ầm ầm một tiếng, đầu nổ tung, một quyền lại một quyền, bốn phía, những người kia xem mà trận tròn mắt, mà trên nắm tay đạo thành đều là huyết dịch, khắp thân thể y dính đầy máu tươi tựa như ác ma, một quyền lại một quyền nện xuống, minh hòa hoàn toàn không hoàn thủ, không ngăn cản, mặc cho y nện từng quyền từng quyền giết chết mình, ầm ầm, một phần nhật nguyệt phá toái, a a a, tiếng giống thê lương bi phẫn vang vọng khắp cổ thành đạo thành như thể hóa điên điên cuồng vô cùng y ôm lên thi thể nửa tàn quỳ xuống đất gào thét ta đã tự tay giết lão sư tô vũ tiếng gào bi phẫn vang vọng đất trời tô vũ ngươi giết người yêu của ta bức ta tự tay giết chết lão sư thủ này ta quyết không đợi trời chung minh hòa chính thức vẫn lạc minh hòa đã chết vị nhật nguyệt cao trọng thứ ba ngã xuống chết trên tay đồ đệ của mình trong cổ thành lại xuất hiện thêm một con tử linh nhật nguyệt thất trọng nhưng mà không ai quan tâm, nhiều một con hay ít đi một con thì có thể thế nào, vẻ mặt lông đấu rất khó coi, gã nhìn thi thể nửa tàn của Minh Hòa, đâu còn dáng vẻ tới đài vô song, tiên khí nghiêm nghị khi xưa nữa. Chết rồi, cho dù là đồ địch của vô địch, cho dù là nhật người thất trọng thì chết vẫn rất thê lương, khốn nạn, một bên, na đà chí mắng một tiếng, cả giận nói, nàng chết thì mặc nàng, để cho tử linh giết thì cũng đỡ hơn là đạo thành, mẹ nó, lại nhiều thêm một đầu tử linh, người khác không quan tâm, hoặc là không dám nói nhưng gã thì dám gã lại không sợ tiên tộc đạo thành cúi đầu im ắng bi thương cũng không lên tiếng na đà chí nổi nóng nhưng cũng không mắng nữa chết cũng đã chết rồi còn mắng cái gì lúc này một đám mây màu buông xuống bất quá nó không hề lớn như tưởng tượng đánh giết nhật người thất trọng nếu là bình thường thì tuyệt đối không chỉ có như vậy chẳng qua đạo thành giết minh hòa có nhân tố ngoài ý muốn và yếu tố khác quá nhiều mà thực lực minh hòa trước khi chết cũng đã giảm lợi hại thực lực đạo thành bắt đầu thuế biến vốn sau khi giết ngân khải thì y đã tiếp cận sơn hải giờ phút này trong nháy mắt y đã chính thức bước vào sơn hải cảnh mà khí tức còn đang rất mạnh mẽ đám mây kia ẩn chứa hàng loạt ý chí lực cùng với một chút năng lượng đặc thù khiến cho thực lực y tăng lên thần khiếu sát nhập biển ý chí mở rộng ầm um, ầm um, ý chí lực rung động một lát sau đạo thành bước vào sơn hải nhị trọng lại qua một hồi sơn hải tam trọng đến lúc này đám mây màu mới tiêu tán sơn hải tam trọng long đấu nhìn thoáng qua không nói gì na đạt chí thì lại mắng tiếp đồ đần đồn chết một nhật nguyệt thất trọng đổi lấy sơn hải tam trọng căn cơ không bền chắc thiên tài đều đang áp chế cảnh giới tấn cấp thì ích gì gã cực kỳ trướng mắt thiên địa ban thưởng dĩ nhiên rất tốt nhưng nếu tăng lên quá nhanh không cho những thiên tài này có nhiều thời gian áp chế cảnh giới thì lợi ích cũng không lớn như tưởng tượng về sau nếu đạo thành muốn làm vững chắc cảnh giới thì phải cần thời gian rất dài mới được mà chết một nhật nguyệt thất trọng chỉ để đổi tới một sơn hải tam trọng hữu dụng không nhật nguyệt thất trọng đó là sự tồn tại có hy vọng chứng đạo vô địch còn sơn hải tam trọng chờ xem đi đạo thành trầm mặc như trước vẫn không nói gì na đạt trí lại mắng minh hoàng ngu xuẩn vừa bị tô vũ trọng thương lại chết quá nhanh không chừng tô vũ sẽ bị quy tắc phán định là phụ trợ đánh giết một khi như thế địch minh hòa chết rồi có lẽ tô vũ còn có thể thu lợi gã vừa nói xong vẻ mặt đạo thành đại biến y ngừng đầu lên ánh mắt huyết hồng y mở mắt nhìn về phía na đạt trí gã cũng trừng mắt lại quát nhìn cái gì vậy ta nói không đúng sao thời gian tử vong quá ngắn ngu xuẩn tối thiểu cũng chờ thêm một hai ngày thiên địa quy tắc mới có thể phán định không có quan hệ gì với tô vũ chết ngay bây giờ thì có lẽ tô vũ còn được lợi nhiều hơn ngươi đúng là đồ ngu nếu chờ thêm một đoạn thời gian minh hòa không chết vậy thì tô vũ đánh trọng thương nàng cũng không phải là nguyên nhân cái chết của nàng thế nhưng hiện tại thời gian mới qua một hồi minh hòa chết rồi trừ thiên chiến trường có thiên địa quy tắc mà quy tắc ở đây có lẽ sẽ phán định người chủ yếu đánh giết minh hòa là tô vũ thành ra lại giúp tô vũ hưởng lợi na đạt chí có thể không mắng sao đạo thành phun ra một ngụm máu lòng y bi phận muốn chết không có khả năng nhưng na đạt chí nói không đúng sao không y biết gã nói đúng khả năng này là rất lớn mà long đấu thì quát im miệng na đạt chí ngươi muốn mắng tới khi nào Màu ra tay ngăn cản ngươi định chịu chết ở đây à 21 vị nhật nguyệt giờ đây đã chết 15 vị hiện tại nhật nguyệt cao trọng chỉ còn mỗi ba người long đấu Đôi hỏa và na đạt chí mà nhật nguyệt tử linh cao trọng lại có tới bốn con không hiện tại đã là năm con mặt khác còn có hơn 20 đầu nhật nguyệt tử linh sơ kỳ và trung kỳ Na đặt trí điên cuồng vô cùng, gã cười lạnh, chịu chết, nếu ta phải chết, ta sẽ giết hết thầy tử linh nơi này, cùng nhau vẫn lạc, huyết hỏa ma tộc là những kẻ điên cuồng, gã mới không sợ, tô vũ. Giỏi lắm, đủ hung ác, Na đặt trí cắn răng quát, thật là tàn nhẫn, mặc hà cùng băng hồng cũng không biết đã bị người nào giết, khẳng định không phải chỉ một mình Diệp Hồng Nhạn, nhân tộc quả nhiên ra tay ngoan tuyệt, tô vũ lẽ ra nên học theo lam thiên phản bội nhân tộc mới phải, gia nhập huyết hỏa ma tộc ta, ta sẽ dẫn hắn đi giết cho thống khoái giống như vị huyết hỏa ma tộc ở tinh lạc sơn khi trước Na đạt trí cũng cảm thấy tô vũ vô cùng thích hợp gia nhập huyết hỏa ma tộc giết chóc giết cho thống khoái bên cạnh gã bây giờ còn có ba vị nhật nguyệt một vị của long tầm tộc một vị phá sơn ngưu tộc và một đến từ kim sư nhất tộc sáu vị nhật nguyệt đều bị tử khí bao trùm nghe thấy lời này của na đạt trí mấy người còn lại đều tỏ vẻ mặt khó coi lúc này đạo thành chậm rãi đứng dậy nhìn về phía những người khác rồi nhìn về phía long chiến và tiểu kim long cũng như thiên đạc vừa mới trốn tới cùng với một vị thiên tài của kim sư tộc y trầm giọng nói tình cảnh hiện giờ cực kỳ hung hiểm chúng ta rất khó thoát khỏi đây nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả đều phải chết cổ thành nguy hiểm đơn độc một vị vô địch cũng không dám tùy tiện đến đây chỉ có nhiều vị vô địch đồng loạt phá vỡ phong tỏa của cổ thành mang chúng ta rời đi thì mới bảo đảm được an toàn y nhìn về phía đám thiên tài chúng ta đều là hậu duệ của vô địch bùng cháy tinh huyết triệu hoán sự quan tâm từ vô địch cầu các vị vô địch hiệp thương cùng nhau tới phá vỡ tòa thành cổ này y nhìn về phía mấy người Lạnh lùng nói, bằng không, chúng ta chỉ có thể ở đây đợi chết, mấy vị Nhật Nguyệt đều đã chết, tiếp theo sẽ là chúng ta, không, có khi chúng ta còn chết nhanh hơn, các người có thể chịu đựng từ khí ăn mòn thêm nữa sao? Hậu duệ của vô địch vẫn có cơ hội sống sót, Triệu Hoán vô địch đến đây rồi nghĩ cách cứu viện, một vị thì dĩ nhiên không được, ví như tiên tộc sẽ không vì đạo thành mà xuất động nhiều vị tiên vương tới cứu, điều đó không thực tế, chỉ có thể tự cứu. Áo bào màu trắng của Long Chiến bây giờ đều hóa đen, nghe vậy bèn lên tiếng, khó nhưng dĩ nhiên chúng ta có thể gọi cả madana hiệp sức sư phụ gã và tiên tổ của gã đều là vô địch có gã ở đây thì chúng ta sẽ nhiều thêm mấy phần lực lượng thủy ma tộc ma vương mạnh mẽ khôn cùng nếu có hai vị thủy ma tộc vô địch dẫn đầu vậy thì cơ hội sống của chúng ta sẽ tăng nhiều các thiên tài bắt đầu tìm cách tự cứu so với những nhật nguyệt bên cạnh bọn họ lại càng dễ câu thông với vô địch hơn càng dễ khiến vô địch xuất thủ cứu giúp hơn nếu chỉ vì vài vị nhật nguyệt cành vô địch chưa chắc sẽ ra tay phá vỡ cổ thành vì họ madana đâu mọi người nhìn chung quanh người nọ không có ở đây na đà trí cũng phiền muộn lần này gã tới một mặt là tham gia náo nhiệt một mặt khác cũng là vì có ý cứu viện madana kết quả tới tận bây giờ tên kia vẫn không hề xuất hiện đang nghĩ ngợi bên ngoài bỗng có một người với mái tóc tím dài phiêu đãng chống trợ từ khí đi xuyên qua đám nhật nguyệt từ linh vây chung quanh thản nhiên nói ta đây mọi người ngây ngốc nhìn gã thời khắc này madana thoạt nhìn có vẻ càng cường đại dường như gã đã đột phá cảnh giới đi giữa từ linh lại cực kỳ dễ dàng cảm giác còn dễ hơn cả máy vị nhật nguyệt madana nhìn về phía mọi người từ dịp nhật nguyệt tử linh đang công kích vài vị nhật nguyệt hắn bèn đột phá phong tỏa xông vào na đạt trí ngây người hỏi ngươi tới lăng vân cửu trọng rồi ừ madana gật đầu thăm kiến na đạt trí ma quân na đạt trí nhìn gã mắt trợn tròn nói ngươi đã đột phá lăng vân cửu trọng không phải ngươi ngươi bây giờ có thể chiến nhật nguyệt rồi à không thể madana thản nhiên đáp trốn thoát khỏi tay nhật nguyệt sơ kỳ thì còn được nhật nguyệt quá mạnh lời này vừa nói ra tất cả mọi người vẫn khó tránh khỏi rung động thoát khỏi tay nhật người sơ kỳ người mới chỉ là lăng vân thôi a à. thiên tài cường giả của thủy ma tộc thực sự hơi quá mức những người khác đang quyết đấu sinh tử đã thì lại có thể thu được cơ duyên trong cổ ốc tô vũ đi rồi sao madana nhìn chung quanh hỏi hắn không sao chứ có ý gì nà đạt trí tức giận đáp chạy rồi hắn có ngọc phù xuyên thành chạy từ lâu rồi madana khẽ gật đầu hẳn là thế hắn là loại người rất khó giết cái thế giới này chính là như thế càng là thiên tài thì càng khó chết tập hợp vận khí của thiên địa bách chiến bất tử mới là vô địch na đạt trí tung một quyền đánh bay một con nhật người tử linh tức giận quát nghe nói trước đó ngươi được giết hắn vì sao lại không giết hắn vậy manana cười nhạt đáp vì sao lại phải giết hắn lúc trước hắn không bằng ta giết hắn cũng chẳng có tác dụng gì không có ban thường không có thành tựu không có tác dụng ma luyện giết người không phải mục đích của ta lý niệm của huyết hỏa ma tộc không giống ta ta không phải là vì giết người nên mới giết người mục tiêu của ta là chứng đạo vô địch là vì trở thành cường giả trong số vô địch ta mà giết tô vũ thì đó là vì đạt được chỗ tốt, vì muốn làm bản thân mạnh lên, không phải là vì giết người. tô vũ lợi hại hơn ngươi nhiều. na đạt trí cũng không thèm để ý tới việc bị madana phản bác. trên thực tế dù cho na đạt trí là nhật nguyệt thất trọng thì gã cũng không coi madana là tiểu bối. cái tên này lại tiến bộ một chút, đều có thể coi như tương đương với nhật nguyệt được rồi. ngươi bây giờ chưa hẳn đã đấu lại được hắn. na đạt trí nói như thế xong lại cười lớn, cũng không đến mức ấy. tên kia mà không có thần văn của diệp bá thiên thì hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Madana không để ý tới điều này, gã nhìn về phía những người khác, thản nhiên cất lời, muốn rời khỏi cổ thành thì cần có vô địch trợ giúp, bất quá các người cũng biết, năm đó có vô địch đánh vào cổ thành, kết quả lại ngã xuống. Gã dừng một chút mới nói tiếp, tối thiểu phải có năm vị vô địch ra tay, đồng loạt phá thành, đem chúng ta rời khỏi phạm vi của cổ thành, bằng không sẽ dẫn xuất cường giả từ thế nơi đây, đừng ai mơ được sống, tối thiểu phải năm vị, đạo thành trầm giọng nói, ra ra đạo vương của ta sẽ ra tay, Long chiến suy nghĩ một chút cũng lên tiếng, thiên long tộc sẽ có long vương ra tay tiểu kim long hữu khí vô lực nói gia gia của ta sẽ ra tay gia gia của nó là đại trưởng lão của kim long tộc như vậy đã có ba vị vô địch ra tay ở kế bên thiên đạc do dự một chút mới mở miệng tiên tổ của ta không biết có thể xuất hiện vì ta hay không madana không quá để ý không sao thủy ma tộc sẽ có ma vương ra tay tiên ma long tộc đều có vô địch ra tay madana nhìn về phía thần tộc lôi hỏa vẫn còn ở đây Đã hỏi lôi hỏa chân quân thần tộc thì sao lôi hỏa nhíu mày rồi nhìn chung quanh thiên tài thần tộc cơ hồ đều bị giết an mân thiên cũng đã xui xẻo bị giết thiên tài đỉnh cấp của thần tộc là chiến vô song không tới về phần những người khác muốn vô địch ra tay vì họ kỳ thật rất khó dĩ nhiên tộc trưởng lôi đình thần tộc có lẽ sẽ ra tay cứu viện cũng không thể chắc chắn trăm phần trăm được còn về các cường giả tiểu tộc thì phải xem vận khí đi vô địch thuận tay cứu người thì cũng có khả năng không cứu người lại là lẽ thường mà trong khi họ đang nói chuyện ở trong phòng đã có vài vị cường giả sơn hải dồn dập kêu thảm một tiếng bị tử khí triệt để ăn mòn mất mạng tại chỗ mà những thiên tài kia thì đều đang sử dụng hàng loạt thiên nguyên khí để hóa giải tử khí đây chính là trinh lệch ra thì bối cảnh không có bối cảnh dù cho mạnh mẽ thì cũng sẽ chết ở đây madana cân nhắc nhìn chung quanh cuối cùng gã mới mở miệng ta sẽ thỉnh ma vương ra tay tận lực mời đến hai vị ma vương phá vỡ cổ thành cứ chúng ta ra ngoài dứt lời gã nhìn về phía những người khác mặt khác chư vị hãy tự cầu phúc vận khí tốt thì mới có thể sống vận khí không tốt vậy cũng hết cách dứt lời gã chích một giọt máu chảy ra bên ngoài những tử linh đó càng thêm điên cuồng madana không thèm để ý gã đạm mạc nói tự triệu hoán đi nếu không có cách nào câu thông với vô địch không có cách nào gọi cứu viện vậy thì mau nhận mệnh dứt lời giọt máu kia đã bốc cháy lên trong cõi u minh một cỗ khí tức cường đại từ ngoài thành thẩm thấu tới trong thành tử linh càng thêm bạo động có điều khí tức này lại không xuyên thấu cổ thành cho nên cũng không dẫn tới việc tử linh phá vỡ con mắt của đạo vương như trước đó bờ môi madana khẽ động giống như đang truyền âm gã đang nói chuyện những người khác cũng dồn dập bùng trái tinh huyết để cầu viện vô địch càng ngày càng nhiều cường giả chết đi thiên tài các tộc cũng có kẻ không có thiên nguyên khí bị hàng loạt tử khí bao trùm tử vong tức thì duy chỉ có vài vị thiên tài đỉnh cấp của đại tộc chữ nhiều thiên nguyên khí mới có thể tiếp tục chống đỡ một lát sau toàn bộ cổ ốc này chỉ còn lại đúng 11 người sáu vị nhật nguyệt năm vị còn lại phân biệt là madana thiên đạc long chiến và tiểu kim long cùng với đạo thành bỗng dưng na đạt trí nhìn thẳng về một phía đột ngột dậm chân một đạo thân ảnh từ chân tường bị dẫm bay ra bịt một tiếng đập vào trên mặt đường kẻ đó chậm rãi trượt xuống phù thổ linh cấp tốc hóa thành thổ dân vội vàng hô đừng đánh đừng đánh ta sẽ gọi người ta sẽ gọi thổ linh lão tổ đến cứu mạng na đạt Chí ngạc nhiên nhìn cái tên mới lộ diện này ngũ hành tộc phủ thổ linh long đấu cũng kỳ quái hỏi ngươi còn sống ư kỳ lạ cái tên này thế mà còn sống không chỉ không có cường giảng ngũ hành tộc bảo hộ mà nó còn không dùng thiên nguyên khí và lại trước đó nó còn ẩn giấu khí tức rất kỹ bởi vì không quấy rối và ai vị nhật nguyệt cao trọng phát hiện nó thì cũng không định giết nhưng cái tên này trung khí mười phần cũng rất kỳ quái thế mà lại không có chuyện gì bây giờ kể cả madana đều nhìn về phía phù thổ linh cười nhạt phù thổ linh thuật độn thổ của ngươi cũng không tầm thường nơi này không thể độn thổ ngươi trốn vào trong vách tường kiểu gì phù thổ linh cười khan đáp vận khí vận khí tốt ta không bằng ngươi, cũng kém cả thiên đà các ngươi, còn kém xa lắm. Nó vừa nói xong, Madana như có điều suy nghĩ, cất tiếng, không phải ngươi đã giết một vài vị ngũ hành tộc, cướp ngũ hành chi tâm của họ chứ, ngươi muốn ngũ hành hợp nhất, xem ra hiện tại đã có kết quả, ngươi đã dung hợp công pháp của ngũ hành tộc rồi sao? Bốn phía, tất cả mọi người nghe vậy đều nhìn chằm chằm về phía phủ thổ linh, mà phủ thổ linh thì hô to oan uổng, không có, tuyệt đối không có, ta không giết đồng tộc, lừa ngươi thì ta sẽ không phải là thổ linh, dĩ nhiên, ta đích xác là đã dung hợp một chút công pháp ngũ hành nhưng mà đó là các tộc tặng cho ta hãy tin tưởng ta madana không nhiều lời những người khác cũng không nói gì thêm nếu là giết thì không cần phải nói gì giết người thì đó cũng là việc của nó nếu là được tặng ngũ hành tộc đưa công pháp cho phủ thổ linh là muốn làm gì muốn cho ngũ hành hợp nhất sao ngũ hành tộc là chủng tộc bách cường thế nhưng ngũ hành bất hòa xếp hạng không cao trong bách cường chỉ khi nào ngũ hành tộc xuất hiện ngũ hành chi chủ giúp cho ngũ hành thống nhất thì ngũ hành tộc mới có khả năng tiến vào 10 vị trí đầu bách cường trở thành thập cường chủng tộc ngũ hành tộc vẫn có một ít vô địch chẳng qua là bây giờ họ rất phân tán một tộc đơn độc mà cũng có thể tiến vào bách cường nếu ngũ hành hợp nhất chỉ e số lượng vô địch sẽ vượt qua 10 vị tính cả phủ thổ linh thì nơi này còn lại 12 vị cường giả trên thực tế toàn bộ cổ thành trừ một vài cư dân thì đại khái chỉ có 12 người này sống sót ngay cả cư dân cổ thành thì lần này cũng xui xẻo chết không ít tử khí quá nặng tử linh không giết bọn họ nhưng họ lại bị tử khí thôn phệ dẫn tới tử vong phủ thổ linh không nói thêm gì nó cấp tốc phát họa ra ngũ hành pháp trận lẩm bẩm bắt đầu cầu viện trong lòng nó rất bi thương thật là thê thảm lần này không mò được lợi ích gì mà còn phải chịu hoán lão tổ tới cứu mạng cả đám thiên tài đều bắt đầu tìm cách tự cứu cửa lớn của cổ ốc lại bị nhật nguyệt tử linh phá tan đám long đấu dồn dập bùng nổ đánh lui đối phương tử khí trên thân lại càng ngày càng nặng ba vị nhật nguyệt không phải cường tộc rõ ràng đã có dấu hiệu không chịu nổi nếu cứ tiếp tục như thế chỉ sợ lại có thêm ba vị nhật nguyệt tử vong cả cổ thành rộng lớn như vậy mà người sống càng ngày càng ít ngay khi những người này đang tìm cách tự cứu trong thiên đoạn cốc, tô vũ vừa bỏ chạy một hồi, bỗng nhiên có một đám mây màu cực lớn buông xuống. tô vũ ngơ ngẩn cả người, tình huống gì đây? sao lại đưa thêm chỗ tốt cho ta nữa rồi? thật là kỳ quái. suy nghĩ một chút, hắn chợt nghĩ ra, kinh ngạc lầm bầm, chẳng lẽ là minh hòa chết rồi? chết thì cũng không kỳ quái. tô vũ đả thương nàng chính là vì muốn giết chết nàng, có điều thật sự không nghĩ đến, hắn không giết chết nàng nhưng vẫn được thiên địa ban thưởng, điều này quá kỳ quái hắn vẫn chưa nghiên cứu triệt để quy tắc của chư thiên chiến trường vẫn còn có nhiều thứ không hiểu rõ trước đó hắn cũng chỉ là tùy tiện dò đoán ngoài mặt mặt thôi thật là đã cho hắn không ít đồ tốt phần thường lần này không phải thiên địa huyền quang cũng không phải thiên nguyên khí mà là một chất lỏng màu vàng óng thứ này không dung nhập vào cơ thể tô vũ nó giống như trần chờ một chút rồi dừng lại trong biển ý chí của hắn tự động tìm địa phương để an tĩnh ngủ đông cái gì thế này tô vũ quan sát vật kia hoang mang thốt lên nguyệt huyền hoàng dịch ta đệt không phải là cái đó chứ nhưng mà ta đâu dùng được thứ này là để các vị nhật nguyệt cảnh tăng cường khiếu huyệt của mình không phải nhật nguyệt thì sẽ không có tác dụng gì lớn ngược lại bởi vì khiếu huyệt quá mạnh mà vô phương hợp nhất vậy này chỉ thích hợp cho nhật nguyệt mẹ nó thiên địa ban thưởng cho ta nhật nguyệt huyền hoàng dịch làm gì tô vũ nhìn thoáng qua cũng không ít hình như ước chừng phải đến 10 giọt dựa theo giá của liệt thiên các cần 3 giọt nhật nguyệt tinh huyết mới đổi được một giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch thiên địa huyền quang thì cứ một giọt nhật nguyệt tinh huyết là đổi được một sợi trước đó khi giết vị nhật nguyệt tứ trọng Tô Vũ đã được ban thưởng 20 sợi thiên địa huyền quang, mà bây giờ, hắn phụ trợ đánh giết Minh Hòa nên cũng được ban thưởng gần 30 giọt nhật nguyệt tinh huyết, số lượng này còn nhiều hơn cả giết nhật nguyệt tứ trọng, bạo hai viên thần văn cũng không phí công, bạo hai viên thần văn cũng không phí công, Tô Vũ vui vẻ, tính ra thì nhật nguyệt huyền hoàng dịch cùng thiên địa huyền quang của hắn đều có giá trị sấp xỉ 50 giọt nhật nguyệt tinh huyết, tương đương với giết năm vị nhật nguyệt sơ kỳ, mà thứ này dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được, giết người phóng hỏa rồi giàu to, ha ha ha, Tô Vũ âm thầm mừng rỡ sau đó hắn xúc lại tinh thần, tiếp tục cấp tốc trốn chạy, nơi này không thể ở lại nữa, thiên địa ban thưởng vừa rồi chớ để cho ai thấy được, bị để mắt tới thì sẽ rất phiền toái, còn may rằng đây là ở dục hải bình nguyên, cường giả rất khó đụng độ hắn, quả là một nơi tị nạn rất tốt, minh hòa chết rồi, rất tốt, không biết là bị tử linh giết hay là do ta chọc cho tức chết. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, rất nhanh, biển ý chí chấn động một cái, hắn vội mắng, ngừng lại cho ta, cục lông nhỏ, ngươi dám ăn vụng nữa thì ta sẽ giết ngươi, bóp chết ngươi khiến đại đại của ngươi đến giết chóc bốn phương. Trong đầu hắn, cục lông nhỏ đang ăn tới miệng chảy đầy mỡ, nghe vậy thì giật mình dừng lại, trốn vào trong khoách thần trùy, nó bị phát hiện rồi, không thể ăn, nhưng nó vẫn muốn ăn, thơm lắm luôn á, trong biển ý chí của hương hương đều là đồ tốt, nhật nguyệt huyền hoàng dịch, thiên địa huyền quang, một bộ phận ý chí lực, dư vị của thần văn phá toái, còn có cả một viên thiên địa thần văn bị phá nát trước đó. Tóm lại, chỉ có một chữ thôi, thơm, ăn no tới mức chỉ muốn ngủ một giấc, thoải mái nghĩ là làm cục lông nhỏ thành thơi dựa vào khoách thần chùy ngủ vùi thỉnh thoảng còn vô thức liếm mép mà tô vũ móng một hồi thì lại muốn chửi thề thứ đồ chơi này quá vô dụng mẹ nó chỉ có biết ăn ăn no chết ngươi đi ngươi có tin ngày nào đó ta sẽ bóp chết ngươi khiến đại đại của ngươi tới giết người không bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube gì các phim ăn nhiều như vậy cũng không thấy người tấn cấp đã vào lăng vân bao lâu rồi mà còn chưa đột phá sơn hải phế vật cục lông nhỏ đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được cơn oán niệm này nó trốn ở trong khoách thần trụy âm thầm bi thương đúng vậy hình như đã rất lâu rồi cục lông nhỏ nhớ rất kỹ lần đầu nó và hương hương tiến vào bách đạo cát thì nó liền tấn cấp lăng vân khi đó hương hương còn chưa đến đằng không ngày 14 tháng 2. hiện tại là trung tuần tháng 7, đã sắp đến ngày 15 tháng 7 rồi tính ra thì đã qua năm tháng năm tháng hương hương đã đột phá tới lăng vân nó lại vẫn nằm im ở lăng vân quá chậm cục lông nhỏ chịu đà kích lớn nó trốn ở trong khoách thần trụy không muốn ra ngoài đi ngủ thôi Tình ngủ lại ăn, ăn no rồi sẽ tấn cấp, nó còn nhỏ lắm, không vội, nó vẫn chỉ là tiểu bảo bảo thôi mà, tự an ủi bản thân một hồi, cục lông nhỏ ngủ thiếp đi, không thèm quan tâm điều gì nữa. Trong khi Tô Vũ vội vã trốn chạy, bên ngoài cổ thành lại có người tới, không phải vô địch, vô địch không thể đến nhanh như vậy, muốn tới thì cũng cần thời gian, có một số vô địch còn đang ở tận bản giới, có vài vị thì bị nhân tộc vô địch nhìn chăm chăm, cần thời gian mới đến được, nhìn cổng lớn đóng kín của cổ thành, người vừa tới này quan sát một hồi, hắn khẽ cười, sau một khắc một vệt ánh đao vô thanh vô tức chém lên trên tường thành oanh tường thành đổ sụp trong chớp mắt lại xuất hiện thêm bảy tám đầu tử linh cường hãn dồn dập đứng bên trong tường nhìn về phía người bên ngoài tử khí bắt đầu khuếch tán ra ngoài thành một đầu tử linh hiển hiện là tử linh rất đặc thù nó nhìn về phía người ngoài kia thăm thầm niệm một cái tên hạ long võ ngoài thành người cầm đao nhìn thoáng qua con tử linh nọ mỉm cười biết ta à xem ra là tử linh năm đó ta giết còn sót lại hạ long võ ngươi dám phá hư thánh thành tử linh lạnh lùng quát ngươi là đang tự tìm đường chết nó nhằm nhiều làm gì đằng nào ngươi cũng có ra đây được đâu đúng vào lúc này một tiếng nói lạnh nhạt truyền đến ngươi còn dám phá hư thánh thành ta sẽ đập chết ngươi hạ long võ hơi biến sắc mặt cấp tốc rút đi vừa đi vừa nói hiểu lầm ta chém nhầm thôi dứt lời người đã biến mất lập tức là tượng đá vừa lên tiếng vật kia hết sức tả môn hết sức mạnh mẽ tốt nhất là đừng nên trêu chọc mà quan hệ của nó với tử linh cũng hết sức phức tạp thoạt nhìn bất hòa nhưng hai bên đều đang duy trì sự tồn tại của thánh thành đừng trêu chọc cái tên này thì hơn tử linh vô phương ra khỏi thành vị kia thì khó mà nói tường thành lại mau chóng khôi phục về hình dáng cũ mà tử linh đặc biệt kia thì chỉ nhìn thoáng qua hướng hạ long võ rời đi rồi dần dần tiêu tán nhưng bảy tám con nhật nguyệt tử linh mới xuất hiện lại không hề rời đi dồn dập đánh về phía nội thành đánh giết những người bị giam bên trong hạ long võ chạy được nhưng những người kia chạy không được nội thành tượng đá thầm móng một tiếng vừa rồi là do nó lên tiếng quát lớn hạ long võ khốn kiếp lão tử là thạch đầu nhân nếu còn là năm đó ta còn giữ tính tình khi xưa thì đã ra ngoài đập chết ngươi đám khốn kiếp của nhân tộc này chỉ biết đi gây sự thật sự chọc tới tử linh quân chủ cực kỳ cường hãn thì ngươi cho rằng đối phương không làm gì được ngươi à đương nhiên hạ long võ chỉ là muốn hại đám bị vây trong thành cho nên hắn mới chém một đao liền chạy bằng không thì cái tên này cũng đừng hòng dễ bỏ qua hắn chạy được nhưng ở nội thành rất nhanh đã truyền đến tiếng gầm tuyệt vọng trong sáu vị nhiệt nguyệt nhiệt nguyệt của kim sư tộc đã tự bạo trực tiếp nổ chết hàng loạt tử linh, cũng dẫn đến nhật nguyệt tử linh xuất hiện thêm 4 năm con nữa. Trong thành, số lượng nhật nguyệt tử linh đã đạt đến 40 đầu, con số kinh khủng, trong cổ ốc chỉ còn lại 5 vị nhật nguyệt. Giờ phút này, lôi hỏa âm thầm truyền âm hai vị cường giả đại tộc, hai vị kia sắp không chịu được nữa, không chịu được thì hai người bọn họ tuyệt đối sẽ tự bạo, đánh giết tử linh rồi dẫn tới càng nhiều tử linh. Hai vị nhật nguyệt cảnh phân biệt đến từ phá sơn ngưu nhất tộc và long tầm nhất tộc, rõ ràng là họ sắp không chịu được nữa, còn vài vị thiên tài phân chia mạnh yếu cũng rõ ràng, giờ phút này Madana không có chuyện gì đạo thành cũng không sao cả phù thủ linh vẫn bình tĩnh như trước thiên đà cùng tiểu kim long và long chiến thì đều có chút suy yếu thiên nguyên khí đã sắp hao sạch long đấu nhìn thoáng qua truyền âm nói giúp một chút đi khống chế bọn hắn rồi để long chiến cùng long vô ưu giết dù chỉ thu hoạch được một chút thiên nguyên khí thì cũng tốt long tộc sẽ có hai vị long vương cứu viện hai vị hãy hỗ trợ một chút giết người khi đang bị khống chế thì lượng ban thường sẽ không quá nhiều giống như khi đánh giết cường giả đã trọng thương vậy giết hai vị nhật nguyệt mà chỉ đạt được chút xíu ban thường được không bù mất nhưng đây là thời điểm đặc thù họ không thể tính toán rõ ràng như ngày thường bây giờ kiếm thêm ít thiên nguyên khí mới là chuyện tốt mà hai vị kia đã sắp chết đợi chút nữa họ tuyệt đối sẽ tự bạo dẫn tới hàng loạt tử linh tử vong còn không bằng bị cường giả thiên tài giết cũng chỉ dẫn xuất thêm hai đầu tử linh mà thôi long tộc sẽ xuất động hai vị long vương đến giúp lôi hòa vẫn còn suy nghĩ cẩn thận dẫu sao thần tộc không có thiên tài ở đây mà na đạt trí chỉ nghĩ chốc lát bèn nói cũng được Madana kinh thường giết chúng. Thiên Đạc, lão tổ nhà hắn chưa chắc đã đến. Mặc kệ, nhà ai ra sức thì kẻ đó tới giết. Long đấu nghe vậy liền truyền âm cho Long chiến cùng Long vô ưu, hai đầu Long hơi do dự một chút, nhưng rất nhanh họ vẫn lựa chọn đáp ứng, không thể chịu nổi, giết người mà thôi. Chỉ mong thiên địa ban thưởng thêm càng nhiều thiên nguyên khí càng tốt, tối thiểu có thể hỗ trợ làm hao mòn tử khí, đánh giết nhật nguyệt còn có hàng loạt nguyên khí bùng nổ và dư vị thần văn bùng nổ cũng có thể để bọn hắn chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Trước đó đã chết nhiều nhật nguyệt như vậy đến bây giờ bọn hắn còn không chết đều là nhờ số nguyên khí cùng dư vị thần văn này mà ngay khi ba vị nhật nguyệt chuẩn bị động thủ cường giả long tầm nhất tộc bỗng nhiên nhảy ra khỏi cổ ốc nổi giận gầm lên một tiếng mạnh mẽ tự bạo y mang theo nụ cười cùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía đám người trong phòng thật sự cho rằng ta không hiểu rõ tâm tư của các ngươi sao y quá to tiếng cười ám ảnh chấn vào lỗ tai những người ở đây chỉ vẹn vẹn vài giây ba bốn đầu nhật nguyệt tử linh đã bị y nổ chết đám lôi hỏa không để ý tới y cấp tốc ra tay con trâu to lớn bên cạnh bị bọn hắn không chế cường giả phá sơn ngưu kinh ngạc gào thét các người muốn làm gì mà vị cường giả long tầm tộc tự bạo đã sắp tan thành mây khói nghe vậy không nhịn được muốn mắng đồ đần độn người còn không hiểu à y đã sớm nhìn ra mấy tên này âm thầm truyền âm giống như đang chuẩn bị làm cái gì đó dù phải chết thì y cũng sẽ không thỏa mãn bọn chúng chỉ có tên phá sơn ngưu nhất tộc kia quá đần độn mãi không nhìn thấu mang theo một chút thỏa mãn cường giả long tầm nhất tộc mỉm cười hoàn toàn chết đi một đạo quang huy nhật nguyệt rơi vỡ 21 vị nhật nguyệt giờ chỉ còn lại 4 vị. Một lát sau, con trùng ngốc kia mang theo cơn phẫn nộ điên cuồng cùng không cam lòng, bị hai vị long tộc hợp lại đánh giết, lại có ánh sáng sáng chói rơi xuống, mà thiên địa ban thưởng cũng không ngoài dự liệu của bọn họ, thiên nguyên khí, số lượng không ít, giết một vị nhật nguyệt mà chỉ được ban thưởng một chút thiên nguyên khí, thứ này đối với cường giả đại tộc kỳ thật chẳng tính là bao, không hề có lời, bất quá, vào lúc này mà có thiên nguyên khí ban thưởng thì được coi là chuyện rất tốt, long chiến cùng long vô ưu vội vã hấp thu, làm hao mòn từ khí bên trong nội thể bây giờ trong cổ thành rộng lớn sinh linh còn sống càng ngày càng ít chín vị ba vị nhật nguyệt cao trọng miễn cưỡng phòng thủ cổ ốc chờ đợi vô địch đến giúp lúc tiến đến có hàng trăm hàng ngàn người mấy chục tôn nhật nguyệt mấy chục vị sơn hải đỉnh phong đằng không lang vân thì phải tới mấy trăm hơn ngàn vị mà bây giờ cơ hồ đều đã chết hết thế nhưng vô địch còn chưa tới cứu viện không phải là không muốn mà là có vài vị vô địch bị kiềm chân nhân tộc đều biết những người này bị nhốt trong cổ thành hiện tại ở khu vực biên cảnh cũng đang phát sinh biến cố. Phía bắc đông liệt cốc, đại tần vương cầm trường thương trong tay, nhìn về phía đạo vương mới từ tiên giới chạy tới, cười cười bắt chuyện, đạo vương, đi uống một chén nhé, chớ nóng vội đi đường làm gì, đường xa tới đây có mệt hay không, đạo vương yên lặng, một lát sau chậm rãi nói thẳng, ra điều kiện đi, đại tần vương cười ha hả đơn giản thôi, khi hạ long võ chứng đạo, người giúp ta ngăn lại chiến thần, đạo vương lắc đầu, ta có thể từ bỏ đạo thành, ta không ngăn nổi chiến thần, khẽ gật đầu, đại tần vương lại đưa ra đề nghị khác vậy thì đừng truy sát tô vũ nữa bỏ đạo thành cũng không sao so ra thì ý kém xa tô vũ đại tần vương im lặng cũng phải sau đó ông lại nói không đụng tới liễu văn ngạn tên kia đã phát nổ thần văn của diệp bá thiên tiềm lực có hạn dù cho còn lại ít thần văn thì trước trước sau sau cũng phát nổ hơn mười miếng rồi đại khái chỉ còn lại mấy viên thôi thần văn chiến kỹ cũng đã hủy đạo vương suy nghĩ một hồi cuối cùng đồng ý nhất mạch của ta sẽ không nhằm vào liễu văn ngạn đại tần vương vui vẻ vậy thì tốt đạo vương đi thong thả đạo vương không nhiều lời già mồm hư không phá toái tan biến ngay tại chỗ đại tần vương lắc đầu thôi được rồi tô vũ giết quá ác đều giết tới đệ nhất thiên bảng luôn rồi hắn lại còn trẻ tuổi dọa người không giống liễu văn ngạn hy vọng vạn tộc buông tha không giết hắn là điều không có khả năng bây giờ vì giết hắn mà dám vạn tộc có thể từ bỏ luôn cả việc ngăn chặn hạ lòng võ chứng đạo ai ra sớm biết vậy thì khi tô vũ giết những tên kia leo lên hạng ba thiên bảng thì ông nên đá hắn về nhân cảnh mới phải hiện tại. Quá khó, từ lúc ông nhìn thấy người của đại minh phủ đều rút lui nhưng không thấy Tô Vũ đâu, thì trong lòng ông đại khái đã đoán được kết quả, tên kia đã tự bỏ chạy rồi, còn may là hắn biết nặng nhẹ, hiện tại nếu chạy về nhân cảnh, vạn tộc sẽ nhắm vào hắn, không bức bách rào hắn ra mới là lạ, chờ qua đầu ngọn sóng gió đi đã rồi nói sau. Một lát sau, đại tần vương chợt lách khẽ, xuất hiện trước mặt một người, nhớ lại hình ảnh đứa cháu trai cực kỳ kiêu ngạo trước kia của mình, rồi lại nhìn dáng vẻ chật vật của hắn bây giờ, không đợi tần phóng nói gì thì ông đã thở dài mắng đồ vô dụng làm mất hết thể diện của ta cút ngay âm một cước đá xuống tần phóng không kịp nói câu nào đã bị đá bay không biết mấy ngàn dặm trong nháy mắt hắn đã rơi vào lối đi nhân cảnh tiếng giống thê thảm truyền ra người đã biến mất khỏi chư thiên chiến trường đại tần vương thở dài thảm thương quá thoạt nhìn thì không có chuyện gì nhưng mà đặt ở cổ thành thì chẳng ai muốn giết ngươi mất mặt quá thực ra ta chỉ ước gì cháu của ta cũng bị vạn tộc truy sát đó mới gọi là có thể diện điều đó có nghĩa là vạn tộc kiên kỵ ngươi chứng tỏ ngươi có tư chất nghịch thiên vạn tộc đều sợ ngươi kết quả hai trước kia sao lại cảm thấy cháu trai mình không tệ giết được không ít sơn hải nhân tộc tần phóng tần gia tần phóng có bao nhiêu là thể diện nhắc đến tên thì các vị vô địch khác đều khen một tiếng cháu trai của đại tần vương rất lợi hại hiện tại ai ra không đề cập tới cũng được tại sao vạn tộc lại không truy sát cháu của ta mà bây giờ vị trí đệ nhất địa bảng cũng mất đi không còn tí mặt mũi nào nữa đại tần vương chợt thấy lòng điều hưu đời sau không bằng đời trước thực ra cháu trai ông từng lên thiên bằng kỳ thật cũng không yếu như ông nói nhưng mà nhưng mà thôi được rồi không thể so sánh người ta nổ thần văn của diệp bá thiên không tính là bản lĩnh thật sự cháu của ta không nổ thần văn đại tần vương tự an ủi bản thân một thoáng cũng được cháu ta không rác rời đến vậy tối thiểu thì mạnh hơn cháu trai của đạo vương nhiều tên kia giết nhật người thất trọng vô nghĩa đó là giết minh hòa thôi tối thiểu thì cháu của ta không giết sư phụ của mình, nhân tộc. Chẳng có ngày nào được yên ổn, câu nói này vẫn luôn giày vò trong lòng ông, không giết tô vũ, vạn tộc đều sẽ không ngừng tay. Bây giờ tiểu tử, tử kia đã chạy đi đâu rồi, cổ thành dung chuyển, nhật người vẫn lạc, các đại chiến khu biên cảnh đều là nơi đại quân tụ tập đầy đủ để đề phòng đột nhiên bùng nổ cuộc chiến. Mà ở trung ương chiến khu cũng chính là địa bàn của yêu tộc, bởi vì tinh thần hải là lá chắn tự nhiên nên nơi đây không khẩn trương đến vậy, cộng thêm yêu tộc chưa nhất thống, cho nên khu biên cảnh cũng rất tàn mạn trừ thiên chiến trường, thiên viên địa phương, bốn phương là do thần, tiên, nhân, ma bốn đại chủng tộc chiếm cứ, khu vực trung ương bởi vì có tinh thần hài rộng lớn vô biên, chủng tộc khác sinh tồn khá là phiền toái nên chủ yếu chỉ có các loại yêu tộc và hàng loạt yêu tộc vùng biển, khu vực trọng yếu nhất thành ra lại bị yêu tộc chiếm cứ. Đương nhiên, luận về thực lực, yêu tộc cũng rất mạnh, long tộc tối cường nhưng mà long tộc lại không tự cho mình là yêu, trừ bỏ long tộc thì các yêu tộc khác tán loạn vô cùng, không có yêu tộc mạnh mẽ nào có thể nhất thống. So với nhân cảnh 36 phủ tốt xấu gì còn có trận doanh chiến tuyến nhất trí, bên phía yêu tộc lại còn loạn hơn cả nhân tộc. Trên thực tế, chư thiên vạn tộc không có được mấy nơi thuần túy là thống nhất cùng hòa bình. Ở ma tộc, thủy ma tộc trấn áp các ma tộc khác nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng nhất thống, mà huyết hỏa ma tộc mạnh như vậy lại thường xuyên tự tác chủ trương, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đồng dạng, thần tộc cũng gần như thế. Còn đối với tiên tộc, đội bộ tiên tộc phân chia không rõ ràng, không giống với thần ma, tiên tộc có vẻ giống nhân tộc hơn bất quá bên trong tiên tộc cũng có một nhánh tương đối đặc thù đó là cổ tiên tộc trên thực tế nó không khác biệt lắm thế nhưng nghe nói là nó được truyền thừa từ thời đại thượng cổ tới nay chưa hề ngưng đương nhiên chúng không phân rõ ràng như thủy ma tộc cùng nguyên thủy thần tộc nội bộ tiên tộc càng nhiều hơn vẫn là dùng tiên vương đạo vực để phân chia thế lực chứ không phải phân chia chủng tộc đây là hiện trạng của các đại cường tộc thế nhưng chút đại tộc này loạn thì có loạn nhưng khi đối diện với nhân tộc lại đều có chung một mục đích đó chính là không thể để nhân tộc mở ra lực áp chế giới vực đây là việc nhất định phải làm. Nhân tộc mạnh mẽ, ở thời đại thượng cổ có thể coi là vạn tộc trung chủ, điểm này các cổ tộc đều biết. Thế nhưng, nếu nhân tộc đã mất đi địa vị chư thiên bá chủ, bây giờ lại muốn nhất thống vạn tộc lần nữa thì không có khả năng. Không có bất kỳ chủng tộc nào lại muốn trở thành kẻ phụ thuộc và nô lệ của chủng tộc khác. Nhân tộc có không ít vô địch, mặc dù không có nhân hoàng hoặc là bán hoàng tồn tại, thế nhưng thực lực của mấy vị vô địch như Đại Tần Phương đều không yếu. Nếu không muốn nói là chiến lực cực kỳ cường đại, số lượng vô địch nhiều, nhật nguyệt, sơn hải cũng rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, nếu nhân tộc tiến vào những giới vực khác mà lại không có sức áp chế thì sẽ chẳng còn ai có thể chế ước nổi, nhân tộc sẽ một lần nữa áp đảo trừ thiên vạn tộc. Cho nên, đối với nhân tộc, các tộc đều có chung một suy nghĩ, nhân tộc có khả năng mạnh mẽ nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể xuất hiện văn minh sư vô địch, tuyệt đối không thể, 50 năm trước như thế, 50 năm sau vẫn vậy. Bây giờ Tô Vũ đã trở thành đệ nhất thiên bảng, Liễu Văn Ngạn trở thành đệ nhất địa bảng, Hồng Đàm chuẩn bị mở đa thần văn học viện tại nhân cảnh, truyền thừa phương pháp chia tách thần văn nhất mạch của ngũ đại lại lần nữa bị chư thiên vạn tộc chú mục nhất mạch của ngũ đại hoặc là nói đầu nguồn của đa thần văn hệ bây giờ còn có sáu vị gồm liễu văn ngạn hồng đàm trần vĩnh bạch phong tô vũ ngô gia còn như mấy vị hạ vân kỳ triệu minh nguyệt hay hồ bình mặc dù cũng là đa thần văn hệ nhưng lại không tính là đích truyền đích truyền hẳn là chỉ tính bên phía liễu văn ngạn mà thôi và lại mấy vị kia biểu hiện ra thực lực cùng chiến lực bao gồm cả tiềm lực đều không đáng sợ bằng nhất mạch của ngũ đại tô vũ thoát khỏi cổ thành liễu văn ngạn lại trở về nhân tộc ông đã lớn tuổi phát nổ thần văn của diệp bá thiên xong nên uy hiếp không bằng trước đó nữa dĩ nhiên cũng không phải ông đã hoàn toàn mất hết uy hiếp tối thiểu thì bây giờ ông vẫn còn nắm giữ mấy viên thần văn vĩnh hằng thế nhưng chúng lại không thành hệ thống không thành chiến kỹ so với năm xưa sẽ giảm bớt uy hiếp đi rất nhiều bất kể như thế nào giờ khác này nhất mạch của ông lại lần nữa trở thành tiêu điểm của chư thiên vạn tộc trong đó mấu chốt nhất chính là tô vũ tô vũ đã trốn đi hành tung không rõ lúc này rất nhiều người đều đang ngó chừng hắn bao gồm cả một số cường giả của nhân cảnh đại hạ phủ đại hạ văn minh học phủ vạn thiên thánh thấy được bảng danh sách mới nhất liệt thiên bảng đứng đầu thiên bảng tô vũ thứ hai thiên bảng madana thứ ba thiên bảng chiến vô song thứ tư thiên bảng đạo thành thứ năm thiên bảng minh nguyệt thứ sáu thiên bảng huyền vô cực thứ bảy thiên bảng long ánh nguyệt thiên bảng biến hóa không ngừng trong đó rõ rệt nhất là có tên tô vũ cùng với đạo thành còn về hai vị long tộc đã đánh giết Nhật Nguyệt phá sơn ngưu nhất tộc thì lại không được lên thiên bảng, chiến tích của họ tuy mạnh, thế nhưng liệt thiên bảng không phải đơn thuần chỉ chú trọng vào chiến tích, bảng danh sách này phần nhiều vẫn là xem tiềm lực. Tô Vũ giết Nhật Nguyệt tứ trọng, leo lên hạng nhất không phải đơn thuần bởi vì hắn đã giết Nhật Nguyệt tứ trọng, mà là do liệt thiên bảng phán đoán cân nhắc tiềm lực của hắn sau này nên mới cho ra kết quả ấy. Bọn họ cho rằng Tô Vũ có hy vọng chứng đạo vô địch, hy vọng rất lớn, còn đạo thành có thể lên hạng 4 không phải là bởi vì y đã giết Minh Hòa, mà là hiện tại đạo thành đã có một chút thuế biến dẫn đến liệp thiên bảng phán đoán rằng y có thể là thiên tài tuổi trẻ có hy vọng tấn cấp vô địch đương nhiên về phần liễu văn ngạn liệp thiên bảng cân nhắc xếp ông chen lên tới tận đệ nhất địa bảng đạo thành lên thiên bảng nên hạng 18 vốn có của thiên bảng đã rớt xuống chiếm cứ địa bảng vị vốn đứng hạng 18 thiên bảng là thành viên của thiên uyên cổ tộc cùng với hạng năm thiên bảng là minh nguyệt đều đến từ cổ tộc thiên uyên cổ tộc cũng là đại danh đỉnh đỉnh năm đó diệp bá thiên đã bị vô địch của bộ tộc này đánh chết Năm đó có hai vị vô địch giao thủ với Diệp Bá Thiên, một vị bị giết, còn một vị thì đã giết Diệp Bá Thiên, bản thân bị trọng thương rời đi. Vị này chính là vô địch của Thiên Uyên cổ tộc, am hiểu nhất nguyên dù chi thuật. Bây giờ thiên tài của bộ tộc này đã rớt khỏi thiên bảng, Vạn Thiên Thánh nhìn từng cái tên một, rơi vào trầm tư, giết Nhật Nguyệt tứ trọng. Đương nhiên, ông biết đây là do cơ duyên xảo hợp, lần này có khả năng, không có nghĩa là lần sau cũng có thể làm được thế, nhưng dù cho chẳng qua là trùng hợp thì điều này cũng đại biểu thực lực Tô Vũ Cường hãn hơn rất nhiều, bằng không, hắn sẽ không thể thừa nhận sức ép khi nhật nguyệt thần văn tự bạo biển ý chí của tên này tuyệt đối không yếu khả năng là đã có thể so với một chút sơn hải trung hậu kỳ biển ý chí mạnh mẽ thần văn mạnh mẽ thân thể cũng không yếu tô vũ lăng vân chiến sơn hải vốn ông cho là khi tô vũ bước vào lăng vân sẽ là thời gian mở ra đại chiến bây giờ xem ra cũng chưa hẳn cái tên này chiến sơn hải chắc chắn không phải những sơn hải yếu ớt như trong tưởng tượng của ông mà đó có thể là sơn hải cảnh cực kỳ cường đại nói không chừng còn là kiều nghịch phạt nhật nguyệt vậy thì sẽ hết sức đáng sợ vạn thiên thánh nhìn bằng danh sách rơi vào trầm tư còn chuyện tô vũ bị đuổi giết thì ông lại không buồn để ý trừ thiên chiến trường rất lớn và lại có đủ loại địa phương thần bí dù cho vô địch muốn truy giết một người thì cũng không phải việc dễ dàng bây giờ điều ông quan tâm hơn chính là liễu văn ngạn tự bạo hàng loạt thần văn của diệp bá thiên ông ta có suy tính gì vậy sau này có phải là liễu văn ngạn cũng sẽ có chút biến cố còn tô vũ cứ tùy hắn đi thôi ngươi tiếp tục giày vò đi đại khái là sẽ không chết được Ta từng thấy người tại nhân cảnh lấy thực lực lăng vân chiến sơn hải, cho nên chắc chắn là người có thể còn sống trở về, bây giờ, ông cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, hao phí trăm năm thọ nguyên, nhiều ít gì vẫn phải có tác dụng, khi Tô Vũ trở về, ngày nào đó hắn bắt đầu đánh sơn hải thì khả năng mới là lúc chiến tranh bùng nổ, Liễu Văn Ngạn. Tô Vũ. Vạn Thiên Thánh hơi đau đầu, có lẽ, đây là dây dẫn nổ của chiến tranh. Thế nhưng, hiện tại nhân tộc vẫn không có cách nào quyết định, mà thứ cản tay lại quá nhiều những kẻ hô hào giao ra tô vũ cùng liễu văn ngạn hoặc là tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt sẽ không hề ít vạn thiên thánh bồi hồi một vòng trong phòng lẩm bẩm nói chẳng lẽ đại hạ phủ muốn bùng nổ chiến loạn còn cần tô vũ tới khởi đầu chẳng lẽ là do hắn mở ra trận chiến loạn ở nhân cảnh này trong thời gian ngắn tô vũ có thể trở về sao tối thiểu thì trước mắt hắn sẽ không có cách nào trở về hay là hắn lén lút trở về nhân cảnh ông không rõ lắm may là ông đã lưu lại trong cơ thể tô vũ một tôn tiểu nhân khi hắn trở về thì ông sẽ có thể cảm nhận được có lẽ khi tô vũ một lần nữa bước vào cảnh nội đại hạ phủ thì sẽ là ngày chiến tranh bùng nổ hai tuyến đường một ở chiến trường chư thiên một ở trong đại hạ phủ hạ long võ chủ đạo tuyến đường kia mà ta thì chủ đạo đường dây này vạn thiên thánh tự lẩm bẩm như vậy là cùng phát động cả hai bên hay là ra tay trước bên phía đại hạ phủ đây ánh mắt ông nhìn ra ngoài tu tâm các nhìn về phía đa thần văn học viện nhìn về phía hồng đàm nửa ngày sau vẫn không thể có được kết luận chuẩn xác hết thảy đều không nằm trong khống chế tô vũ làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của vạn thiên thánh kể cả bên chỗ chu phá lông bởi vì tô vũ nên đã hấp dẫn hàng loạt tầm mắt chú ý điều này không phù hợp với mong muốn của ông tiểu tử, tử tô vũ thật là phiền toái vẫn cần phải dẫn sự chú ý trở về mới ổn vạn thiên thánh thì thầm một tiếng bây giờ xem ra tô vũ đã thu hút sự chú mục quá cao hẳn là ông nên nghĩ biện pháp kéo tiểu tử, tử này trở về phiền toái có lẽ tô vũ cảm thấy khi đại hạ phủ loạn thì hắn mới trở lại cũng không muộn nhưng nếu hắn không trở lại có lẽ liền vô phương phát động mâu thuẫn quá vạn thiên thánh vội vã tính toán rất nhanh ông lại nhìn về phía viện của hồng đàm có lẽ ta phải làm phiền ngươi thôi ngươi bị người ta đánh sắp chết tiểu tử kia có lẽ sẽ trở về nhỉ ngươi mà không được thì đánh bạch phong cũng ổn đệ nhất thiên bảng hạng nhất thì làm được cái gì quá mức rêu dao ông thầm chửi một câu sau đó lại đi cảm ứng tình hình nội thành hạ long võ không ở đây hạ hầu gia đã dẫn một đám người tới chư thiên chiến trường quả nhiên bây giờ trong thành cũng là quần ba loạn vũ cộng thêm những học viên mới và vạn tộc học viên cũng có hàng loạt cường giả xuất hiện vạn thiên thánh cười nhạt một tiếng lá gan không nhỏ bọn gia hỏa này thế mà còn có kẻ muốn nhìn trộm hư thực về ông mấy ngày nay thần ba mấy tộc đã có không ít cường già lén nhìn trộm ông lá gan thật lớn ông đều đã nhớ hết tên điểm hết mặt bao gồm cả mấy kẻ vạn tộc giáo khả năng là chúng đã liên hệ với nhau ông cũng đều nhớ kỹ đại hạ phù hiện tại thật sự trở thành một ổ trộm cướp rồi rất tốt đúng lúc này một viên truyền âm phù chấn động vạn thiên thánh nhìn về chỗ đặt các miếng truyền âm phù một lượt có một viên đang chấn động vạn thiên thánh lấy ra nhìn thoáng qua rất mau đã trả lời, tiếp tục ngủ đông. Ở bên kia của truyền âm phủ, một thiếu niên béo luồn chắc nịch khó hiểu hỏi, còn ngủ đông. Lão vạn, vì sao ta cứ cảm thấy ta đã bại lộ nhỉ? Tất cả mọi người đều nhìn ta chằm chằm nhưng lại không động thủ với ta à, không bại lộ đâu, yên tâm đi, không có khả năng. Giả danh chấn kỳ quái nói, thật đó lão vạn, ta luôn cảm thấy kỳ thật ta đã bại lộ, hay là ta trở về đi. Ta cứ cảm giác hiện tại có một bầy sói đói đang ngó chừng ta đấy, không sao đâu, nếu bại lộ thì cứ dẫn người về đại hạ phủ là xong vậy thì được giả danh trấn bất đắc dĩ buông xuống truyền âm phù rơi vào trong trầm tư ta không bại lộ sao vì sao ta cứ cảm giác mình đã bại lộ rồi gần đây trong giáo hình như có người đang ngó chừng ta phiền toái ghê lão vạn có đáng tin cậy không vậy ông rất muốn trở về tháng ngày buôn ba bên ngoài thật là khó chịu ai ra cùng lúc ấy đại minh phủ chu thiên đạo cùng nghiêu bách đạo vừa uống trà vừa trò chuyện trước mặt cũng có một phần bảng danh sách chu thiên đạo không nhìn nhấp một ngụm trà rồi nói người thấy đó Tiểu tử này thả ra liền bay, hắn chưa hẳn dám trở về Đại Minh phủ. Ngưu Bách Đạo khẽ gật đầu, bất đắc dĩ đáp: "Ta còn tưởng rằng nhiều nhất Tô Vũ chỉ đi ra ngoài xem một chút, cùng lắm thì tới thăm phụ thân mà thôi, ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này ác như vậy. Đi ra ngoài một chuyến mà giày vò chết nhiều người thế kia, đáng ra ta nên nghĩ tới chuyện lần trước hắn rời khỏi Đại Hạ phủ đã giày vò chết một đám người rồi." Chu Thiên đạo nhàn nhạt, nhạt đáp: "Giờ mà hắn trở lại thì thật sự sẽ bị bức bách, ta cũng chưa chắc có thể ngăn cản, không trở lại cũng tốt." Ngưu Bách Đạo lại hỏi: ngươi cực hắn có thể thành công sao không rõ nữa khó mà nói chu thiên đạo cười đáp chuyện này ai mà dám khẳng định dù cho hắn tới được mức độ của diệp bá thiên thì cũng chưa chắc có thể thành diệp bá thiên còn thất bại nên chỉ có thể nói tô vũ có cơ hội huống chi tiểu tử này tuy mạnh về thần văn nhưng ta thấy còn không bằng chiến giả đạo bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube di các phim ngưu bách đạo gật gật đầu lại nói vậy làm sao bây giờ làm sao là làm sao có cần tiếp tục phái người cứu viện không phái ai ngươi à chu thiên đạo nhìn về phía người đối diện trêu chọc lão ngưu hay là ngươi đi nhé ta hả ngưu bách đạo cười khan ta thì thôi đi ta cao tuổi rồi hiện tại ra ngoài gặp được vô địch vạn tộc thì chẳng phải tự dâng đồ ăn tới miệng chúng sao một số vô địch vạn tộc năm đó cũng từng quen biết ta ta đi không tiện chu thiên đạo cười nhạo một phen sau đó lại nói hiện tại ngươi có đi thì cũng vô ích thôi hắn ở đâu ngươi chưa chắc đã có thể tìm thấy hắn cũng đâu còn bị bao vây nữa chính hắn có chân có thể tự chạy nói xong chu thiên đạo lại trầm ngâm chốc lát hiện tại việc cấp bách nhất không phải cái này mà là thế cục của đại hạ phủ bên chỗ đại hạ phủ càng ngày càng loạn ta thấy không sớm thì muộn cũng sẽ bùng nổ chúng ta ở ngay kế bên đại hạ phủ một khi loạn thì đại minh phủ cũng sẽ chịu ảnh hưởng ngưu bách đạo hỏi dò ý của ngươi là làm cá ướp muối không được nữa rồi chu thiên đạo đứng dậy chắp hai tay sau lưng thở dài một hơi nhìn về phương bắc bên kia là hướng của đại hạ phủ ông lẩm bẩm chuẩn bị đi một khi đại hạ phủ loạn dù chúng ta không nhúng tay vào thì cũng phải giải quyết tốt hậu quả đại hạ phủ đều là một đám đầu óc chết kỳ thật tiểu tử tô vũ cũng là người như vậy có việc gì cũng đều buồn bực tự giải quyết không nguyện ý tin tưởng người khác không muốn đi cầu ai ngưu bách đạo cũng nhìn về hướng bắc gật gật đầu được ta biết rồi chỗ tô vũ thật sự mặc kệ à quan kiểu gì được cần đón phụ thân hắn về đây không không cần dù sao đại tần vương vẫn ở ngay bên kia không nguy hiểm gì đâu chu thiên đạo lại nói mặt khác hãy chuẩn bị lựa chọn vài người đi tinh vũ phủ đệ bên đó sắp mở ra rồi được ta biết rồi Ngưu Bách Đạo xoay xoay chén trà trong tay, đột ngột hỏi sang vấn đề khác, ngươi thật sự muốn mượn cơ hội từ Hạ Long Võ để chứng đạo à? Chu Thiên Đạo nhìn ông, thái độ kinh ngạc rõ rệt, có ý gì? Ta còn lâu lắm, căn bản không có cơ hội chứng đạo gì hết. Ngưu Bách Đạo tiếp tục đùa nghịch chén trà, ừm, ta biết, khi còn bé người mặc tã thì ta đã biết rồi, đúng rồi, hơn 200 tuổi còn mặc tã là trải nghiệm thế nào vậy? Cái gì hả? Chu Thiên Đạo kỳ quái nhìn Ngưu Bách Đạo, lão Ngưu, ngươi nói gì vậy? Ngưu Bách Đạo cười mỉm, không có gì, chỉ là ta hơi hiếu kỳ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ tò mò không biết ngươi và hạ long võ anh mạnh hơn ai, có ý gì? Chu thiên đạo tức giận nói, ngươi đang nói linh tinh cái gì thế, lớn tuổi nên bị lầm cầm sao? Không có, không có, ngư bách đạo thở dài, đừng giả bộ, chúng ta thẳng thắn không được à, ta thừa nhận ta đã là nhật nguyệt cửu trọng rồi, ngươi một mực dùng máu rùa che giấu thực lực, nuôi nhiều xoái rùa như vậy cũng là vì để ẩn giấu cảnh giới, thôi được, ngươi có thể tâm sự chút được không? Hơn 200 tuổi còn mặc tã là trải nghiệm thế nào vậy? chu thiên đạo nhìn chăm chăm đối phương nửa ngày sau mới lên tiếng bây giờ ta mới phát hiện người rất nguy hiểm ngưu bách đạo cười tủm tìm ta biết bất quá chúng ta là cùng một bọn không phải sao ta chỉ hiếu kỳ vài điểm thứ nhất người làm sao có thể làm được thứ hai tại sao ngươi phải làm như vậy thứ ba ngươi có hy vọng thành công không chu thiên đạo thấy lòng quá mệt mỏi đừng có làm cái vẻ hiểu hết biết hết này với ta lão ngưu ta không rõ ngươi đang nói cái gì nếu ngươi đã là nhật nguyệt cửu trọng thì mau chuẩn bị chứng đạo đi Suốt ngày suy nghĩ lung tung cái gì chứ?" Ngưu Bách đạo bật cười, ông nói, "Không phải ta suy nghĩ lung tung, ta là đang nghĩ nếu có cơ hội thì ta cũng phải chuẩn bị một chút. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi có cơ hội rất lớn, 9 tuổi đã vào Thiên quân, cách nay đã hơn 340 năm. Chỉ sợ đã đến mức cực hạn bên trong cực hạn, Hạ Long võ thật sự có thể địch nổi ngươi sao?" "Lão Ngưu, có phải ngươi động kinh không?" "Không có mà." Ngưu Bách đạo thở dài, "Ta đã sớm phát hiện rồi, chỉ là ta không nói mà thôi." hôm nay nói chuyện này chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể sẽ mượn nhờ cơ hội của hạ long võ để chứng đạo nếu cần thì bộ xương già của ta vẫn có thể cản cho ngươi một thoáng ta cảm thấy ta không có hy vọng lớn ngươi thì ngược lại chu thiên đạo mệt mỏi day chán lão ngưu ngươi đừng suy nghĩ linh tinh chín tuổi và thiên quân là đại ca ta ta nhỏ hơn đại ca ta tận hai trăm tuổi lận ngưu bách đạo gật gật đầu được rồi không nói những thứ này nữa ngươi đúng là đứa trẻ sinh non a à. ta nhớ rõ ràng cha ngươi từ chư thiên chiến trường trở về hơn bảy tháng thì ngươi liền ra đời đại khái là sinh non nên sau lần ấy mẹ ngươi liền bỏ mạng thật sự là trùng hợp sau khi ca của ngươi chết cha ngươi lại không có hải tử phủ khố thế mà ít đi không ít đồ vật cha ngươi là đồ keo kiệt làm người nghèo đã quen một đồng tiền cũng coi như bảo bối thế mà lại dám ném đồ trong phủ khố cũng kỳ quái quá ha ông khẽ lắc đầu được rồi được rồi không nói nữa chỗ tô vũ còn phải nghĩ biện pháp bằng không tiểu tử này sẽ không vậy được chu thiên đạo cứ như vậy nhìn chằm chằm ngưu bách đạo không nói một lời một lát sau ông mới mở miệng hỏi lão ngưu từ lúc nào thì ngươi lắm miệng như thế có phải tuổi tác lớn rồi nên muốn về hưu còn sớm mà ngưu bách đạo cười ha hả đừng nghĩ nhiều như vậy ta không có ý tứ gì khác ngươi muốn tin hay không cũng được không tin thì cứ giữ ta lại ngươi hồ đồ rồi ngươi là cường giả cùng thế hệ cha ta mà ngưu bách đạo đứng lên rồi nói ta đi về trước người ấy thôi không nói nữa tự ngươi nhìn mà xử lý đi chờ ngưu bách đạo đi rồi chu thiên đạo yên lặng nhìn theo một hồi lắc đầu cười khẽ rồi cũng tan biến ngay tại chỗ lão gia hỏa tuổi cao còn thích lưỡng miệng, đại ca đáng thương của ta. Ai ra, mới 9 tuổi mà đã chết, đúng là trời cao đố kỵ người tài, thở dài một tiếng, Chu Thiên Đạo cảm khái đại ca của ta quá đáng thương, điểm này thì vạn tộc đều biết, lão ngưu bị điên rồi, thế mà lại sinh ra ý niệm kỳ quái gì không biết, chẳng lẽ lão niên nên mắc chứng chóng quên. Vạn giới đều có người đang thảo luận về Tô Vũ, thảo luận về Đạo Thành, Madana, Liễu Văn Ngạn và Thiên Diệt Cổ Thành, mà Tô Vũ lúc bấy giờ lại tìm được một nơi có chức quen thuộc, một tòa cổ thành, đúng vậy, lại là cổ thành ở khu vực này có mấy tòa cổ thành điểm này dĩ nhiên hắn biết trước đó hoàng đằng tần phóng và hắn đều không đi tới chung một chỗ mỗi bên tự trốn tới một tòa cổ thành khác nhau trên dục hải bình nguyên kỳ thật có ba tòa cổ thành thiên diệt cổ thành coi như là nằm ở khu vực chính giữa mà giờ khác này tô vũ lại đi tới một phương hướng khác chạy trốn một hồi thế mà thấy được tòa cổ thành thứ hai vân tiêu đây là tên của tòa cổ thành trước mặt hắn vân tiêu cổ thành lòng tô vũ khẽ động mình bây giờ cần một địa phương an toàn để tu luyện có lẽ nơi đây rất thích hợp với bản thân một nơi rất tốt cổ thành kỳ thật vô cùng an toàn tối thiểu thì tô vũ cảm thấy như vậy tìm cổ ốc trốn vào trong không làm chuyện gì cả thì vấn đề sẽ không lớn mà một khi trốn trong cổ thành dù cho vô địch dò xét cha ra mình thì cũng chưa chắc đã dám đến cổ thành giết người đúng là địa phương thích hợp để dừng chân có lẽ ta nên ở đây tránh mấy ngày tô vũ nhìn cổ thành phía trước so với thiên diệt cổ thành thì bên này người đến người đi tấp nập hơn không bị ảnh hưởng quá lớn mà có thể là bởi vì thiên diệt cổ thành phong thành nên dẫn đến hàng loạt kẻ không nhà để về điều ra tới đây dù sao so với bên kia thì nơi này đông đúc hơn nhiều vào thành lần này ta sẽ khiêm tốn một chút không thể quá trói mắt được tô vũ thầm nghĩ phải thật kín đáo vậy thì tốt nhất hắn nên ngụy trang bất quá thành chủ bên trong rất mạnh cũng không biết có cái gì kiêng kỵ hay không mong là đừng ngụy trang thành chủng tộc mà đối phương chán ghét hắn nhìn lướt qua cửa thành chủng tộc nào dám đến nơi này thì hắn liền ngụy trang thành đồng tộc hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn nhìn ra ngoài một hồi hình như cũng không có gì phải kiêng kỵ ngay cả nhân tộc đều có tô vũ suy nghĩ một thoáng cuối cùng tìm chỗ kín đáo bành trướng cơ bắp một phen gương mặt hắn hơi có điểm biến hóa thoạt nhìn ra thêm rất nhanh hắn liền biến thành một vị tráng hắn nhân tộc chiến giả qua lại ở chỗ này cũng rất phổ biến về thực lực thì tô vũ phong tỏa toàn bộ biển ý chí ngụy trang thành chiến giả đằng không thân thể hắn vốn là đằng không cảnh rất nhanh tô vũ lại chợt vật di chuyển về phía vân tiêu cổ thành ở cổng vẫn có giáp sĩ trấn thủ cũng là chín cửa thành tô vũ nhìn cũng chưa từng nhìn cổng chính hắn phải điệu thấp mới được cổng chính cũng không có gì tốt huống chi lần trước được nhận chín vòng phòng ngự khi ở thiên diệt thành hắn cũng không cần sử dụng mới chỉ phá toái một vòng mặt thôi mọi người đoán xem ý của lão ngưu là gì vân tiêu cổ thành có chút khác biệt so với thiên diệt bên kia thành chủ nơi này càng bá đạo hơn một chút giáp sĩ chấn thủ thấy hắn đại khái là cảm thấy lạ mặt nên nói thẳng vào thành vòng 30 đến 36 thì có thể tìm phòng miễn phí những địa phương khác đều có phong tỏa muốn đi vào cần giao nộp bù tài nguyên bằng không hết thầy đều không cho phép vào bên trong trong thành không cho phép chém giết không được phá hư cổ ốc dứt lời giác sĩ kia lạnh lùng nói nhất là nhân tộc không cho phép gây sự trong thành không nên cảm thấy nhân tộc để có thể học theo tô vũ rõ ràng chuyện của tô vũ đã truyền ra hắn làm rối loạn toàn bộ thiên diệt cổ thành vân tiêu cổ thành cũng cố ý tăng cường cảnh giác bắt đầu cảnh cáo với những ai thuộc nhân tộc không cho phép gây sự không nên cảm thấy ai ai cũng có thể là tô vũ tô vũ gật đầu cười giả là đáp dĩ nhiên ta chỉ muốn tiến vào nghỉ ngơi mấy ngày, rất nhanh thôi sẽ ra. Vị đại nhân này, chuyện của Tô Vũ ta cũng đã nghe, bây giờ tình hình bên thiên diệt cổ thành thế nào rồi? Chuyện này hắn thật sự không biết, mất đi điểm bằng, hiện tại cũng không có nguồn tin tức nào. Giáp sĩ kia làm lơ, không thèm để ý tới hắn, mà ở gần cửa thành, có sinh linh hóng chuyện, còn có thể thế nào? Chết một đám rồi, có người cách thật xa vẫn thấy hào quang nhật nguyệt không ngừng rơi vỡ. Bất quá hình như là có vô địch chạy tới, tình huống cụ thể thế nào đại khái một hai ngày sau sẽ có kết luận, vị huynh đệ này, thiên tài nhân tộc các ngươi cũng mãnh liệt phết tô vũ cười ha hả đương nhiên bất quá nói thế thôi đó là thiên tài không liên quan gì tới ta chúng ta không dám lưa kéo làm quen đâu miễn cho bị tô vũ liên lụy tên kia khiến mấy ngày gần đây một số chủng tộc thấy ta đều lộ ra ánh mắt dị dạng cứ như nhân tộc nào cũng điên rồ giống tô vũ vậy khó sống quá đi sinh linh trả lời hắn có vẻ ngoài tương đối quái dị đỉnh đầu có bảy tám cái sừng non hơi cổ quái giờ phút này nó cũng cười rộ lên đáp đúng thế tô vũ quá hung ác giết cho liệp thiên bảng không ngừng đổi thứ hạng nhiều năm rồi ta mới được chứng kiến chuyện bát quái lớn dữ vậy lần trước xảy ra chuyện vẫn là khi nhân tộc diệp bá thiên còn sống kia kìa tô vũ cười hùa theo chứ không nói gì gật gật đầu khách sáo với đối phương một phen rồi đi vào nội thành sinh linh nhiều sừng cổ quái cũng đi theo vào vừa đi vừa nói nhân tộc huynh đệ lần này vào thành cần mua sắm gì không ta rất quen thuộc vân tiêu cổ thành hoặc là ngươi muốn ở đâu gian phòng ốc nào không có sinh linh ít tử khí thì ta cũng biết đó tô vũ xua tay đừng ta nghèo lắm ta sẽ tự tìm huynh đệ đừng nhìn ta chằm chằm tuy là lần đầu tiên ta tới vân tiêu cổ thành nhưng cũng đã từng đi qua cổ thành khác rồi cũng tính là kẻ trải đời các ngươi đừng hố ta sinh linh nhiều sừng kia cười gượng nào có hố ngươi kiếm miếng cơm ăn thôi chúng ta khó lăn lộn biết bao đâu giống đại tộc như nhân tộc các ngươi sống dễ chịu hơn rất nhiều đó là thiên tài hoặc là kẻ có bối cảnh kẻ không có bối cảnh như ta cũng là tự mình kiếm miếng cơm liếm máu trên lưỡi đao ấy mà tô vũ lắc đầu lăn lộn trên chư thiên chiến trường còn không biết ngày nào sẽ bị cường giả đập chết lần này thiên diệt cổ thành đã chết một nhóm lớn ta nghe thấy tin tức ấy mà lạnh cả sống lưng ai ra chư thiên hỗn loạn không có cách nào sống nổi một người một quái nói chuyện phía một hồi sinh linh kia cũng không rông dài thêm với tô vũ nữa rất nhanh bèn ra khỏi thành xem bộ dáng là chuẩn bị đi tìm con mồi mới để xem có thể kiếm chút tài nguyên hay không mà tô vũ thì không vội vã tìm địa phương vào ở lần trước hắn tới thiên diệt cổ thành là buổi tối nên không có cửa hàng nào mở lần này là ban ngày trên đường phố có không ít cửa hàng hơn nữa cảm giác về làm ăn không tồi có một số là do cư dân mở có một số thì là do các tiểu tộc mở một số tiểu tộc ở đây cũng sẽ mở cửa hàng trao đổi tài nguyên tại chư thiên chiến trường cổ thành mặc dù là hiểm địa nhưng chỉ cần không thâm nhập không giết người không ở lại quá ba ngày thì nơi này kỳ thật rất an toàn tô vũ đi dạo một hồi không có thứ gì tốt hắn cũng không quá để ý rất nhanh hắn đã tìm được một căn phòng trống dò xét bốn phía một phen sau đó chuẩn bị bắt đầu tiêu hóa những thứ mà lần này hắn thu hoạch được ngay khi hắn tiến vào trong thành ở hậu điện phủ thành chủ cũng có một tôn tượng đá nhưng nó hơi khác với thiên diệt thành tượng đá ở vân tiêu cổ thành là nữ tử lúc bấy giờ nữ tượng đá kia cũng mở mắt nhìn về phía căn phòng mà tô vũ đang ở trong mắt phảng phất như xuất hiện bóng dáng vốn có của hắn nàng nhìn thấy tô vũ cũng nhìn thấu tô vũ tô vũ có khả năng giấu giếm nhật nguyệt nhưng lại không gạt được vô địch tượng đá nhìn một hồi sau đó nhắm mắt không nói gì hy vọng hắn sẽ không gây chuyện ở vân tiêu thánh thành đây chính là nhân tộc tô vũ nổi danh thế mà hắn lại chạy tới vân tiêu thánh thành điều này khiến tượng đá có chút hiền muộn Ngươi gây họa bên thiên diệt kia là được rồi đừng đến gây họa cho ta nhân tộc không phải đều ưa thích gieo tai họa bên kia sao cái tên khoa trương gì đâu thiên diệt vân tiêu không tốt hơn à tượng đá nghĩ đến điều này tiếp tục nhắm mắt nàng cũng không muốn bị giống như tên tượng đá kia không có việc gì liền giao lưu trao đổi nhân sinh với cường giả từ linh giới quá nhàm chán mà sau khi tô vũ tiến vào cổ ốc bên ngoài thiên diệt thành lại hiển hiện từng thân ảnh vĩnh hạn một tôn ma thần xuất hiện mái tóc dài của gã cũng có màu tím hệt như Madana, thanh âm vang dội, đột phá phong tỏa của cổ thành, mở cửa, im ắng, thiên hà không đáp lời, mà thần tóc tím lặp lại, mở cửa thành, tử linh tuy mạnh nhưng ngăn không được chúng ta, nếu thật sự phải phá vỡ thành gây ra hỗn loạn thì chắc chắn không phải điều ngươi và ta mong muốn, dứt lời, gã đấm ra một quyền, cửa thành chấn động, một lát sau, một con tử linh rất đặc biệt hiện hiện, mà thần tóc tím thản nhiên nói, tử linh giới tuy mạnh nhưng cũng chớ trêu chọc thủy ma nhất tộc thủy ma nhất tộc ta có một tôn vĩnh hàng hóa thành tử linh cũng là quân chủ tử linh giới bây giờ còn đang tiếp dẫn hắn trở về tử linh giới muốn khai chiến với thủy ma tộc sao còn tử linh kia nhìn gã lạnh lùng đáp trả thánh thành là nơi tiếp dẫn của tử linh tộc ở tại đây thủy ma tộc cũng không có tác dụng gì khí tức của ma thần tóc tím tức khắc trùng thiên gã dọa nạt đừng ép ta tàn sát tử linh nhất tộc người ngoài không biết chẳng lẽ chúng ta lại không biết dù tử linh rất nhiều nhưng nhật nguyệt vĩnh hằng lại có bao nhiêu người có tin hay không từ nay về sau ta sẽ phong tỏa hết thảy cổ thành không cho phép bất cứ ai tiến vào tử linh bất diệt còn tử linh kia vẫn rất cứng cỏi phong tỏa thánh thành thì vẫn sẽ như thế to gan ma thần tóc tím gầm lên chấn khí giết chết con tử linh kia cơ thể âm u của nó lập tức nổ tung một lát sau một con tử linh càng mạnh hơn xuất hiện tử khí nồng đậm đến cực hạn mà chỉ trong nháy mắt ở nội thành lại có một đạo quang huy nhật nguyệt rơi vỡ ma thần tóc tím lạnh lùng cất tiếng tử linh quân chủ các hạ chứa ép bổn vương tiến vào tử linh giới vực giờ khắc này bốn phía lần lượt có vô địch đuổi tới đạo vương đã đến long tộc cũng có vô địch góp mặt ba tộc tiên ma long còn có cả ngũ hành tộc thanh âm của tử linh nọ có chút khàn khàn nhìn một hồi mới âm u đầy từ khí nói hai chọn một lưu lại nhật nguyệt hoặc là lưu lại những thiên tài kia thánh thành có quy tắc của thánh thành không thấy máu thì tử linh không quay về ma vương nghiêm mặt phản bác kẻ tàn sát tử linh cũng đâu phải là bọn hắn ta biết tử linh nọ bình tĩnh đáp nhưng đây là quy tắc bằng không tử linh quân chủ sẽ không chỉ có một mình ta tới ma vương của thủy ma tộc lại đe dọa ma hoàng của tộc ta sắp chính thức phá cảnh tử linh quân chủ trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn lặp lại hai chọn một chọn hay là không chọn còn có ai sống sót nhật nguyệt của long tộc cùng thần tộc huyết hỏa ma tộc vừa mới bị ta giết na đạt chí đã chết rồi ma vương tóc tím lập tức đưa ra quyết định được ta chọn thiên tài lời này vừa nói ra bên phía long tộc vị thiên long vương lạnh lùng nói ma thương long đấu của long tộc còn ở trong đó mà Vương nghiêng đầu nhìn hắn, "Vậy ngươi vào cứ hắn đi." Long Vương yên lặng, thần tộc không có thần vương tới nên cũng không cần để ý. Tử Linh Quân chủ lại đạm mạc nhắc nhở, "Đây là lần đầu tiên nên ta cho các vị thể diện, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy." Dứt lời, tử khí bao trùm cổ thành, ầm ầm, hai vầng nhật nguyệt rơi vỡ. Ngoài thành, mấy vị vô địch đều giữ yên lặng, dù là Long tộc Long Vương thì lúc này cũng không nói thêm gì, chọn nhật nguyệt hay là chọn thiên tài, long đấu và lôi hòa đều là nhật nguyệt thất trọng, thực lực mạnh mẽ vô cùng thế nhưng dù sao bọn họ cũng là người ngoài những thiên tài kia mới là hậu duệ của bọn hắn lần này nhật nguyệt đều chết sạch tử linh quân chủ cười nhạt một tiếng hóa thành hư ảnh dần dần tiêu tán trong thành những nhật nguyệt tử linh cũng dồn dập tan biến cửa thành lại được mở ra lấy mạng của 21 vị nhật nguyệt để tới giết tô vũ tô vũ không chết mà chỉ để lại đầy đất bừa bộn thi thể các vị vô địch cũng không vào thành họ đều ở ngoài chờ đợi một lát sau vài vị thiên tài vết thương trồng chất kéo dài hơi tàn đi ra ngoài tạo thành madana thiên đạc long chiến tiểu kim long phủ thổ linh cả cổ thành lớn như vậy chỉ còn lại sáu người bọn họ quay đầu nhìn lại ánh mắt của sáu người đều cực kỳ phức tạp họ tự triệu hoán vô địch tới cứu mà các vị vô địch đã lựa chọn hy sinh nhật nguyệt để có thể lắng lại lừa giận của tử linh nhất tộc chứ không lựa chọn cưỡng ép phá thành cứu viện xem như dùng mạng của mấy vị tiền bối nhật nguyệt để đổi lấy mạng cho bọn họ chuyện lần này có lẽ cả đời bọn họ đều khó mà quên được vân tiêu cổ thành trong một căn phòng không lớn bởi vì là đang ở bên ngoài hơn nữa hiện giờ còn là ban ngày cho nên từ khí rất ít, gần như không ảnh hưởng gì tới Tô Vũ. buôn ba nhiều ngày qua, cuối cùng Tô Vũ cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Hắn khoanh chân ngồi xuống trên nền đá xanh, Tô Vũ trầm tư một hồi, cuối cùng quyết định không suy nghĩ nữa, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Hắn phải tranh thủ tiêu hóa thu hoạch lần này, đầu tiên là Thiên Địa Huyền Quang, thứ này có hiệu quả đúc thân rất tốt, do giết Nhật Nguyệt Tứ Trọng mà hắn đạt được tổng cộng những 20 sợi, giá trị cực cao. Với tu giả tầm thường, một sợi cũng đủ để đối phương đúc thân một lần đáng tiếc tô vũ không phải tu giả tầm thường giờ phút này tô vũ đã hoàn thành 22 đúc cũng gần xong 23 mươi đúc hai đúc của hắn so với tu giả không so với chiến giả thần ma 36 đúc còn cường đại hơn cho nên tiêu hao cũng nhiều hơn hẳn dù đã tiếp cận 23 mươi đúc tô vũ cũng phải tiêu hao một sợi thiên địa huyền quang thì mới chính thức hoàn thành 23 mươi đúc thân thể hắn chấn động hô hấp pháp hít vào thở ra tô vũ phát hiện hô hấp pháp này có trợ giúp đúc thân cảm giác còn hữu dụng hơn trường sinh quyết của tiên tộc nếu không cần dùng trường sinh quyết để xúc tiến việc hấp thu thiên nguyên khí thì tốt nhất bởi vì trường sinh quyết có khuyết điểm xấu hổ thông thiên khiếu không ngừng phun ra tu luyện một mình thì không sao nhưng khi có người khác vậy thì rất mất mặt mà hô hấp pháp của tượng đá thì không giống vậy có cảm giác hòa hợp tự nhiên hơn nhiều hiện giờ trong những công pháp tô vũ học được có hai loại tương đối đặc thù đều là học được trong khoảng thời gian này một cái là hô hấp pháp một cái là tử linh nguyên khiếu nghịch chuyển pháp hai loại pháp môn này không cần phối hợp khiếu huyệt nó rất đặc thù có cảm giác vạn tộc đều có thể học, phải biết rằng công pháp thông dụng, không cần thông qua khiếu huyệt, cũng không cần chuyển đổi cho phù hợp với chủng tộc như vậy cực kỳ hiếm, tối thiểu đó giờ hắn chưa từng nghe nói tới, không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian hơn 10 ngày ở lại Thiên Diệt Thành, Tô Vũ lại học được một hơi cả hai loại. Các công pháp hắn học lúc trước đều là chuyển đổi thành công pháp nhân tộc, không mang tính thông dụng, lúc này học được hai bộ công pháp ở cổ thành làm cho Tô Vũ thực vui mừng. Hắn vừa đúc thân vừa tự hỏi, có phải ở tòa cổ thành nào cũng đều có tượng đá như vậy hay không? Nếu có vậy ở vân tiêu cổ thành cũng có ư có thể giúp gì cho việc rèn đúc hay không ở thiên diệt cổ thành hắn đã đạt được rất nhiều thu hoạch nhưng ở đây thì hắn còn chưa lấy được gì thôi khiêm tốn một chút tô vũ yên lặng dặn dò chính mình phải khiêm tốn không thể tùy tiện ngoi đầu lên hiện tại có khả năng vô địch cũng đang tìm hắn không thể quá nổi bật dù sao cổ thành cũng không chạy được nếu có chỗ tốt gì thì sau này tới lấy cũng không muộn hắn tiếp tục tu luyện thiên địa huyền quang không ngừng tiêu hao đồng thời còn tiêu hao đại lượng thiên nguyên khí trước đó hắn còn cho vị ám vệ nhật nguyệt kia không ít cũng hấp thu rất nhiều ở trong đại điện tới lúc này tô vũ chỉ còn lại hơn một trăm phần nhưng tô vũ còn rất nhiều tinh huyết có thể tinh luyện chúng sao hắn cũng không vội hắn đã ở chiến trường chư thiên rồi còn sợ không có thiên nguyên khí ư ừ, nực cười nếu không được thì đi giết tiểu đội thần ma nào đó vậy là lại có thiên nguyên khí nếu không thì tìm nơi dừng chân của phá sơn ngưu xử lý một đám thứ này có giá khá cao tô vũ không vội hắn tiếp tục tu luyện thân thể chấn động pháp phối hợp hô hấp pháp chấn động thân thể, gột rửa thân thể. Sau khi hoàn thành 23 đúc không lâu, qua một giờ, Tô Vũ tiêu hao thêm ba sợi huyền quang, hoàn thành 24 đúc, giờ phút này hắn còn dư lại 16 đạo huyền quang. Tiêu hao cực lớn, hơn tu giả tầm thường rất nhiều, Tô Vũ không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, thân thể cường đại như vậy thì tốn nhiều hơn mới là bình thường, không tốn mới là lạ, còn lại 16 đạo huyền quang có thể giúp hắn hoàn thành năm đúc đã là tốt lắm rồi. Thời gian từng chút trôi qua, sắc trời tối dần, giờ khắc này, trong thời gian của nhân tộc là năm 351 An Bình Lịch, ngày 16 tháng 7, từ lúc Tô Vũ rời Đại Minh Phủ đã tầm 2 tháng, khi hắn rời khỏi Đại Minh Phủ, thân thể đạt 8 đúc, ý chí lực chỉ là đằng không, mà nay thân thể Tô Vũ đã đạt tới 26 đúc, đang tiến hành đúc thứ 27, một tiếng gầm vang lên, trong phòng, tử khí tiêu tán, trong biển ý chí của Tô Vũ, thiên địa huyền quang đã tiêu hao toàn bộ, không thể đạt tới 28 đúc như mong muốn, chỉ vừa vạn hoàn thành 27 đúc là đã hao hết thiên địa huyền quang, càng về sau càng khó thân thể chính thức đạt tới 27 đúc, sau này có lẽ phải cần khoảng 5 sợi thiên địa huyền quang thì mới có thể hoàn thành một đúc. Tô Vũ lắc đầu, tiêu hao quá lớn, 5 sợi, dựa theo bảng giá của Liệp Thiên Các, đó chính là năm giọt tinh huyết nhật nguyệt, chẳng lẽ hắn phải giết một tôn nhật nguyệt chỉ để đúc thân hai lần? Đừng đùa, ta còn phải đúc 45 lần nữa, sau đó càng lúc càng nhiều, ta phải giết ít nhất 20 đến 30 nhật nguyệt, hắn chỉ đang nói đến nhật nguyệt nhất trọng. À mà thôi, trên thực tế lần này hắn đã giết nhiều như vậy, dù không phải do hắn xuống tay, tính ra thì cũng không nhiều lắm tô vũ cười tự diễu nếu kẻ nào cũng học ta chắc nhật nguyệt vạn tộc chết hết rồi đúc thân mà cần giết mấy chục nhật nguyệt vậy giết sạch nhật nguyệt vạn tộc chắc chỉ đủ thỏa mãn một vài người mà thôi hai kỳ thật chậm rãi đúc thân cũng được hiệu quả khi dùng thiên nguyên khí cũng không tồi nhưng tô vũ chờ không kịp hắn cần nhanh chóng làm chính mình cường đại hơn hiện giờ hắn mới hoàn thành 27 đúc mà thôi thực lực của tô vũ đã cường đại đến đáng sợ sức bật của thân thể đã lên tới hơn hai vạn ba ngàn hiếu bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube Di các phim, gần 2 vạn tư, nếu mở dương khiếu, thần văn chữ lực tăng phúc, chắc có thể tới khoảng 3 vạn. Thực lực này không chênh lệch nhiều với một vài sơn hải tam trọng nhỏ yếu, nếu xét thân thể đơn thuần, Tô Vũ có tự tin chiến một trận cùng bọn họ, nhưng sơn hải nhỏ yếu không phải mục tiêu theo đuổi của Tô Vũ. Như Madana, lực lượng thân thể ít nhất cũng đến 10 vạn khiếu trở lên, đó còn là trước đây khi đối phương chỉ là lăng vân thất trọng, hiện giờ thì sao, hơn nữa, 10 vạn khiếu chỉ là ít nhất. Madana có thể giết Sơn Hải thất trọng, kẻ bị giết là loại yếu nhất ư, vừa vặn có kẻ yếu nhất cho gã giết, ở đâu ra nhiều Sơn Hải thất trọng nhỏ yếu như vậy cho ngươi gặp, còn thuận tiện cho ngươi giết, dùng chiến lược yếu nhất để bình luận vốn là không chuẩn xác, tranh lệch trong Sơn Hải cũng tranh lệch cách biệt một trời, Nhật Nguyệt càng là tranh lệch lớn dọa người, Tô Vũ lắc đầu, Minh Hòa là Nhật Nguyệt thất trọng, nàng ta bị hai thần văn Nhật Nguyệt đỉnh phong tự bạo làm bị thương, sau đó Tô Vũ bộc phát ra thực lực Sơn Hải lục trọng chém một đao, vậy mà chỉ chặt đứt cánh tay đối phương, người ta trọng thương thực lực suy yếu chừng 90%, Tô Vũ toàn lực ứng phó mà cũng không giết được đối phương, vậy Minh Hòa mạnh đến mức nào, hắn không rõ, chỉ biết là mạnh đến đáng sợ, chiến lược tiếp cận 3 vạn khiếu, nếu là trước kia, Tô Vũ sẽ cảm thấy mình rất mạnh, nhưng sau khi ra trừ thiên chiến trường, tận mắt chứng kiến nhiều cường giả đỉnh cấp, hắn tự thấy bản thân rất tầm thường, không có thần văn nhật nguyệt, hiện tại hắn gặp Madana, dù hắn cắn nuốt tinh huyết sơn hải lục trọng thì chắc cũng sẽ bị đối phương đánh bại, thực lực của hắn không thể so sánh với Madana, hoặc có thể nói tô vũ đấu không lại bất cứ kẻ nào trên thiên bảng kể cả đạo thành đạo thành ở lăng vân cảnh đã giết sơn hải ngũ trọng hiện giờ tiến vào sơn hải tam trọng dù vì thăng cấp nhanh mà có chút phủ phiếm nhưng thực lực cũng tăng lên rất nhiều đương nhiên tô vũ còn không biết đạo thành đã lên bảng lúc này hắn không mang theo thứ kia tuy điểm bảng của liệp thiên các rất hữu dụng nhưng nó lại định vị vị trí điều này khá phiền hấp thu thiên địa huyền quang xong tô vũ không dừng lại hắn tiếp tục hấp thu thiên nguyên khí ý chí lực sư vị thần văn thuận tiện chữa trị biển ý chí lúc trước vì phá hủy thần văn nhật nguyệt biển ý chí đã bị thương nặng cũng may biển ý chí của tô vũ được khoách thần trùy thường xuyên rèn luyện khá là chắc chắn hơn nữa còn có sách họa kim sắc tọa chấn bên trong nên không đến nỗi vỡ tung hấp thu đại lượng ý chí lực cộng thêm dư vị thần văn sau một đêm cuối cùng tô vũ cũng hoàn toàn hấp thu hết thiên địa ban thường lần này thực lực của hắn chính thức bước vào lăng vân nhị trọng ý chí lực đã hoàn toàn không áp chế được nữa tô vũ không muốn thăng cấp hắn muốn tiếp tục rèn luyện kết quả rèn luyện mãi mà không thể nén lại thêm ý chí lực thăng cấp tới lăng vân nhị trọng cũng tốt ý chí lực có tác dụng rất lớn ngụy trang thân phận phòng ngừa tra xét kể cả vận dụng thần văn cũng đều cần ý chí lực cường hãn nếu ý chí lực không mạnh vậy sẽ không thể tự bảo thần văn được lần này thần văn nhật nguyệt đình phong không có đủ ý chí lực cường hãn điều khiển nếu không lẽ ra khi tô vũ kích nổ hai viên thần văn của ngũ đại là hoàn toàn có thể thuận lợi đánh chết minh hòa cấp bậc ý chí lực tăng lên thần văn cũng thăng cấp hiện tại tô vũ có tổng cộng 25 viên thần văn máu lôi phá, chiến, sát, âm, phong, biến, thú, chết, kiếp, tĩnh, hợp, lực, đấu, trầm, đạo, áp, chấn, cộng thêm thần văn ngũ hành cùng với truyền thừa chi hỏa, trong đó, trừ số ít thần văn còn ở nhị giai tam giai, phần lớn đều tiến vào tứ giai, ý chí lực và cả cường độ biển ý chí của Tô Vũ đều tiếp cận sơn hải, hiện giờ, một vài thần văn hắn thường dùng đều tiến vào tứ giai, có mấy cái còn là cái sau vượt cái trước, trừ tĩnh đến từ đại chu vương Chữ kiếp là thần văn trời sinh, cùng với chữ biến phác họa sau này, còn có chữ em luôn thăng cấp vô thanh vô tức đều tiến vào tứ dai, 25 cái đều là thần văn nhân tộc, vị lão nhân kim sinh của đại minh phủ từng nói, thần văn nhân tộc càng nhiều, thần văn càng mạnh, sức chiến đấu càng lớn, tô vũ đã có một ít cảm thụ, thần văn của hắn đều không yếu, không kém hơn thần văn thần ma trước nào, ngược lại hắn có cảm giác còn mạnh hơn, nhưng thần văn chiến kỹ còn thiếu rất nhiều, cần 74 thần văn nữa, nếu không phác họa hoàn chỉnh thần văn chiến kỹ chiến kỹ hình thành từ 25 thần văn không được cường đại như mong muốn. Tô Vũ lẩm bẩm, có lẽ đây là khuyết điểm của thần văn nhân tộc, không hoàn chỉnh thì không đủ cường đại, nếu phối hợp với thần văn chủng tộc khác, có phải sẽ mạnh hơn không? Tô Vũ chỉ nghĩ mà thôi, dù sao hắn cũng không phát họa được thần văn vạn tộc. Tiêu hóa xong thu hoạch lần này, chiến lược của Tô Vũ tăng lên không ít, sau đó Tô Vũ lại xem một vài thu hoạch khác, giữa chừng, hắn cắn nuốt một ít tinh huyết, mở ra vài trang sách họa, cũng nghiệm chứng một số ý tưởng của hắn lúc trước, quả nhiên sách họa rất thú vị, giờ phút này tờ sách họa của tiên tộc có biến hóa nó hoàn thiện hơn hẳn lúc trước ở trang tiên tộc dù hắn đã cắn nuốt tinh huyết tiên tộc nhưng vẫn có cảm giác thiếu thiếu bây giờ nuốt được tinh huyết cường đại hơn nhìn lại sách họa mới thấy nội dung bên trong đã được bổ sung rất nhiều tiên tộc lăng vân thất trọng kỹ năng chủng tộc tiên lực gia thân sinh cơ thôi phát huyết nhục trọng sinh dùng tinh huyết mở ra cơ sở nguyên quyết tiên nguyên quyết cơ sở văn quyết tiên khiếu thiền la quyết cơ sở đúc thân pháp thiên tiên 36 đúc cơ sở cửu biến pháp cổ tiên cửu biến sau khi tô vũ phục dụng tinh huyết của cửu huyền thì mở ra giao diện mới hoàn thiện hơn rất nhiều kể cả cơ sở văn quyết cùng với cơ sở cửu biến pháp cũng xuất hiện lúc trước không có quả nhiên như suy đoán trước đây của tô vũ văn minh sư có khả năng mở ra đồ vật không giống chiến giả hiện tại tô vũ đã tin thật sự không giống nhau có thêm cơ sở văn quyết chiến giả và văn minh sư không giống nhau tổng hợp lại mới là giao diện hoàn chỉnh lần trước tinh huyết mà đại tần phủ cho hắn là máu của chiến giả còn lần này thứ hắn dùng là máu của văn minh sư tiên tộc cửu huyền cho nên trong sách họa có thêm một bộ tiên khiếu thiên la quyết tô vũ chờ mong hắn muốn nhìn xem văn quyết của tiên tộc có mở ra thần khiếu trùng hợp với mình hay không trùng hợp toàn bộ hay là trùng hợp một bộ phận ngũ hành tộc xem như chủng tộc đặc thù mở ra 180 thần khiếu đều không trùng hợp vậy tiên tộc thì sao tô vũ lại cắn nuốt một giọt tinh huyết của cửu huyền sách họa nhanh chóng hấp thu một lát sau trong biển ý chí một bộ đồ án phác họa thần khiếu xuất hiện 108 thần khiếu nhiều hơn của nhân tộc lúc trước, trước đây văn quyết của nhân tộc chỉ khai 72 thần khiếu, mà tiên tộc lại khai 108 thần khiếu, Tô Vũ nhanh chóng xem xét, càng xem lại càng vui mừng, thật sự không giống nhau, có một ít trùng hợp, nhưng hắn so sánh cẩn thận thì phát hiện có khoảng 32 thần khiếu là không giống, như vậy, hắn đã phát hiện thêm 32 thần khiếu khác, văn quyết của nhân tộc trước đây mở ra 72 thần khiếu, còn trùng hợp toàn bộ với ngũ hành quyết, Tô Vũ không miệt mài theo đuổi nguyên nhân của nó, có thể là do trước đây ngũ hành tộc có liên hệ với nhân tộc dù thế nào, hiện tại lại phát hiện 32 thần khiếu mới, vậy chứng tỏ suy đoán của hắn là đúng. Thần khiếu có lẽ cũng có 360 cái, lần trước hắn chỉ mở ra một nửa, cho nên không có biện pháp vận chuyển tự nhiên, cũng không thể phát hiện em khiếu, càng không có biện pháp phát hiện nguyên thần khiếu hoàn chỉnh. Quả nhiên ta đoán đúng rồi, ánh mắt tô vũ biến ảo, nói vậy, kế tiếp ta nên săn giết thần tộc, ma tộc, còn có một ít văn minh sư trùng tộc khác, lấy được cơ sở văn quyết của bọn họ, tìm ra tất cả thần khiếu, sau đó mở ra hết thầy, vận chuyển công pháp, hình thành một môn văn quyết mới văn minh sư rất hiếm thấy tô vũ thở dài hắn tới chiến trường chư thiên đã một thời gian gặp không ít thiên tài các tộc nhưng văn minh sư rất hiếm thấy chỉ gặp hai tiên tộc đều là văn minh sư thiên tài chủng tộc khác phần lớn là chiến giả một phần nhỏ là văn minh sư mà cũng rất yếu sau khi đánh chết tô vũ từng phục dụng tinh huyết của bọn họ một lượt kết quả chỉ lấy được một môn văn quyết xác rưởi thần khiếu trùng hợp hết với ngũ hành quyết kỳ thật có một ít chủng tộc văn minh sư ta biết hỏa quạ nhất tộc bạch ly nhất tộc ảnh tộc cũng có rất nhiều văn minh sư tô vũ nghĩ hắn từng giết ảnh tộc nhưng ảnh tộc lần trước không phải văn minh sư phần lớn tộc nhân của tộc này là văn minh sư có thể kẻ hắn gặp lần trước là phế vật biết vậy đã bỏ ảnh tử ở đại minh phủ cho hắn một giọt tinh huyết không sao hiện tại không vội chờ tới khi tập hợp gần đủ thần khiếu chỉ còn thiếu vài cái thì có thể thử văn minh sư các tộc xem sao tô vũ thẩm nghĩ hắn cảm giác thân thể văn minh sư không cường đại bằng chiến giả nếu chỉ dựa vào ý chí lực và thần văn tô vũ cảm thấy mình có thể chiến đấu với lăng vân bát cửu trọng còn Sơn Hải yếu thì dựa vào khoách thần quyết cũng có khả năng chiến một trận, nhưng vượt cấp không nhiều, không giống chiến giả đạo, hắn có thể vượt cấp rất nhiều. Hiện giờ, đạo văn minh sư thành phụ trợ, chiến giả đạo mới là chủ lưu. Hiện tại số lần hắn vận dụng thân thể chiến đấu nhiều hơn, mà văn minh sư đạo cũng có hiệu quả phụ trợ rất tốt, bao gồm vận dụng các loại thần văn cũng là một trong các thủ đoạn của hắn. Tô Vũ phán đoán thực lực chính mình, văn minh sư đạo đại khái nằm trong lăng vân cửu trọng đến sơn hải nhất trọng, chiến giả đạo nằm trong sơn hải nhị trọng đến tam trọng, tổng hợp lại, hẳn là đánh sơn hải tam trọng không khó tứ trọng hơi khó khăn đó là trong trường hợp không cắn nuốt tinh huyết mà hắn chỉ đang so sánh với sơn hải yếu nếu sử dụng tinh huyết hiện tại hắn có thể cắn nuốt tinh huyết sơn hải lục trọng khi bùng nổ hơi chấn thương thân nhưng bộc phát ra chiến lược sơn hải lục trọng còn không phải là tộc yếu xem như trục tộc trung đẳng phương diện chiến lược hẳn là tiếp cận sơn hải thất trọng nhưng nếu thật sự chiến đấu thì hắn không địch nổi đối phương không có thần văn của ngũ đại vậy giết nhật nguyệt chỉ là giấc mộng thực lực chân chính chỉ có thể đấu với sơn hải lục trọng hắn mà gặp thất trọng thì phải lập tức chạy trốn sau khi hấp thu hết thu hoạch chiến lược của tô vũ đã tăng lên rất nhiều so với lúc mới rời khỏi đại minh phủ hắn đã cường đại hơn nhiều lần hiện giờ tô vũ đã có năng lực chiến sơn hải không giống trước đây là phải tìm cách hoặc là đánh lén mới được tô vũ mỉm cười hít sâu một hơi đã rất tốt rồi hơn nữa hắn còn có mười giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch thứ này cũng là bảo bối nhật nguyệt cảnh dùng được không đến nhật nguyệt không phải nhất định là không thể dùng có thể cường hóa khiếu huyệt dưới nhật nguyệt không dùng là vì lo khiếu huyệt quá cường đại sau này không thể hợp nhất tô vũ cũng lo lắng nhưng dùng ở thời khắc mấu chốt thì có thể tăng cường thực lực bản thân chỉ là hợp hiếu sẽ khó khăn hơn thiên nguyên khí còn dư lại khoảng 100 phần điểm công huân của nhân tộc còn hơn 30 vạn lúc này tô vũ không còn lại gì nhiều đồ vật thu hoạch trước đó đều đã cất giấu ở dục hải bình nguyên ngoài ra hắn còn một ít tinh huyết sơn hải nhiều nhất chính là vân hổ nhất tộc đại hạ phủ suýt nữa diệt tộc vân hổ đối phương đầu phục phi thiên hổ nhất tộc nếu không toàn giới sẽ bị tận diệt sau đó hạ hồ vưu giao dịch cùng tô vũ cung cấp rất nhiều tinh huyết vân hổ tộc cho hắn tô vũ đã tình luyện tinh huyết lăng vân và đằng không ra thiên nguyên khí còn của sơn hải cảnh thì vẫn giữ lại tính ra hắn còn gần 100 giọt từ nhất trọng đến cửu trọng nhất trọng đến tam trọng tác dụng không lớn đợt lát nữa dùng để lấy ra thiên nguyên khí hết đi tam trọng trở lên mới hữu dụng có thể dùng để bùng nổ thực lực hiện giờ tô vũ đã chứng mắt tinh huyết sơn hải sơ kỳ kiểm kê thu hoạch tiêu hóa chiến lợi phẩm tăng lên thực lực đây là những kỹ năng các thiên tài phải chuẩn bị trên chiến trường chiêu thiên mỗi lần chiến đấu đều là để sau này càng mạnh hơn chiến đấu mà không thể làm mình mạnh hơn rất dư thừa không cần thiết nếu không phải vì thiên nguyên khí hiện giờ tô vũ mà gặp kẻ địch dưới sơn hải thì chắc cũng lười giết trừ phi đối phương rất mạnh mình cần tinh huyết của kẻ đó tương tự madana lười giết tô vũ là bởi vì tô vũ không thể mang đến bất cứ thứ gì có lợi cho gã nếu giết một vị thần ma yếu cũng không mang lại lợi ích gì cho tô vũ chỉ sợ tô vũ cũng lười giết nhưng đáng tiếc Tô Vũ có thể lấy được rất nhiều thứ từ trên người bọn chúng, tỉ như tinh huyết có thể lấy ra thiên nguyên khí, chính vì vậy, chỉ cần gặp được, nếu có thể giết thì hắn đều sẽ ra tay. Thân thể Tô Vũ chấn động một phen, huyết khí chấn động tản ra, Tô Vũ đã có biện pháp tiêu trừ huyết khí, lúc trước hắn còn phải đi đại kim phủ nhân tộc để gột rửa huyết khí, hiện tại không cần nữa. Nguyên khiếu nghịch chuyển, tử khí ăn mòn, trong nháy mắt, toàn bộ nguyên khí hóa thành tử khí, huyết khí trên người bị ăn mòn trong nháy mắt, Tô Vũ phát hiện thứ này là một biện pháp tốt để thoát khỏi truy tung tử khí vốn chính là lực lượng tà ác nhất người chết giết người thì sao có huyết khí lây dính được lúc bấy giờ tử khí trên tay tô vũ có tác dụng mới đó là tinh lọc đúng vậy tinh lọc chính mình nghe qua không bình thường chút nào nhưng tô vũ thật sự đang dùng tử khí tinh lọc chính mình tử khí rất khó dung hợp với lực lượng các tộc chủ yếu là vì sự bài xích vậy nên có thể dự phòng thủ đoạn truy tung của kẻ khác dùng với hắn nhưng có một nơi tô vũ không thay đổi trái tim trái tim đại biểu hắn vẫn là người sống nếu nghịch chuyển trái tim thành tử khí Tô Vũ lo rằng mình sẽ lập tức trở thành người chết, hóa thành tử linh tộc chân chính. Hắn phán đoán, có lẽ trái tim không có vấn đề gì nhỉ. Trong tình huống bình thường, dù có người truy tung thì cũng không đến mức để lại thứ gì trong tim, nếu không thì hoàn toàn có thể phát nổ trái tim hắn. Vậy còn truy tung làm gì? Cho nên Tô Vũ không dùng tử khí ăn mòn trái tim. Tô Vũ không biết, khi hắn sinh ra ý niệm này, lúc tử khí vờn quanh trái tim, tôn tiểu nhân ngủ đông trong trái tim nhân tính hóa lao lao cái chán, giống như đang đổ mồ hôi hột. Sau đó tôn tiểu nhân tiếp tục ngủ say, không nhận thấy có kích thích và nguy cơ, tiểu nhân sẽ không thức tỉnh. Vừa rồi, tôn tiểu nhân đã nhận ra nguy cơ, dùng tử khí tinh lọc tinh huyết tàn lưu, lại dùng ngọn lửa đốt cháy hơi thở tàn lưu. Tô Vũ xử lý xong hết tất cả mới nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận vẫn hơn. Chiến trường chư Trư thiên có quá nhiều cường giả, trung tộc nào cũng có vô số thủ đoạn. Minh Hòa gọi mình vài tiếng mà hắn đã suýt mắc mưu, cẩn thận tại đây không bao giờ là điều thừa thãi. Thực lực đã tăng lên, hiện tại chắc chắn vạn tộc đều muốn giết ta, ta nên đi đâu mới tốt. Tô Vũ lâm vào trầm tư, Hắn định đến địa bàn yêu tộc ở Tinh Thần Hải, nhưng hắn không rõ thế cục bên kia hiện giờ thế nào, tùy tiện qua đó thì chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm, tốt nhất nên có nguồn tình báo lâu dài. Liệp Thiên các không tồi, đáng tiếc, tổ chức này rất nguy hiểm, Tô Vũ không dám tiếp xúc quá nhiều, tốt nhất là tìm tổ chức tình báo khác để giải quyết vấn đề này. Trên chiến trường Chư Trư Thiên không có tổ chức tình báo khác ư? Ừ, chỉ có Liệp Thiên các thôi sao? Tô Vũ đoán rằng có lẽ là có tổ chức tình báo khác, nếu không, Liệp Thiên các mà có tâm lừa gạt, vậy chẳng phải là có thể chơi đùa hết thành một vố sao? còn có hiện tại thiên diệt cổ thành thế nào rồi tô vũ rất muốn biết kết quả bên kia ra sao có vô địch hiện thân hay không đó là những vị vô địch nào bên ngoài trời tối đen tô vũ không ra ngoài ban đêm mà dám ra khỏi cổ phòng thì quá lộ liễu chắc chắn sẽ kéo tới sự chú ý hiện giờ hắn cần nhất là phải điệu thấp thân thể 27 đúc vẫn không đủ nhìn sắc trời bên ngoài tô vũ mở cửa nhìn thoáng qua đường phố không người sau đó hắn đóng cửa lại thở dài một tiếng mới 27 đúc tính ra thì mới đằng không tới trọng mà thôi Ta quá yếu, đường còn dài a, à. sớm muộn gì đại hạ phủ cũng đại loạn, thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ, lúc này dù hắn không có biện pháp can thiệp đại loạn bên kia thì cũng muốn có đủ lực lượng và tư tin để trợ giúp Bạch Phong và Hồng Đàm, ít nhất là giữ được tánh mạng bọn họ, sáng mai phải đi tra xét xem làm cách nào lấy được tình báo tinh chuẩn, sau đó đi tinh thần hài, nghĩ vậy, Tô Vũ tiếp tục tu luyện, thiên nguyên khí lúc thân, hô hấp pháp hít vào thở ra, đã dùng thiên địa huyền quang, giờ cảm giác dùng thiên nguyên khí tu luyện rất chậm, thôi, dùng tạm đi càng đến hậu kỳ đúc thể càng khó dùng thiên nguyên khí thì nửa tháng một tháng cũng có thể đúc thể một lần miễn cưỡng dùng vậy tô vũ bất đắc dĩ hắn đã quen tu luyện nhanh chóng rồi bỗng nhiên chậm lại thật sự rất khó chịu nhưng biết làm sao tạm chấp nhận thôi thiên nguyên khí không còn thơm như lúc trước đâu chỉ hắn cục lông nhỏ trong đầu cũng nghĩ y vậy trong lúc tô vũ đang tu luyện và chờ đợi bên ngoài thiên diệt cổ thành vài vị vô địch tới đón thiên tài nhà mình đạo vương nhìn thoáng qua đạo thành thấy hắn trầm mặc im lặng thì không nói gì sau đó nhìn về phía tổ gia của ma đana thủy ma tộc ma thương ma phương mở miệng nói ma thương chuyện tô vũ tinh thế nào ma thương lạnh nhạt đáp vĩnh hằng không tham dự đạo vương gật đầu ta biết nếu là người bình thường không dù là thiên tài kể cả là tuyệt thế thiên kiêu bao gồm mấy người hạ long võ năm xưa chúng ta cũng chưa từng để ý tới nếu vĩnh hằng giết lung tung vậy chư thiên vạn giới đã sống rối loạn tiên tộc và nhân tộc vẫn là đồng minh nhưng vấn đề của tô vũ không phải là giết chóc không phải vì hán giết cử huyền cũng không phải vì hắn đã hại chết nhiều cường giả nhật nguyệt có thể hại chết nhiều nhật nguyệt như vậy chính là bản lĩnh của hắn đạo vương nói một câu tương đối công bằng dưới vô địch bọn họ mặc kệ trừ phi muốn chứng đạo nhưng tô vũ không giống năm đó hạ long võ cũng giết rất nhiều nhật nguyệt vô địch không nhằm vào y chờ sau này sắp chứng đạo mới có vô địch theo dõi nhưng tô vũ còn có thân phận khác hắn là thiên tài đa thần văn hệ người thừa kế ngũ đại mà thường ngẫm nghĩ một lúc rồi mới mở miệng ta biết ý ngươi thời điểm ngươi tới hình như có tiếp xúc với tần quảng hắn nói thế nào đương nhiên hắn có ý muốn bảo vệ nhưng hiện tại tô vũ còn không đáng để tất cả vĩnh hằng nhân tộc bảo vệ cho nên lúc này giết tô vũ hắn sẽ chỉ âm thầm nhúng tay sẽ không ra tay toàn lực mà thương trầm mọc một hồi cuối cùng quyết định nhất định phải giết tô vũ ta cũng đồng ý với điều này không sợ nhân tộc có thêm mấy vĩnh hằng chỉ sợ lực áp chế nhân tộc thật sự mở ra đến lúc đó chắc chắn các giới đều sẽ bị nhân tộc trả thù mối cửu hận năm xưa chúng ta giết đến nhân cảnh nhân tộc lòng dạ hẹp hòi vạn tộc đều biết điều này hiện tại bọn họ đánh không lại, không có biện pháp nên đành ra vẻ đáng thương mà thôi. Tính cách của Đại Tần Vương cũng là có thủ tất báo, năm xưa khi mới vừa phát hiện mình không bị áp chế tại giới vực khác, ông giết được bao nhiêu người liền giết, xâm nhập vô bao nhiêu tiểu giới, hoành hành ngang ngược, giết chóc cướp đoạt. Hiện tại nhân tộc ở trong tình cảnh khó khăn cũng có liên quan đến đám vô địch bọn họ, một ít tiểu tộc cũng bị giết đến sợ, đám vô địch khai phủ không có kẻ nào là người tốt. Đạo Vương thấy lão tán đồng thì mỉm cười gật đầu, vậy ép nhân tộc giao tô vũ ra. Madana đứng bên cạnh, lúc này nghe thấy đạo vương nói muốn ép nhân tộc giao tô vũ ra liền đột ngột lên tiếng nếu ta là tô vũ ta sẽ không về nhân cảnh tánh mạng của chính mình không nên trông chờ vào sự thương hại của kẻ khác gã bình thản đối đáp với vô địch không chút e rè đạo vương tiền bối nếu ta là tô vũ vậy ta sẽ chọn tiếp tục lưu lạc trên chư thiên chiến trường không được thì ẩn núp ở tiểu giới nào đó tóm lại về nhân cảnh không phải là lựa chọn tốt ta chưa tiếp xúc nhiều với tô vũ chỉ cảm ứng được vài lần chưa từng chạm mặt nhưng ta tin tưởng nếu ta là hắn ta sẽ tuyệt đối không về nhân tộc đạo vương hơi trầm ngâm không sai dù sao cũng là thiên tài hắn có lựa chọn của chính mình madana ngươi cảm thấy hắn sẽ đi đâu madana ngẫm nghĩ tinh thần hải hoặc là ma tộc hoặc là tiểu giới ma tộc hỗn loạn cường giả vi tôn yêu tộc dung chuyển vạn tộc hội tụ tiểu giới thì an toàn hơn tóm lại xác suất đi về chiến khu phía đông nhân cảnh không lớn đến địa bàn tiên tộc hoặc là thần tộc cũng không phải không có khả năng tạo thành im lặng nãy giờ lên tiếng ra ra thuật bói toán của ngài rất mạnh sao ngài không thử tính vị trí hiện tại của hắn đạo vương lắc đầu tính toán mà không có căn nguyên rất khó tốt nhất là thông qua máu lông tóc hoặc là thứ khác để tính vị trí của hắn tuy nói vậy nhưng ông vẫn thử một viên thần văn quấn quanh lòng bàn tay một lát sau thần văn rung động đạo vương lắc đầu không tính ra hơn nữa thời không nơi đây đã bị phá hỏng không vào được trong thành tính càng khó không thể hồi tưởng thời không có một vị ma vương ma tộc xen vào đơn giản tô vũ vẫn còn thân nhân bắt lấy phụ thân hắn thông qua huyết mạch truy tung nếu không được thì dứt khoát thông qua phương pháp hồi tưởng thời gian, xem xem có thể đánh chết Tô Vũ từ 19 năm trước không. Hắn không lớn, dùng thời gian hồi tưởng có hy vọng giết chết hắn. Đạo Vương lắc đầu, tốt nhất là không nên quấy nhiễu thời gian đã qua, nếu không, rất có khả năng khiến toàn bộ thời không thắc loạn, cường giả hồi tưởng thời gian rất có thể sẽ vẫn lạc, đây là phương pháp cuối cùng, không thể dùng lung tung, tìm được phụ thân Tô Vũ, thông qua quan hệ huyết mạch truy tung là một kế sách hay, nhưng nhân tộc chắc chắn sẽ không giao người. Hiện giờ, biện pháp tốt nhất chính là tìm được Tô Long, thông qua quan hệ giữa y và tô vũ để truy tung hắn vài vị vô địch thương lượng một lúc vẫn không đưa ra được phương án cuối cùng tất cả giải tán nhưng các tộc đều truyền xuống mất lệnh tinh thần hài ma giới yêu giới đều tập trung tra xét hành tung tô vũ nếu có thiên tài không tầm thường hoặc là cường giả đặc biệt xuất hiện thì lập tức báo cáo người như tô vũ sẽ không yên lặng ngủ đông điểm này các vô địch đều là thiên tài tuyệt đỉnh năm xưa đều hiểu quá rõ nếu cứ mãi ngủ đông vậy thì không cần để ý bởi vì hắn sẽ không có cơ hội trở nên cường đại thiên tài như tô vũ chỉ có thể quật khởi từ trong náo động trời đã sáng vân tiêu cổ thành lại khôi phục sự náo nhiệt cư dân ra ngoài cửa hàng bắt đầu mở cửa buôn bán tô vũ ra khỏi cổ phòng còn cơ duyên trong cổ phòng thì hắn đã ở nhiều cổ phòng như vậy vậy mà chưa gặp lần nào coi như cơ duyên đó là gió thoảng đi tiểu ra ta không để bụng bên ngoài rất náo nhiệt mọi người không ngừng truyền lưu chuyện ở thiên diệt cổ thành quá thảm đúng vậy đại thảm án của chư thiên hơn hai mươi vị nhật nguyệt còn có vài vị đại năng nhật nguyệt cao trọng vậy mà chết sạch, không kẻ nào sống sót. Đâu chỉ vậy, một đám cường giả hoạt động gần đó cũng chết, nghe nói cư dân thiên diệt thành đã chết một phần ba, thi thể khắp nơi, chỉ còn mấy thiên tài còn sống, còn lại đã chết sạch, nghe nói ngày hôm qua có hơn 10 vị vô địch cảnh khai chiến với tử linh cổ thành, đánh đến trời sụp đất nứt. Đừng nói bừa, ở đâu ra hơn 10 vị vô địch, thiên diệt thành cách chúng ta không quá xa, nếu nhiều vô địch tới đó như vậy thì chúng ta cũng phải cảm nhận được sự kinh động rồi, dù sao cũng có nhiều người đã chết, rất nhiều cường giả, cũng có không ít vô địch tới đó trong thành sinh linh thảo luận náo nhiệt tràng cảnh rất quỷ dị sơn dương nói chuyện với con báo con báo nói chuyện với một con chim con chim kia lại nói với một con sâu đây là chiến trường chư thiên ở nơi khác có lẽ không được hài hòa như vậy nhưng ở cổ thành thì không thể động thủ ở nơi này các chủng tộc đối địch cũng có thể hòa bình giao lưu nghe nói tô vũ đã chạy thoát vô địch cũng chưa bắt được không biết lần này có thể bùng nổ trận chiến chư thiên hay không vạn tộc vây giết cường giả nhân tộc khó nói lắm huynh đệ ta truyền tin biên cảnh nhân tộc trong phạm vi đông liệt cốc mười mấy vị vô địch nhân tộc lộ diện khí tức uy áp mấy ngàn dặm nhân tộc rất cường đại các tộc khác chưa chắc đã dám làm gì bọn họ nhân tộc vẫn rất cường đại lúc này mười mấy vị vô địch tọa trấn biên cảnh trấn áp thiên địa tình thế biên cảnh là chạm vào sẽ lập tức bùng nổ nhưng thần ma sẽ hạ quyết tâm khai chiến với nhân tộc mười mấy vị vô địch không phải là toàn bộ vô địch của nhân tộc có chừng 40 vị có mấy vị vô địch khai phủ đã chết có vài người chứng đạo còn có một vài vô địch bá chiếm tiểu giới chứng đạo nhiều cường giả vô địch cảnh như vậy nếu bùng nổ đại chiến không diệt hết được bọn họ một khi vô địch nhân tộc công phá một đại giới thì kết cục sẽ là trăm họ lầm than hiện tại vạn tộc do dự chưa quyết không phải là không tự tin sẽ hủy diệt được nhân tộc mà là không chắc chắn sau khi đánh vỡ nhân giới có thể xử lý hết những vô địch thoát khỏi nhân cảnh hay không có vài vô địch chứng đạo ở nhân cảnh nhưng còn có một vài kẻ chứng đạo trong chư thiên còn có một ít chứng đạo ở tiểu giới nếu không hoàn toàn chắc chắn vậy tấn công nhân tộc sẽ gây ra hậu hoạn khủng khiếp vô cùng bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube gì các phim, các cư dân nghị luận, cường giả vào thành nghỉ ngơi cũng nghị luận. Một lần hơn 20 vị nhật nguyệt và hơn trăm vị sơn hải lăng vân đã chết, nhiều năm qua, rất ít xảy ra đại chiến như vậy, mà hậu quả kinh người như thế lại chỉ do một người tạo nên, không, là hai người, Tô Vũ và Liễu Văn Ngạn. Hai gia hỏa nhân tộc này quá độc ác, bọn họ bẫy giết nhiều cường giả ở cổ thành, có vài kẻ hung đồ bắt đầu tham khảo bắt trước, cảm thấy tương lai có thể chế tạo huyết án ở cổ thành lần nữa giống như Tô Vũ, quá kinh điển điển hình của việc lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, mấu chốt là sau đó phải thoát khỏi cổ thành thế nào mà không bị tử linh đánh chết, không ít cường giả phục tô vũ sát đất, muốn học hỏi, biết đâu sau này có thể dùng tới, trên chiến trường chư thiên có không ít cổ thành, có ai mà không có kẻ thù, nếu có thể học được biện pháp bẫy giết đối thủ của tô vũ, vậy thắng lợi sẽ rất nhẹ nhàng, tô vũ cũng đang nghe ngóng, thậm chí còn nghe có người lén lút giao bán công pháp tránh tử linh của tô vũ, ồ, vạn tộc cũng có kẻ lừa đảo, tô vũ phục rồi, quả nhiên, trên chiến trường chư thiên không có người tốt có vài kẻ nhìn thì yếu trên thực tế khi ra khỏi thành rất có khả năng chính là cường đạo giết người cướp của tô vũ không quan tâm hắn đi dọc theo đường phố hắn muốn nhìn xem có cách nào lấy được tình báo chuẩn xác hay không tình báo bên ngoài quá hỗn loạn thật giả khó phân biệt chẳng hạn như hơn 10 vị vô địch đại chiến cổ thành rõ ràng là vớ vẩn nhiều vô địch đại chiến như vậy bên này chắc chắn phải cảm ứng được tô vũ đang đứng quan sát các cửa hàng khắp nơi cách đó không xa một vị lão hán nhân tộc ánh mắt sáng người vội vàng tiến lên hỏi đạo huynh trông ngươi có vẻ lạ mặt mới tới hạ, tới từ phủ nào vậy trông đạo huynh mạnh mẽ uy vũ bất khuất như vậy chẳng lẽ là chiến giả đại tần phủ hoặc là đại hạ phủ vừa thấy đã biết là hạng người thực lực cường đại tô vũ liếc mắt nhìn lão trước kia hắn còn ở học phủ lão sư từng nói ở trên chư thiên chiến trường trừ phi là người trong quân đội nếu không cả phải nhân tộc ở bên ngoài thì cũng đừng tin tưởng đặc biệt là bên ngoài địa bàn nhân tộc vậy càng đừng nói đến địa bàn tộc khác nhân tộc liên thủ với ma tộc cùng nhau giết thần tộc là bình thường thần tộc liên thủ với nhân tộc giết thần tộc khác cũng là bình thường tương tự nhân tộc liên thủ với chủng tộc khác giết nhân tộc cũng vậy ở nhân cảnh thì gọi là phản đồ là giáo chúng vạn tộc giáo ở chiến trường chư thiên cái này gọi là kẻ thích ứng được thì sống sót hai khái niệm không giống nhau đương nhiên không thể làm như vậy ở trong lãnh địa nhân cảnh nếu bị tra được chắc chắn sẽ phải chết nhân tộc có một cơ cấu rất cường đại gọi là thanh áp quân chuyên môn xử lý những người này cùng với đánh chết cường giả vượt biên thành ác quân do vô địch lãnh đạo mấy người đại tần vương tự mình thống soái trong phạm vi nhân cảnh làm vậy chính là muốn tự sát giờ phút này thấy lão nhân lại gần xung xoe tô vũ thầm nhủ gã mà không muốn buôn bán thì chính là lừa gạt tô vũ không phải người quá từng trải nhưng cũng biết nhân tâm hiểm ác trong đầu có một đống ý niệm hắn lãnh đạm nói đạo huynh thật tinh mắt ta đến từ đại hạ phủ còn thực lực mạnh mẽ thì chắc đạo huynh nói đùa ta ở đây kiếm chiếc cơm ăn mặc thôi lão nhân cười ha hả khiêm tốn tô vũ nói thẳng đạo huynh định tiết thị cái gì? lão nhân cười gượng, có điều hoàn toàn không xấu hổ, lão vội vàng nói, là thế này, ta và mấy huynh đệ giết được một đầu phi long, nội đan phi long rất hữu dụng với chiến giả, vừa vạn có huynh đệ bị thương cần dùng tiền gấp, vậy nên mới muốn bán đi, bán cho vạn tộc thì chúng ta sợ mắc tội thông đồng với địch, đi tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy bán cho đồng tộc vẫn tốt hơn. lão cười cười, ta vừa nhìn thì đã biết huynh đệ chính là cường gia đình cấp trong chiến giả đạo, nội đan phi long có công hiệu đúc thân, nguyên khí lột xác hiệu quả không tệ lắm đạo huynh có hứng thú không tô vũ liếc mắt nhìn lão bình thản đáp không cần nội đan phi long có tác dụng phụ đừng vội huynh đệ giá cả có thể thương lượng tô vũ cắt lời đây là lần đầu tiên ta tới vân tiêu cổ thành không quen thuộc ngươi cho ta biết có thể xử lý tang vật ở đâu giá cả vừa phải vậy ta sẽ suy xét mua nội đan phi long này lời tô vũ quá trực tiếp nhưng lão già không để ý việc này rất dỗi bình thường lão liền đáp huynh đệ tìm đúng người rồi ở vân tiêu cổ thành này có ba nhà có uy tín đáng tin cậy nhất thứ nhất chính là liệp thiên các tô vũ ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng ngại thất kinh to gan như vậy ư liệp thiên các dám mở cửa hàng sao mà nghĩ lại mở ở cổ thành thì hình như không có vấn đề gì dù biết liệp thiên các ở đây thì cũng sẽ không có ai dám tùy tiện gây chuyện thứ hai thiên vực liên minh thứ ba Trừ thiên vạn bảo lâu tô vũ không hiểu biết nhiều nhưng tư liệu diệp hồng nhạn cho hắn cũng có một ít giới thiệu đơn giản tô vũ không biết chư thiên vạn bảo lâu nhưng từng nghe nói đến thiên vực liên minh sau một vài tiểu tộc liên thủ thành lập tiểu tộc nghĩa là không có vô địch chủng tộc không có vô địch thì chính là tiểu tộc thiên vực liên minh do một đám cường giả nhật nguyệt cửu trọng tổ chức đều là chủ nhân của một vài tiểu giới bình thường sẽ không ra ngoài một khi phát sinh chiến tranh ở trong tiểu giới dù mấy vô địch tấn công thì cũng khó có thể làm gì bọn họ đương nhiên là ngoại trừ nhân tộc nguyện vọng lớn nhất của đám chủ nhân tiểu giới này chính là thăng cấp vô địch trở thành bách cường chủng tộc có vô địch tọa chấn có thể củng cố tiểu giới không cần lo lắng vô địch nhập giới nữa thành vô địch rồi kẻ địch tới thì sẽ bị áp chế, mười vô địch đến đó cũng chưa chắc có thể chém giết một vị vô địch cảnh của tiểu giới. Trừ thiên vạn bảo lâu thì hắn không biết, tên hoành tráng chưa chắc đã là tổ chức lớn, có lẽ chỉ là cửa hàng nhỏ, mà như vậy cũng là bình thường. Tô Vũ gật đầu, hắn nói thẳng, đến liệp thiên các nhìn xem, lão ca dẫn đường cho ta đi, ta bán ít đồ, nếu dư giả, ta sẽ mua nội đan phi long. Lão giả kia cười gượng, huynh đệ, liệp thiên các, kẻ trải đời đều biết bọn họ rất lươn lạo, tuy rằng giá cả không tồi, nhưng trứng mắt thứ rác rưởi đồ tốt thì bọn họ lại cho giá thấp nếu đồ của huynh đệ chỉ bình thường thì thiên vực liên minh và chư thiên vạn bảo lâu đều không tồi bọn họ mà coi trọng thì có lẽ sẽ tăng giá một chút đám gia hỏa liệp thiên các kia sẽ không tăng giá chỉ dựa theo giá tiêu chuẩn bán cũng không được lời tô vũ cười ta biết rồi nhưng ít nhất là ít giá rõ ràng vậy là đủ ta từng nghe mấy huynh đệ nói về hai nhà kia đôi khi bọn họ nhìn ra là bảo vật phù bụi trần mà lại thu mua như rác rưởi liệp thiên các thì không có lời đồn này huynh đệ biết nhiều thật lão giả dựng ngón cái Nhích miệng cười, không quên bảo nữa, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là người lõi đời, không biết có phải kẻ sống ở thiên diệt cổ thành bên kia hay không. Tô Vũ mỉm cười im lặng, tùy tiện tán phét vài câu, về cơ bản trong tình huống này, nói sai cũng chẳng sao, với phong cách hành sự của Liệp Thiên Các, biết giá rõ ràng là bình thường, hơn nữa Liệp Thiên Các chủ yếu giao dịch tình báo, đến đó có lẽ có thể lấy được một ít tình báo. Tô Vũ đi theo lão giả, tùy ý hỏi thăm một ít bắt quái, chẳng hạn như chuyện thiên diệt thành bên kia, lão nhân không thèm để ý, hôm nay toàn thành đều bắt quá chuyện này gần tới liệp thiên các lão nhân hâm mộ nói đám tiểu nhân vật chúng ta rất cực khổ phải tự mình tới cửa giao dịch nghe nói liệp thiên các cung cấp phục vụ một một cho một vài đại nhân vật và đỉnh cấp thiên tài có địa bàn là có thể tùy ý giao lưu cùng bọn họ phục vụ trong mọi điều kiện hoàn cảnh ai ra đời này ta không có hy vọng nếu thành nhật nguyệt thì may ra mới nhận được điểm bảng tu vũ cạn lời hóa ra điểm bảng ở trong mắt bọn họ chính là thứ đại nhân vật mới có thể có cũng đúng có thứ này là có thể giao dịch với liệp thiên các bất cứ lúc nào còn có người tùy thời tới cửa phục vụ dù nguy hiểm thì vẫn có người tới không thể không nói nó rất quan trọng nhưng tô vũ lại không để trong lòng những thiên tài hắn giết hầu như đều có hắn lấy được ít nhất bảy tám cái trở lên nhưng đều đã vứt hết hiển nhiên những kẻ bị hắn giết có thể xem là đại nhân vật trong mắt lão nhân đằng không cảnh này tô vũ vờ hùa theo ta cũng từng nghe nói về nó không biết chúng ta có thể kiếm được một cái hay không ta không có hy vọng đâu lão đệ thì có khả năng đấy ta thấy lão đệ vẫn còn trẻ mấy năm nữa thực lực lên mạnh rồi có lẽ sẽ được Liệp thiên các coi trọng, Tô Vũ phì cười, hy vọng thế, vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh bọn họ đã tới một cửa tiệm khá lớn, cửa hàng hai tầng mặt phố, diện tích rất lớn, cửa rộng mở, dùng ý chí chi văn khắc họa tên Liệp Thiên Các, là một loại văn tự cổ đại, kiểu chữ giống bảng hiệu ở công thành, Liệp Thiên Các, phân bộ Vân Tiêu, Tô Vũ vào cửa, lầu một là cửa hàng, bày mấy cái bàn, không ngờ lại là hình thức bàn của nhân tộc, còn có ghế sofa, có vẻ đều là sản phẩm của nhân tộc, lão giả thì lại không cảm thấy kỳ quái nhân tộc sản xuất được nhiều mấy thứ này, hơn nữa giá còn rẻ, liệp thiên các dùng đồ của nhân tộc cũng là bình thường, bọn người kia thực keo kiệt, tiên tộc và thần ma đều thích dùng bảo vật chế tạo bàn ghế, mà long tộc thì thích dùng đồ rèn bằng vàng bạc châu báu, mua không nổi, đồ nhân tộc dùng tốt, giá lại rẻ, bỏ ra sử dụng cũng không mất mặt, tô vũ mới vừa vào cửa, một nữ nhân tai mèo nhanh chóng đi tới, ngọt ngào bắt chuyện, khách nhân cần hỗ trợ gì không, mời ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Danh dự của Liệp Thiên Các là đệ nhất vạn giới, chỉ có khách nhân không thể tưởng được không có điều gì liệp thiên các không làm được tô vũ rất muốn mắng dối trá lần trước lão tử bảo các ngươi diệt thần ma các ngươi liền mặc kệ ta trong biển ý chí cục lông nhỏ cũng rất muốn kháng nghị lừa đảo hỏi các ngươi làm cách nào để có thần văn ngon mà ăn các ngươi mãi không để ý tới ta một người một cục lông đồng thời phỉ nhổ lão giả nhìn thoáng qua tô vũ cười bảo lão đệ ta ở bên ngoài chờ ngươi nếu có hứng thú vậy giá nội đan phi long có thể thương lượng tô vũ gật đầu đa tạ lão ca yên tâm đi nếu thu hoạch không tồi, đây chỉ là việc nhỏ. Thiếu nữ tay mèo chờ lão nhân đi rồi mới lên tiếng, khách nhân, liệp thiên các chúng ta cũng có nội đan phi long, giá cả phải chăng, khách nhân có thể suy xét mua sắm ở liệp thiên các, không cần, các người bán quá đắt, tô vũ không thèm khách sáo, hắn ngồi xuống, trong cửa hàng còn có vài khách nhân khác, đều có nhân viên nhiệt tình tư vấn, hắn tiện tay lấy ra tài liệu rèn văn binh, tô vũ mở miệng, đây là thứ tốt, ta trăm cây ngàn đắng mới vớt lên từ đáy biển tinh thần hải, suýt nữa đã bị bảy tám yêu tộc vây giết, ngươi nhìn xem thứ này giá trị bao nhiêu? Thiếu nữ tay mèo nhìn thoáng qua, nàng lấy ra một hộp đồ tựa như dùng để giám định, sau đó cầm khối hắc thiết của tô vũ tra xét một chút, rồi lễ phép cười đáp, khách nhân, đây chỉ là hồng quang địa cương tầm thường, nếu giao dịch bằng nguyên khí dịch, vậy một khối lớn như này có giá trị khoảng 30 giọt nguyên khí dịch. Giá quả thấp, thấp như vậy ư, tô vũ thầm mắng, vớ vẩn, mua ở nhân tộc ít nhất phải tốn 200 điểm công huân, các người dùng 30 giọt nguyên khí dịch thu mua, quả nhiên là lòng dạ hiểm độc, mà hắn cũng là cố ý đồ quá tốt đương nhiên không thể lấy ra tô vũ không vui hỏi thêm chút được không thiếu nữ tai mèo cười mà không đáp liệp thiên các không tăng giá thích bán hay không thì tùy tô vũ lầu bầu hùng hùng hổ hổ dùng ngôn ngữ nhân tộc lúc trước bọn họ giao lưu bằng ngôn ngữ thông dụng không biết thiếu nữ tai mèo có hiểu hay không dù sao nàng cũng không nói chuyện vậy bán nhưng ta không cần nguyên khí dịch tô vũ nói ta chuẩn bị ra ngoài kiếm chắc các người bán tỉnh báo đúng không ta muốn mua một phần tin tức về tài liệu hải thần kim bao gồm độ nguy hiểm quanh đó nơi sản sinh gần đây có sự kiện gì hay không càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt hắn không nói mình cần tư liệu tinh thần hải nhưng hải thần kim mà hắn nói là một loại tài liệu đúc binh sản sinh trong tinh thần hải chỉ tinh thần hải mới có giá cả xa xỉ lúc trước khi tô vũ học tập tri thức đúc binh hắn đã biết một ít loại tài liệu này chỉ có ở khu vực đó thiếu nữ tai mèo vội đáp bán khách nhân chờ một lát nàng nhanh chóng thao tác trên khí giới dùng để giám định rồi trả lời khách nhân tôn kính có không ít tin tức liên quan đến tài liệu này nếu chỉ là tin tức về nơi sản sinh, độ nguy hiểm phụ cận thì không đắt, nhưng nếu muốn biết biến động khu vực phụ cận, trình độ nguy hiểm, vậy cần mua rất nhiều tình báo, giá cả không rẻ. toàn bộ thì bao nhiêu tiền? một vạn giọt nguyên khí dịch, hoặc là ba vạn điểm công nguyên nhân tộc. tô vũ yên lặng nhìn nàng, người cút đi. liệt thiên các các người là đồ ăn cướp, lão tử mua chút tư liệu mà ngươi muốn thu ta ba vạn điểm công huân. thiếu nữ tai mèo kia tươi cười, có vẻ có chút xấu hổ, nhưng định giá như vậy, nàng cũng không thể làm gì, không mua thì thôi nhìn dáng vẻ hắn thì cũng mua không nổi nàng thầm nghĩ vậy ngoài miệng lại nói nếu khách nhân có thiên phú bảng hoặc là cường giả mới lên bảng thì đều có thể hưởng thụ ưu đãi giảm 80%. mươi phần trăm tô vũ tức giận nếu ta là đám cường giả đó ta còn phải tới cửa hàng nát này của ngươi sao trực tiếp bảo liệp thiên các các người phục vụ một một chương nhanh thiếu nữ tai mèo không hé răng cũng không nói gì nàng đã nhìn ra rồi tô vũ phun tào rồi lại nói thôi không mua quá đắt ta mới tới vân tiêu thành cho ta một phần tư liệu đại khái về vân tiêu thành đi không cần thông tin cơ mật, loại công khai là được, giá cả phải rẻ. Có, tư liệu tiêu chuẩn, 100 nguyên khí dịch một phần, Tô Vũ hùng hồ đáp ứng, bán tài liệu, chi trả thêm 70 giọt nguyên khí dịch, mang tư liệu rời đi. Ra khỏi Liệp Thiên Các, Tô Vũ vẫn giữ dáng vẻ hùng hùng hồ hồ, hồ như thế, trong lòng hắn lại đang suy nghĩ, xem lát nữa có nên thay đổi thân phận tới mua tư liệu hay không, đương nhiên là không thể chỉ mua của một nhà, giá cả quá đắt, quá đáng chú ý, mỗi nhà mua một chút, rồi tổng hợp lại thì tốt hơn để phòng ngừa bị liệp thiên các phát hiện điều dị thường tổ chức này không phải thứ gì tốt lành ít nhất phải biết phân bố thế lực khu vực tinh thần hải thực lực như thế nào trình độ nguy hiểm ra sao chỗ nào được lợi chỗ nào có vô địch tọa chấn ra cửa hắn lại gặp lão nhân kia tô vũ không nói nhiều có kẻ mà cả cùng lão nhân một trận cuối cùng dùng 40 giọt nguyên khí dịch mua nội đan phi long 40 giọt nguyên khí dịch đằng không cảnh chỉ cần mấy tháng là có thể làm ra giá cả không đắt dựa theo giá chợ đen thì chỉ khoảng 120 điểm công huân nhưng đối với đằng không mà nói, hơn 100 điểm công huân không phải là ít, xem như một giao dịch không nhỏ. Nếu tự mình kiếm nguyên khí dịch, vậy đừng nghĩ đến chuyện tu luyện trong mấy tháng, đánh sống đánh chết còn không phải là vì tu luyện nhanh hơn sao. Mua nội đan xong, hắn đuổi khéo lão nhân đi, tiếp tục du đãng trên đường phố, thuận tiện xem tư liệu mới mua được ở Liệp Thiên Các, nó rất toàn diện, đều là tin tức công khai. Thành chủ của Vân Tiêu Cổ Thành là một vị nữ cường già nhật nguyệt cửu trọng, đến từ thanh hồ nhất tộc, hồ tộc cũng có nhiều nhánh, lần trước hồ tộc chọc đến tô vũ ở đại hạ phủ cuối cùng suýt nữa bị đại hạ phủ diệt tộc chính là thất sắc minh hồ chủng tộc đó không mạnh thiếu chút đã bị đại hạ phủ tận diệt thanh hồ nhất tộc là tộc mạnh nhất trong hồ tộc không có vô địch tọa chấn nhưng có không ít nhật nguyệt cũng không biết vị thành chủ hồ ly nhật nguyệt cửu trọng kia dùng phương pháp gì mà trở thành thành chủ không có tên gọi rõ ràng được xưng là thanh ngọc thành chủ nàng ta khá kín đáo ít lộ diện tô vũ không để ý cái này hắn chỉ quan tâm rằng mình có thể đi xem tượng đá ở phủ thành chủ hay không Tô Vũ cẩn thận xem xét tư liệu, ở đây có một ít giới thiệu đơn giản, có thể tiến vào hậu điện phủ thành chủ, nhưng không phải ai cũng được vào, nếu không phải thiên tài liệp thiên bảng thì phải là cường gia nhật nguyệt cảnh, những người này mới có thể tiến vào phủ thành chủ quan sát tượng đá. Thôi, Tô Vũ tức hận, ta không thể đi vào rồi, cũng có giới thiệu về mấy cửa hàng trong thành, Thiên vực Liên Minh và Chư Thiên Vạn Bảo lâu tương đối nổi danh cũng có giới thiệu, không hạ thấp bôi nhọ, hình như Liệp Thiên các không coi đối phương là đối thủ, về cơ bản đánh giá khá ổn, cũng là mua bán tình báo nhưng không quá tinh chuẩn, chỉ là phán đoán đại khái, không thể tin hoàn toàn. Lúc này Tô Vũ mới biết lai lịch chư thiên vạn bảo lâu, nó cũng được coi là một tổ chức lớn, thành lập rất sớm, mà không sớm bằng lập thiên các. Sau khi chiến trường chư thiên mở ra, tổ chức này liền thành lập, mà chiến trường chư thiên mở ra là chuyện từ một nghìn năm trước. Trước đây chỉ có thông đạo đến thế giới của thần ma cường tộc và một ít cổ tộc mở ra, mãi đến hơn 400 năm trước mới mở ra thông đạo nhân tộc, mà chư thiên vạn bảo lâu đã thành lập sắp một nghìn năm, có lẽ do thần ma cường tộc đứng sau thành lập sau khi chiến trường chư thiên khai mở vậy hiển nhiên là do đại tộc làm cụ thể là tộc nào phần tư liệu này không nói tỉ mỉ dù sao cũng không phải nhân tộc chức năng của chư thiên vạn bảo lâu cũng giống liệp thiên các có lẽ được thành lập để đối kháng liệp thiên các nhưng chư thiên vạn bảo lâu có một thứ tương đối nổi danh cũng là một bảng xếp hạng nhật nguyệt chứng đạo bảng không ai dám xếp hạng vô địch nhưng chư thiên vạn bảo lâu làm ra bảng nhật nguyệt sắp chứng đạo chỉ liệt kê cường giả nhật nguyệt cửu trọng lá gan cũng không nhỏ hẳn là sau lưng có vô địch duy trì bài mưu đạt kế Bảng này có khả năng truyền lưu và mức độ nổi tiếng nhất định trong vòng các cường giả đình cấp, Liệp Thiên Các không làm là bởi vì ghét bỏ cái bảng này không chuẩn, đầu năm nay, kẻ âm hiểm nhiều vô số, các bảng khác biệt rất lớn, không giống Liệp Thiên bảng, chủ yếu là xếp hạng thần binh trong chiến trường Chư Thiên, Tô Vũ nhìn một hồi, cảm thấy rất thú vị, đương nhiên hắn không được xem bảng đơn kia, người bình thường không thể xem được nó, nếu tiêu tiền mua thì giá cả còn không thấp, Tô Vũ cũng không định mua. Đi quanh thành một vòng, lúc đi lúc dừng, Tô Vũ cũng tìm được vị trí mấy cửa hàng khác, thuận tiện nghe bắt quái trên phố. Sự kiện thiên diệt cổ thành rất oanh động, có tin tức xác thực cho biết Nhật Nguyệt Cảnh đã chết sạch, cuối cùng chỉ còn vài vị thiên tài đi ra, vô địch không vào thành, cũng không bùng nổ đại chiến. Vị thiên tài nào đi ra không phải là bí mật, nhìn vào bảng sẽ biết, không nhiều người sở hữu điểm bảng của Liệp Thiên Các, nhưng không phải là không có. Vân Tiêu Cổ Thành cũng có thiên tài, dựa theo danh sách, về cơ bản, Madana, Đạo Thành đều còn sống, mà những kẻ còn sống sót cũng không nhiều lắm tô vũ nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn thiên tài khó giết đây là chuyện chắc chắn có kẻ còn được vô địch chống lưng như cử huyền vậy kỳ thật chỉ do nàng ta xui xẻo chúng bẫy của tô vũ bằng không cử huyền đã không chết tương tự còn có an mân thiên kẻ này đã sắp chạy ra khỏi thành kết quả lại xui xẻo chúng phải một đau của tô vũ cuối cùng bỏ mạng tại cổ thành còn sống tô vũ mỉm cười tốt lắm còn sống vậy lần sau lại giết hiện giờ hắn không sợ bọn họ trừ madana vượt trội hơn hắn ra chỉ có đạo thành là sơn hải tam trọng nhưng có vẻ là được thiên địa khen thưởng mới tăng lên tô vũ không quá để ý sắp bước vào sơn hải tam trọng hẳn là ý chí lực tăng lên thần khiếu hợp khiếu chắc chắn phải có thần văn tứ giai ý chí lực tăng lên nhanh như vậy có lẽ không được rèn giữa hai tích lũy đạo thành vốn có thể vượt dài giết sơn hải ngũ trọng hiện tại vượt dài giết được sơn hải lục trọng đã là không tồi kỳ thật gã đang tự kéo thấp tiềm lực có thể giết sơn hải thất trọng hay không còn là một nghi vấn lớn nếu tô vũ không mạnh mẽ áp chế chắc hắn đã tiến vào lăng vân ngũ lục trọng nhưng hắn không cần phải làm vậy nếu hắn tới lăng vân ngũ lục trọng giết lăng vân thất bát trọng chắc sẽ không còn được nhận khen thưởng hiện tại tốt hơn giết xong thì có thể tích lũy khen thưởng ở địa phương này không phải cảnh giới càng cao càng tốt đám thiên tài có ai mà không áp chế đến khi không thể áp chế được hơn nữa mới đành phải thăng cấp cấp bậc càng thấp vượt cấp càng nhiều chỗ tốt càng lớn đạo thành không chết còn giết nhật nguyệt thất trọng thú vị đấy minh hòa là bị gã giết sao còn có long chiến và long vô ưu cũng giết nhật nguyệt nhị trọng xếp hạng lại không tăng lên có vẻ là mượn lực giết không tự xuất lực tô vũ yên lặng thu thập tình báo cũng nghe ít chuyện liên quan đến tinh thần hải tinh thần hải cách bên này không xa qua vân tiêu cổ thành đi thêm đại khái hai nghìn dặm chính là tinh thần hải tính ra cách đại bản doanh nhân tộc khoảng vạn dặm cảm giác thì xa trên thực tế không quá xa nhưng ở giữa có dục hải bình nguyên cường già rất khó vượt qua thường xuyên phải đi đồng vòng hai nghìn dặm không xa tô vũ tính toán một chút hắn đi không nhanh thì cũng chỉ cần một hai ngày nhưng tinh thần hải rất lớn bên kia có rất nhiều lối vào các tiểu giới lối vào long giới của long tộc cũng ở đó ở đó có thể thường xuyên nhìn thấy cự long đây cũng là một trong những bá chủ của tinh thần hải phải cẩn thận một chút long tộc có không ít nhánh chủng tộc cũng nhiều tinh thần hải có rất nhiều đào nhỏ có cái có chủ có cái vô chủ mà bên đó cũng có cổ thành tô vũ tập hợp tin tức tiếp tục đến các cửa hàng mua một ít tư liệu đơn giản về tinh thần hải thuận tiện mua một ít tư liệu về tiên giới ma giới thần giới để tránh khiến người khác chú ý nhận ra mục tiêu thật sự mà hắn muốn đi tới, đêm nay, Tô Vũ không rời cổ thành, hắn ở trong phòng, bắt đầu so sánh tư liệu, xác định kế tiếp mình sẽ đi đâu, nơi nhiều thiên tài, nhiều thứ tốt, nhiều cơ duyên, vô địch không đến. Tô Vũ không ngừng thu hẹp phạm vi, tốt nhất là giống như Dục Hải Bình Nguyên, cường giả đến đó sẽ lạc đường, cường giả trong miệng hắn ít nhất cũng là Nhật Nguyệt và vô địch, còn sơn hải thì bỏ qua, không phải hắn khinh thường sơn hải, thế nhưng nơi mà sơn hải còn không đi được, vậy chỗ đó là địa bàn của một đám sát rưởi, hắn đi làm gì? đối với tô vũ mà nói hắn muốn đến một nơi không phải chỉ để tránh né đuổi giết mà còn để kiếm được chỗ tốt tăng cường thực lực bản thân nhìn nửa ngày cuối cùng tô vũ khoanh vòng một điểm trên bản đồ đó là một hòn đảo khá lớn trên biển cửu tinh đảo tô vũ lẩm bẩm, trên đảo có chín lối vào cửu giới là một cảnh quan khó gặp chín đại chủng tộc chiếm đảo không phân ra thắng bại đều không muốn từ bỏ khu vực có thông đạo cho nên tương đối hỗn loạn xem như một khu vực của thiên vực liên minh không có vô địch tọa chấn nhưng có không ít nhật nguyệt bởi vì có lối vào cửu giới vô địch sẽ không đến đó để tránh xảy ra tranh cãi dù sao cũng là địa bàn có chủ cửu tinh đảo cách tinh vũ phủ đệ không xa là một căn cứ chiến lược quan trọng các đại cường tộc đều có chú điểm ở bên này nhưng không quá mạnh tránh khiến cho cửu giới căm thù quan trọng là khoảng cách với tinh vũ phủ đệ khá gần tinh vũ phủ đệ sắp mở ra đôi khi sẽ xuất hiện bảo vật đặc thù ở đó gần đây có lẽ có không ít thiên tài đến sẵn ngồi canh đi tô vũ vút cầm là một địa điểm khá tốt mấu chốt ở chỗ kẻ khác có đoán được ta sẽ đến cửu tinh đảo hay không Thiên tài đều thích xem náo nhiệt, ở đâu nhiều thiên tài thì đi nơi đó. Đây là thưởng thức, mình từ cổ thành chạy đến bên kia cũng phù hợp logic, nếu không, hay là ta tìm một chỗ chế tạo huyết án rồi mới qua bên kia. Tô Vũ tính toán, mà ngẫm lại thì có vẻ như đang bị tai trộm chuông. Thôi, đi luôn đi thôi, ở đó có lối vào cửa giới, nếu không được thì chạy đến tiểu giới trốn sau. Tiểu giới không có vô địch, hắn ẩn thân ở đấy, Nhật Nguyệt Cửu Trọng không gặp thì cũng khó phát hiện ra hắn, tương đối an toàn. Tính xong đường lui, Tô Vũ bắt đầu tra tìm tin tức liên quan chuẩn bị sẵn sàng rồi đi, tránh cho đến đó mới tìm hiểu, vậy thì sẽ trở tay không kịp. Trong lúc này, bên ngoài thiên diệt cổ thành, đạo thành ngồi xếp bằng ngoài thành thật lâu, cuối cùng y đứng dậy, đi về một hướng, cách đó không xa, thiên đạc đang loại trì tử khí cũng đứng dậy, tiến lại gần, phía sau, Madana đang xem tư liệu, thấy gã đứng dậy rời đi thì cất tiếng hỏi, ngươi muốn đến tinh thần hài, đúng vậy, thiên đạc không quay đầu lại, rất có khả năng tô vũ sẽ qua bên kia, không phải cổ thành thì chính là cửu tinh đảo, hoặc là đảo nhỏ gần tinh vũ phủ đệ ta phải đi xem người gặp hắn người sẽ phải chết madana bình thản hỏi người sẽ chủ động tìm hắn sao không ta đi tôi luyện chính mình thiên đạc đáp nếu hắn đến cửu tinh đảo nơi đó sẽ sớm trở nên hỗn loạn dục vọng sát lục của hắn nặng hơn bất cứ ai ta đi tôi luyện chính mình làm chính mình cường gậy hơn madana ta sẽ không thua ngươi gã đi rồi madana cũng không thèm để ý tiếp tục xem tư liệu lẩm bẩm cửu tinh đảo chín lối vào cửu giới đúng là rất có khả năng vô địch không đến đây tránh khiến cho cửu giới bất mãn là một địa điểm rất tốt gã gật đầu xem như đồng ý với phán đoán của thiên đạc khả năng tô vũ đến đấy là rất lớn madana bật cười lần này không có nhiều người tới đều là một đám đồ cổ không thú vị chiến vô song huyền vô cực minh nguyệt các ngươi tới mới vui lần này tô vũ chỉ giết được một đám thấp yếu có gì vui chứ không có cường giả thiên bảng nào chết vậy thì có gì thú vị madana cười cười lấy ra truyền âm phủ cũng không biết có nhận được hay không thôi kệ đã nhanh chóng phát tin tức ra rồi cầm lấy liệt thiên bảng viết xuống thay ta báo cho mọi người thiên bảng ta muốn đi cửu tinh đảo có khả năng tô vũ cũng đến đó đi xem náo nhiệt nào liệt thiên các nhanh chóng đáp lại tin tức chắn chắn suy đoán mà thôi liệt thiên các tự tra xét đi madana lại nói quên mất gọi cả chú hồn rớt xuống địa bảng cùng với tần phóng của nhân tộc người nhiều mới vui nhất mạch của diệp bá thiên chú hồn thiên uyên nhất tộc là tử địch chú hồn mà không đến đó thì còn có nghĩa lý gì được liệt thiên các trả lời tin tức thông qua điểm bảng nhanh chóng truyền cho các thiên tài mà giờ phút này tô vũ còn không biết hắn mới vừa quyết định xong kết quả người ta đã đến đó ngồi canh trước bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube di các phim suy nghĩ của thiên tài rất giống nhau nơi nào hỗn loạn nơi nào có nhiều thiên tài tranh phong vậy thì đến đó mặc kệ tô vũ có đi hay không chờ bên kia loạn lên tô vũ cũng sẽ đến không đến cũng không được bởi vì thiên tài đều ở đó không cần ép ngươi đi chỉ phần dụ dỗ là được tin tức này mới vừa truyền lưu đã có rất nhiều cường giả nhanh chân chạy tới cửu tinh đảo tô vũ không biết hắn mới có ý nghĩ mà thôi nhưng người ta đã giúp hắn chuẩn bị sẵn trận địa rồi giờ khác này đám thiên tài thiên bảng chưa từng lộ diện cũng sôi nổi chạy đến bên kia người khác sợ tô vũ bọn họ không sợ đánh chết thiên tài thiên bảng mới là mục tiêu của bọn họ ở vân tiêu cổ thành hai ngày tô vũ quyết định rời đi chế tạo một hồi huyết án ở đây không có tác dụng gì huống chi trong thành còn có một vị đại năng nhật nguyệt cừu trọng ai biết vị này có giống vị ở thiên diệt cổ thành bên kia hay không thiên hà không thích nhúng tay vị thanh ngọc thành chủ này thì khó nói hơn nữa vân tiêu cổ thành không có nhiều cường giả giết cũng chẳng được lợi gì nhiều giết cho có thì chẳng để làm gì muốn giết thì phải giết tinh anh hoặc chủng tộc như phá sơn ngưu có thể cung cấp nhiều tinh huyết cho mình giết người tại đây thì chỉ có lợi cho tử linh mà thôi trước khi bóng đêm buông xuống tô vũ rời cổ thành đứng ở trước cửa hắn quay đầu nhìn lại phía nội thành có chút tiếc nuối hắn biết đúc tượng đá sẽ được lợi nhưng lần này không gặp được thật sự là đáng tiếc ta sẽ quay lại Tô Vũ âm thầm hạ quyết tâm, tới đây mà tay trắng rời đi, còn phí không ít tài nguyên mua sắm tình báo, quá lỗ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở về. Giờ khắc này, trong cổ thành, tượng đá mở mắt như cảm nhận được gì đó, yên lặng chăm chú nhìn ôn thần kia rời đi, nhân tộc vẫn luôn như vậy, thời kỳ thượng cổ bá đạo, hiện giờ đã suy sụp mà vẫn bá đạo như thế, gia hỏa này gây chuyện ở thiên diệt thành còn chưa đủ, hiện tại rời đi vậy mà còn không cam lòng, có điều thực lực hắn tiến bộ không ít, nữ tượng đá yên lặng nhìn, hắn đã tiến bộ rất lớn, dù nhân tộc suy sụp, nhưng vẫn chưa bao giờ thiếu thiên tài tô vũ không biết tình hình vạn tộc hiện giờ như thế nào hắn chỉ đang đi theo lộ tuyến mình đặt ra xuất phát đến cửu tinh đảo vân tiêu cổ thành cách tinh thần hải khoảng hai nghìn dặm và tinh thần hải rồi mà muốn đến cửu tinh đảo thì còn rất xa khoảng cách giữa các hòn đảo ở tinh thần hải đều rất xa xôi dựa theo bản đồ cửu tinh đảo cách bờ biển vạn dặm lộ trình tổng cộng hơn vạn dặm có lẽ trên đường sẽ gặp hung hiểm không nhỏ ít nhất phải mất một tuần mới đến ra khỏi vân tiêu cổ thành đi về phía tây khoảng cách với đồng liệt cốc càng ngày càng xa Tô Vũ không lưu luyến quá nhiều, người đáng giá để hắn lưu luyến ở nhân tộc không nhiều lắm, cũng không biết Liễu lão sư thế nào, hình như ông đã về nhân cảnh, không biết có gặp phiền toái gì hay không, còn có phụ thân của mình, Tô Vũ biết, chắc chắn lúc này đã có người theo dõi cha hắn, nhưng hiện tại y vẫn là quân nhân, là người của trấn ma quân đại hạ phủ, nếu vô địch nhân tộc dám giao quân nhân cho vạn tộc xử lý, lão cha còn không phải đa thần văn nhất hệ, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì không thể ở lại nhân cảnh nữa, chạy trốn tới đâu cũng như nhau, hơn nữa vô địch cũng không ngốc nếu dám giao tô long ra vậy quân tâm nhân tộc sẽ hoàn toàn tan vỡ sau này khỏi đánh nhau làm gì ít nhất những người như đại tần vương sẽ không làm thế cha sẽ không bị giao ra nhưng phải cẩn thận vạn tộc âm thầm tìm cơ hội đánh chết y hoặc là cướp lấy máu y tô vũ hiểu một chút về những thủ đoạn như vậy ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy mấy người diệt tầm vương dùng mồi giọt máu hồi tường thời gian truy tra hung thủ tóm lại vô địch có nhiều thủ đoạn đáng sợ cho nên thời gian qua dù tô vũ đã che giấu thân phận nhưng vẫn luôn ý thức xử lý tốt tất cả hơi thở tàn lưu tránh bị vô địch theo dõi chiến trường chư Trư thiên vẫn tinh quang lộng lẫy hư không vô tận ánh sao chiếu rọi đại địa mỗi vị nhật nguyệt chết đi đều sẽ gây ra dị tượng sao trời rơi xuống có điều phạm vi phóng xạ dạ không lớn nếu vô địch ngã xuống động tĩnh sẽ lớn vô cùng nhưng tô vũ chưa từng thấy hy vọng chính mình tương lai có thể chế tạo vài lần giờ phút này tô vũ vẫn ngụy trang thành đại hán nhân tộc hắn vô cùng cảnh giác vừa đi vừa tra xét khắp nơi ở hoàn cảnh này ra ngoài một mình thì phải cẩn thận không thì bất luận kẻ nào cũng đều có khả năng lật thuyền ra khỏi vân tiêu cổ thành có thể coi là ra khỏi phạm vi dục hải bình nguyên đi tiếp là một vùng đất hoang vu không có thành trì không có điểm tiếp viện bóng đêm buông xuống nơi hoang dã không phải chỉ có mình tô vũ có sinh linh cường đại bay qua có sinh linh cưới yêu thú lao nhanh đi nhưng đều cách nhau rất xa không ai tới gần ai giờ phút này trong không trung một đội ngũ khống chế một phi thuyền lướt qua đầu phi thuyền có mấy thanh niên thiếu nữ đứng đó quan sát mặt đất tiên tộc đúng vậy cách rất xa nhưng tô vũ đã nhận ra là tiên tộc những kẻ này trông đều rất trẻ tiên tộc đều mang theo vẻ tiên khí trên thực tế tô vũ cảm thấy vẻ ngoài tiên khí phiêu phiêu kia của bọn họ có khả năng là nhờ mở ra thông thiên khiếu mỗi ngày pẹt pẹt vít vít vịt vịt không ngừng làm cho tiên khí phiêu phiêu tiên khí vờn quanh cái gọi là tiên khí chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi trong ngọc cảm ứng của hắn xuất hiện tổng cộng 16 điểm sáng không ít chút nào thực lực cũng không yếu ba vị sơn hải sáu vị lăng vân bảy tên còn lại là đằng không cảnh tại đây muốn thâm nhập chiến trường chư thiên đằng không thật sự chỉ là khởi bước trên thiên thuyền đám người quan sát mặt đất cũng nhìn thấy tô vũ nhân tộc đằng không cảnh thực lực không tệ lắm hình như là đằng không đỉnh phong trên thuyền đám thanh niên nam nữ thảo luận lộ vẻ coi thường coi khinh ở đây dù đằng không có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là đằng không có người cười nói không tệ lắm giá một mình di chuyển ở dưới vực có lẽ thực lực không yếu nhìn dáng vẻ thì là chiến giả không phải người đại tần phủ thì là đại hạ phủ rất dễ đoán trong nhân tộc chiến giả đằng không cảnh dám chạy đến đây thì chỉ có chiến giả đại hạ phủ và đại tần phủ mà cũng có khả năng là đội kền kền của nhân tộc gia hòa không muốn sinh tồn trên chiến trường chư thiên các ngươi đoán xem hắn có biết tô vũ không nhắc tới tô vũ có người cảm khái cử huyền đã chết tô vũ kia lá gan thật lớn nghe nói huyền hách tiên vương nói năng cẩn thận phía sau có lão giả sơn hải khẽ quát một tiếng ngăn bọn họ thảo luận về tiên vương rồi lại có hộ đạo giả mở miệng ra cửa nhất định phải cẩn thận đừng tùy tiện chọc phải cường địch kể cả nhân tộc phía dưới ngươi cảm thấy đó là đằng không nhưng chưa chắc hắn đã là đằng không mà dù chỉ là đằng không thì cũng không có nghĩa hắn là kẻ yếu tô vũ chỉ là lăng vân liễu văn ngạn cũng mới vừa vào lăng vân lão giả giáo huấn trong các ngươi có người mới tới chư thiên chiến trường có người đã ở đây mài rũa nhiều năm nhưng phần lớn đều chỉ mới ra khỏi chiến khu bắc bộ lần đầu tiên tiên tộc chiếm cứ phương bắc thần tộc chiếm cứ chiến khu tây bộ đối diện nhân tộc ma tộc ở chiến khu nam bộ vân tiêu cổ thành khá gần phía bắc tiên tộc đi tinh thần hải đều đi đường này thái độ bọn họ lập tức nghiêm túc hẳn lên đúng như lời lão nhân nói dù có người đã tới chiến trường Chư Thiên từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ ra khỏi địa bàn tiên tộc. Tinh Thần Hải ở trung ương chiến trường Chư Thiên, địa bàn rộng lớn kinh người. Cái gọi là chiến khu tứ bộ kỳ thật chỉ là bên ngoài Tinh Thần Hải, nhưng Tinh Thần Hải không ảnh hưởng đến đại chiến của các tộc, bởi vì Tinh Thần Hải ở trên không. Đúng vậy, ở trên không trung, Tinh Thần Hải lơ lửng giống như biển sao trời, cho nên mới được mệnh danh là Tinh Thần Hải, là một nơi rất đặc thù. Phía dưới Tinh Thần Hải là đại lục, một khối đại lục có diện tích rộng lớn vô biên, được xưng là đại lục đáy biển đại lục này mới là chiến trường chính cho vạn tộc chinh chiến khu vực như đông liệt cốc chỉ là khu vực phòng thủ chỉ tiến hành đại chiến quy mô nhỏ tác chiến quy mô lớn thường xảy ra ở đại lục đáy biển có thể cho quân đội tứ bộ và cả cường giả thuận lợi đi đến trên thiên thuyền mọi người sôi nổi đàm luận ở phía dưới tô vũ cố gắng thay đổi lộ tuyến cho nó hơi chết đi tránh trường hợp bị bọn họ bay phía trên theo cả đường nhưng đúng lúc này trên thiên thuyền có người hét lớn hỏi nhân tộc bên dưới người đến từ phủ nào tô vũ ngẩng đầu cảm thấy nghi hoặc rảnh quá nên muốn gây sự à, muốn chiến một trận không? Được, ba vị Sơn Hải, có kẻ là Sơn Hải đỉnh phong, không dễ chọc, nhưng Tô Vũ không quá sợ hãi, nghe thanh âm hư vô mở mịt kia, hắn cảnh giác đáp, đến từ đại hạ phủ, quả nhiên, tiên tộc đặt câu hỏi gật đầu, y cười cười, có vẻ là vừa lòng với phán đoán của mình, vừa rồi mấy người đang thảo luận xem rốt cuộc nhân tộc bên dưới đến từ phủ nào, y nói là đại hạ phủ, có người nói là đại tần phủ, hiển nhiên là y đã đoán đúng, người muốn tới tinh thần hải sao, tiên tộc kia lại dò hỏi, tô vũ đành phải trả lời đúng vậy đi thu thập ít đồ muốn đồng hành không thanh niên tiên tộc đề nghị có thể mang ngươi theo tránh cho ngươi đi một mình khu ngoại ô này không an toàn ngươi không cần lo lắng ta chỉ muốn hỏi ngươi ít chuyện về nhân tộc nhân tiên liên minh còn có minh ước tô vũ cảnh giác trầm giọng đáp không dám làm phiền mấy vị tiên nhân thanh niên kia cười nhạt không có việc gì nhân tộc cự tuyệt lời mời của tiên tộc là hành động không hữu hảo ngươi cảm thấy thế nào thanh niên dứt lời phía sau hộ đạo giả trong khoang thuyền truyền âm cảnh cáo đừng gây chuyện lần này chúng ta đến cửu tinh đảo là để kiến thức thiên tài các tộc đừng lãng phí thời gian với nhân tộc bên dưới yên tâm ta chỉ muốn hiểu biết thêm về nhân tộc chúng ta hiểu biết quá ít về bọn họ không ít người đời trước đã đi nhân cảnh còn chúng ta thì chưa từng đến ba vị hộ đạo giả sơn hải không cản nữa dùng ý chí lực tra xét tô vũ một phen bọn họ vẫn phải cẩn thận một chút gần đây che giấu thực lực đang là việc thịnh hành Nhân tộc còn mới xuất hiện một kẻ tên là Tô Vũ, nếu không có việc gì thì tốt nhất không nên lại gần nhân tộc. Đạo Vương đã truyền tiên lệnh, sắp tới phải cẩn thận tra xét độc hành giả nhân tộc, xem xem có phải là Tô Vũ ngụy trang hay không. Bọn họ còn không biết Tô Vũ có thể ngụy trang thành dị tộc, nhưng Tô Vũ có một thần văn có thể thay hình đổi dạng, ngụy trang chính mình thành những nhân tộc khác, vì vậy vẫn nên cảnh giác nhân tộc thì hơn. Tô Vũ cạn lời, mẹ các ngươi, sao cứ thích mời ta thế? Tiên tộc đều vậy à? Đạo Thành và Cửu Huyền lúc trước cũng bày ra thái độ mời khách này mời tô vũ đến tiên giới giờ thì hay rồi cửu huyền đã chết đạo thành thì tuyên bố trước sau gì cũng tự tay giết chết tô vũ tiên tộc các ngươi thật là hiếu khách nhiều kẻ vừa mới chết như vậy giờ lại muốn mời ta lên đó ba vị sơn hải một vị là sơn hải đỉnh phong một vị là sơn hải thất trọng một vị là sơn hải lục trọng không yếu có thể nói là rất mạnh ba vị sơn hải hộ đạo nói như vậy đám tiên tộc trẻ tuổi kia đều có bối cảnh hậu trường có điều không quá mạnh có lẽ là gia tộc nhật nguyệt lần đầu tiên xa nhà nếu thường xuyên ra ngoài Hộ đạo giả sẽ không đi theo. Các tộc đều hiểu đóa hoa trong nhà ấm là kẻ vô dụng, cho nên những người như đạo thành và madana sẽ không có hộ đạo giả. đương nhiên bọn họ đều có thủ đoạn bảo mệnh cường đại, nếu tới đường cùng có thể triệu hoán vô địch. Bất quá vô địch có tới hay không thì khó nói. Có hộ đạo giả đi theo, nếu không phải là lần đầu tiên ra ngoài thì chính là nhị đại ăn chơi chắc táng. Tô Vũ phán đoán một chút, nhiều thanh niên nam nữ như vậy, khả năng là đám ăn chơi chắc táng không lớn, thực lực cũng tạm tạm, có lẽ là lần đầu tiên xa nhà. Tô Vũ cảm thụ động tính bốn phương rồi hắn mở miệng vậy làm phiền chư vị tiên nhân hắn lộ vẻ không hề tình nguyện trên thiên thuyền thanh niên kia hài lòng vung tay lên một thanh trường kiếm bay về phía tô vũ ánh mắt tô vũ khẽ động nhanh chóng lùi lại có điều thanh kiếm lớn kia vẫn lơ lửng ở trước mặt hắn thanh niên tiên tộc bên trên nói đi lên đi tô vũ lộ vẻ kinh ngạc cảm thán đạp lên kiếm trong lòng thầm mắng ngu ngốc dùng cái tiên kiếm huyền dai mà làm như thiên binh vậy cho rằng ta là kẻ chưa trải đời chắc phi kiếm chở hắn nhanh chóng bay lên trên phi thuyền ba vị sơn hải lại tra xét hắn lần nữa không tra xét sâu chỉ phán đoán cơ bản không thấy có gì nguy hiểm hoặc thực lực đối phương là thật hoặc là đối phương cường đại hơn xa bọn họ ba vị sơn hải không nói gì nếu cường đại hơn bọn họ vậy thì không cần tra xét vấn đề không lớn sau đó tô vũ lên phi thuyền diện tích không nhỏ bong tàu rất rộng trung gian là khoang thuyền hẳn là để nghỉ ngơi trong đó giờ phút này đám thanh niên tiên tộc đều ở trên bong tàu ở đây còn có một bộ bàn ghế nhìn bọn họ rất nhàn nhã tựa như chỉ đang đi chơi Tô Vũ trông thấy cốc trà trên bàn còn đang tản ra nhiệt khí và cả ít mùi rượu, đám tiên tộc này có lẽ vừa uống trà, uống rượu vừa nói chuyện phiếm, thật biết hưởng thụ, 13 thanh niên nam nữ, 6 lăng vân, 7 đằng không, lăng vân sơ kỳ chiếm đa số, một vị trung kỳ, một vị hậu kỳ, Tô Vũ cảm thấy, nếu không phải là đỉnh cấp cường giả như Madana, vậy hắn chỉ cần một búa là có thể gõ chết toàn bộ đám tiên tộc ở đây, bái kiến chư vị tiên nhân, Tô Vũ chắp tay, thanh niên tiên tộc mời hắn lên ban nãy chủ động bắt chuyện, không tự giới thiệu một chút thư nhân tộc, đại hạ phủ, trịnh vân kỳ, trịnh vân kỳ, thanh niên kia suy tư, cường giả họ trịnh nổi tiếng nhất đại hạ phủ hẳn là trịnh bình phủ trưởng của đại hạ chiến tranh học phủ, ngươi quen trịnh phủ trưởng không? Tô Vũ bình tĩnh đáp, có quen, nhưng chỉ từng gặp một lần, ta xem như dòng nhánh bên trịnh gia, hàng cháu của trịnh phủ trưởng, cùng thế hệ với cháu trai trịnh vân huy của trịnh phủ trưởng, Tô Vũ lại nói, chư vị tiên nhân, có gì muốn hỏi, vân kỳ biết gì thì sẽ nói hết, nhân tiên liên minh, trịnh mỗ không dám coi loa, thức thời đấy, thanh niên mỉm cười, phất tay nói, ngồi xuống nói chuyện đi, đừng khẩn trương, chúng ta không có ác ý, nếu có lòng xấu xa, một đằng không như ngươi dù cảnh giác như thế cũng vô dụng, dứt lời, y tự giới thiệu, ta là Vân Thăng, Vân Tiên Quân, Tô vũ khách sáo đáp, Vân Thăng nhắc nhở, ngồi xuống đi, không dám. Ngồi xuống, Vân Thăng bình thản lặp lại, tô vũ ngại ngùng nghe theo, đám người Vân Thăng cũng ngồi xuống phía đối diện, một đám tiên tộc đồng loạt nhìn về phía tô vũ, một thiếu nữ thoạt nhìn không lớn lắm tươi cười mở miệng, nhân tộc, ngươi muốn đến chỗ nào trong tinh thần hải tô vũ trả lời thiên hà đảo ta muốn đi thu thập địa hải thần kim địa hải thần kim có giá trị rất cao thiên hà đảo cách lối vào tinh thần hải không xa độ nguy hiểm không lớn thiên hà đảo vân thăng ngẫm nghĩ khẽ cười đích xác thiên hà đảo thừa thãi địa hải thần kim nhưng hiện tại thiên hà đảo chưa chắc đã an toàn chỗ đó cách cửu tinh đảo chỉ hơn năm nghìn dặm tô vũ vội nói không sao quanh cửu tinh đảo cũng không có gì nguy hiểm ta đã tra xét rồi thiên vực liên minh trên cửu tinh đảo vẫn luôn duy trì trật tự bốn phía chỉ cần không quấy rối thì sẽ không gặp nguy hiểm vân thăng bật cười những người khác cũng vậy vô tri đó là tin tức trước đây bọn họ thấy tô vũ một thân một mình thân phận địa vị cũng không cao không biết tình huống hiện tại cũng là điều dễ hiểu hiện tại vụ cận cửu tinh đảo không còn an toàn nữa rất nhiều thiên tài đang chạy đến đó nơi có càng nhiều thiên tài thì càng nguy hiểm đây là định luật bất biến vân thăng lười nhiều lời y hỏi người biết tô vũ đại hạ phủ không tô vũ tô vũ cảnh giác trong mắt lộ vẻ giật mình vân thăng đạm nhiên nói có sao đâu biết thì thế nào ta còn quen đạo thành đây chẳng lẽ vì người quen biết mà giận chó đánh mèo ư huống chi chúng ta cũng không thân thiết với cử huyền và đạo thành tô vũ thở hát ra cẩn thận trả lời không tính là quen biết nhưng đã gặp rồi khi hắn còn học tập ở đại hạ văn minh học phủ ta từng đến đó một chuyến nhìn thấy một lần lúc ấy hắn chỉ là thiên quân không nghĩ tới ai ra một tiếng thở dài cảm khái kèm theo chút kiêu ngạo lại mang theo một chút bi ai đáng tiếc sau này hắn tới đại minh phủ quan hệ với đại hạ phủ cũng dần xa cách hiện giờ còn ở trên chiến trường chư thiên giết chóc tứ phương không biết vô địch nhân tộc có dẫn hắn trở về hay không chắc chắn sẽ không trở về vân thăng khẳng định cái này mà còn phải hỏi sao hắn sẽ không về nhân cảnh vân thăng lại nói có tin đồn tô vũ có di tích của vô địch nhân tộc người biết không tô vũ lung túng có nghe đồn nhưng ta chỉ là nhân vật nhỏ là thật hay giả thì không ai biết việc này chắc chỉ có cao tầng may ra mới nắm rõ hắn lại bổ sung vân tiên quân ta không biết gì về việc này, ngài hỏi thì ta cũng không trả lời được, chỉ vì hai tầm nhân tiên là minh hữu, nếu không, ta đã không lên thuyền của đại nhân rồi. Vân Thăng không quá để ý, có một nam từ trẻ tuổi khác hỏi, nghe nói nhân cảnh không có lực áp chế, thật không? Tô Vũ gật đầu, đúng, một vài yêu tộc ở nhân cảnh có thể phát huy toàn bộ thực lực, điều này vạn giới đều biết. Ngươi từng gặp phủ chủ đại hạ phủ chưa? Tô Vũ lắc đầu, ta chỉ thấy trên tivi thôi, phủ chủ đại nhân thường xuyên chủ trì một vài hoạt động chém đầu, sự quyết vạn tộc giáo hoạt động ở nhân cảnh, mỗi lần bắt giữ được đại lượng giáo đồ, phủ chủ đại nhân đều sẽ tự mình chủ trì chém giết, nghe vậy, những người trẻ tuổi xung quanh đều cảm thấy hứng thú, kẻ cuồng sát, huyết đồ vương quả nhiên danh bất hư truyền, có tiểu tiên nữ hỏi, huyết đồ vương tàn nhẫn lắm à, bộ dáng y hung tàn không? Tô Vũ không vui đáp, sao có thể, phủ chủ đại nhân anh minh thần võ, sao lại nói là hung tàn, sắc mặt hắn khó coi, vẻ mặt không vui rõ rệt, mọi người không nói gì, bọn họ từng nghe nói, Hạ Long võ chính là lãnh tụ tinh thần của đại hạ phủ tô vũ phản bác cũng là bình thường quả nhiên người đại hạ phủ đều thực hung hăng một đằng không ngồi giữa đám cường giả mà còn dám nổi giận người đại hạ phủ đều là sát phôi lời đồ này xem ra không sai đám tiên tộc tựa như phát hiện đại lục mới cảm thấy rất hứng thú với nhân cảnh liên tục đặt câu hỏi cho tô vũ ta nghe nói thiên vũ tiên vương có hậu duệ đến đại hạ văn minh học phủ học tập thậm chí chuẩn bị liên hôn với hạ gia người đã gặp thái tử hạ gia chưa gặp rồi tô vũ lại gật đầu hạ hồ viêu điện hạ cũng rất anh minh thần võ hắn trái lương tâm khen một câu tô vũ âm thầm phun tào hạ Hồ vưu chuẩn bị cưới tiểu tiên nữ đó thật à cẩn thận ngày ngày nàng ta đánh giám cho người người hậu duệ tiên vương thân phận không thấp lần trước tô vũ đã từng gặp nhưng không quá để ý lần trước hắn ở đại hạ văn minh học phủ đám cường tộc đều đưa thiên tài tới học phủ hắn đã nhìn thoáng qua cũng từng nhìn thấy tiểu tiên nữ kia thực lực bình thường nhan sắc cũng không có gì nổi trội thiên vũ tiên vương không biết là thật sự muốn giao hảo với nhân tộc hay là có âm mưu sâu xa gì ngay cả hậu nhân dòng chính mà cũng phải đến nhân cảnh. Tô Vũ không ngừng trả lời những vấn đề của đám tiên tộc này, đều là một ít tin tức đơn giản, có vẻ bọn họ đã có một chút hiểu biết về nhân tộc, nhưng có cái không khớp, có lẽ hắn là nhân tộc đầu tiên mà bọn họ gặp được, mà trong quá trình nói chuyện, bọn họ cũng tiết lộ vài thứ về chính mình, không nói quá kỹ, nhưng Tô Vũ cũng nghe ra một ít sự tình cơ bản, bọn họ dùng ngôn ngữ tiên tộc nói chuyện phiếm, Tô Vũ có thể nghe hiểu, 13 vị này đều đến từ cùng một thế lực dưới chướng một tiên vương, có kẻ là hậu duệ Nhật Nguyệt, cũng có hậu duệ Sơn Hải không phải cùng một nhà, nhưng cùng một thế lực, đến từ một nơi tên là Thiên Toàn Đạo Quán, cơ cấu tương tự học phủ. Thiên Toàn Đạo Quán, Tô Vũ không biết, hắn không hiểu biết nhiều về tiên tộc, cũng như bọn họ không hiểu nhiều về nhân tộc, trừ phi được dạy dỗ từ nhỏ, nếu không, mọi người chỉ cần nắm giữ tri thức bổn dưới là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, có vài lần bọn họ đề cập đến Thiên Toàn Tiên Vương, có lẽ bọn họ thuộc phạm vi thế lực của vị tiên vương nọ. Thế lực tiên tộc và nhân tộc phân chia khá giống nhau, đều là tiên vương thống lĩnh một vực, nhưng cũng có điểm khác nhân tộc, Tiên tộc có một vị bán hoàng, đương nhiên đây là xưng hô của nhân tộc, đối phương thì trực tiếp xưng là Tiên hoàng, Tiên hoàng trưởng quản Tiên đình, thống ngự tiên giới, bình thường tiên vương là cao nhất, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì phải nghe lệnh Tiên hoàng. Nhưng Tiên hoàng tiên tộc đã nhiều năm không xuất hiện, những người này chỉ đơn giản đề cập vài câu, đều là một vài tin tức công khai, bọn họ không ngốc đến mức đàm luận bí mật trước mặt Tô Vũ, nhưng vài lần đề cập đến Cửu Tinh đảo lại làm cho Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Những người này cũng tới Cửu Tinh đảo ư? Cửu Tinh đảo được hoan nghênh như vậy sao? hắn không hiểu nhưng cũng không nhiều lời đi cửu tinh đảo cũng là bình thường có lẽ vì tinh vũ phủ đệ sắp mở ra có không ít kỳ ngộ nên những người này mới tới tìm vận may phi thuyền có tốc độ rất nhanh hơn hai nghìn dặm ngồi phi thuyền không lâu lắm thì đã đến tinh thần hài khi còn chưa đến nơi tô vũ đã nhìn thấy cảnh tượng chấn động phía trước nơi xa muôn vàn sao trời chiếu rọi tứ phương trong không trung như có vô số sao trời điểm xuyết chiếu rọi hư không cách mấy trăm dặm mà hắn đã có thể nghe được tiếng sóng biển âm mỹ hải dương không hải dương trên không hải dương mênh mông vô bờ lơ lửng giữa không trung đã sắp tới tinh thần hải diệu thần rồi tô vũ giả vờ chấn định những tiên tộc kia thì có không ít kẻ chưa từng thấy tinh thần hải giờ phút này kinh hô ra mặt tinh thần hải thật sự là hải dương huyền phù trong không trung kia vân Thang ca có thể nhìn thấy đáy biển ở dưới không vân Thang cười đáp không thể phía dưới là đại lục đáy biển ngươi ngẩng đầu xem chỉ có thể nhìn thấy sao trời không nhìn thấy hải dương tựa như hải dương không tồn tại nơi này rất thần kỳ không thể tiến vào hải dương từ phía dưới chỉ có thể đi vào từ bốn phía thần kỳ như vậy ư ừ. đã có ai thử lèn vào từ đáy biển chưa đục lỗ đáy biển tiến vào đại lục đáy biển ấy chưa từng lặn xuống đáy biển có khả năng tiến vào tiểu giới khác sẽ không tiến vào đại lục đáy biển quá thần kỳ đẹp quá cảnh tượng trước mắt quả thực rất đẹp hải dương vô biên vô hạn huyền phù trong không trung sao trời điểm xuyết giống như sao trời trôi trong hải dương ánh sao lấp lánh đẹp không sao tả xiết nhưng ở khoang thuyền phía sau có hộ đạo già trầm giọng nói ẩn dưới sự mỹ lệ thường là nguy cơ ở tinh thần hải phải cẩn thận trong hải dương có rất nhiều yêu tộc ẩn núp, cũng có rất nhiều long tộc ở đây, long tộc rất bá đạo, dù chúng ta đến từ tiên tộc, nếu gặp phải long tộc thì bọn chúng cũng sẽ hạ độc thủ, tinh thần hải còn có rất nhiều loại nguy cơ khác, tóm lại phải hết sức cảnh giác, không thể chủ quan. Hộ đạo giả không ngừng nhắc nhở đám tiên tộc trẻ tuổi, lúc này, Vân Thăng nói, đã đến tinh thần hải, đường đến thiên hà đảo khác đường đến cửu tinh đảo, Trịnh huynh, chúng ta không thể đưa ngươi đi xa hơn được nữa rồi, làm phiền chư vị, Tô Vũ nói lời cảm tạ, ý ngươi là ta nhanh cút đi chứ gì, cũng được ta còn muốn đi sớm đây, đi theo các người ta không tiện đến cửu tinh tảo. Nếu không có ba vị Sơn Hải ở đây, đám tiểu tiên nữ tiểu tiên quân các người đã bị ta gõ chết rồi. Ba vị Sơn Hải có chút phiền phức, đặc biệt là Sơn Hải đỉnh phong thì càng khó chơi hơn. Tô Vũ tự xuống phi thuyền, giờ phút này cũng chính thức đến tinh thần Hải. Hải Dương huyền phu trên không trung cực kỳ đồ sộ, Tô Vũ cảm thấy rất chấn động. Hải Dương lớn như vậy, làm cách nào để huyền phù trong không trung? Hình như phía dưới không có gì nâng đỡ. Tô Vũ chấn động, cũng có vài phần kích động. Tinh thần Hải ở đây nơi nổi tiếng nhất chính là tinh vũ phủ đệ tinh vũ phủ đệ đã sắp mở ra dựa theo tính toán hẳn là sang năm nhưng các tộc đều đã lựa chọn người tiến vào tinh thần hài thích ứng hoàn cảnh trước sau đó chuẩn bị tiến vào tinh vũ phủ đệ thám hiểm không biết khi nào đại minh phủ đại hạ phủ sẽ chọn người lúc trước nói cuối năm sẽ lựa chọn sau đó sẽ dẫn người tới thích ứng hoàn cảnh tô vũ không rõ tinh vũ phủ đệ có cơ duyên gì hắn chỉ biết nơi này có thiên hà cát là một thứ tốt có thể giúp tinh luyện ý chí lực nếu không có thiên hà cát thì không thể mở ra thức hải bí cảnh của đại hạ phủ, hơn nữa, ý chí lực cũng không thuần, có thiên hà cát, vậy thức hải bí cảnh chính là thiên đường của Văn Minh sư, hắn nhìn đám vân thăng rời đi, không vội vã tiến vào tinh thần hải, phải quan sát đã rồi nói, thật đồ sộ, nhân cảnh cũng có tam đại hải vực, tuy hắn chưa từng đến, nhưng Tô Vũ cảm thấy dù hải vực nhân cảnh đồ sộ thế nào thì cũng không bằng hải dương huyền phù trong hư không này, chiến trường chư thiên thật là thần kỳ, Tô Vũ cảm khái, hắn bắt đầu bay lên, muốn tiến vào hải dương thì phải bay lên vô cùng kỳ lạ bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube gì các phim phía trước nước biển lơ lửng vậy mà không rơi xuống là một cảnh tượng đủ sức làm choáng ngợp bất kỳ ai lần đầu trông thấy tô vũ bay cao hơn vạn mét mới lên đến mặt biển giờ phút này hắn mới chính thức thấy rõ diện mạo tinh thần hài trên hải dương sao trời như chìm trong nước biển đẹp không sao tả xiết bốn phía thực an tĩnh giờ phút này trừ phi thuyền của đám vân thăng còn bay ở phía trước thì không còn ai khác quá đẹp tô vũ vừa định rời đi đột nhiên có một đầu yêu thú to lớn nhảy ra từ trong biển tấn công phi thuyền, một đạo kiếm quang bắn ra, trên phi thuyền, cường giả tiên tộc ra tay, một kích chém yêu thú, làm nó ngã xuống biển, lúc này, một tiếng chim kêu vang lên, ngay sau đó, một con chim khổng lồ bay đến, tiếng kêu bén nhọn, lao đến tấn công phi thuyền, phanh một tiếng, phi thuyền bị mổ ra một cái lỗ lớn, tiếng ầm vang không ngừng, đại chiến bùng nổ trong nháy mắt, phi thuyền đã bị tổn hại, ba vị sơn hải nhanh chóng bắt lấy những người khác bay lên, lao vào sâu trong hải dương, Tô Vũ trợn mắt há hốc mồm, mẹ nó nguy hiểm quá vừa đến đã gặp hai đại yêu sơn hải đám tiên tộc đó xui xẻo thật tô vũ thấy bọn họ bỏ qua mình thì nhanh chóng bay đi hắn sờ sờ lên lồng ngực trái tim nhỏ đập bùm bùm rất kích thích yêu tộc nhiều như vậy ta mà giết mấy con chắc không ai để ý đâu nhỉ tô vũ liếm môi mỉm cười một nơi quá tốt ngay sau đó hắn nhanh chóng chui vào trong biển hóa thành dòng nước biến mất ta là thủy tộc hải dương là địa bàn của ta có lẽ ở đây cũng có thủy tộc tồn tại nơi này rất thích hợp cho thủy tộc sinh tồn không lâu sau khi Tô Vũ chui vào trong Hải Dương, một thổ dân xuất hiện ở phục cận, nhìn khắp nơi xung quanh, sau đó bên ngoài có thể xuất hiện dòng nước, ngay sau đó, thổ dân cũng hóa thành thủy nhân, hòa vào trong Hải Dương. Ai nói thổ tộc tới đây thì vô dụng, sai rồi, phù thổ linh vào nước, cửu tinh đảo, ta tới đây. Một lúc sau, lại có vài người đến đây, có kẻ vào nước, có kẻ bay lên, đều hướng đến cửu tinh đảo, nhiều cuộc chiến đấu bùng nổ, mãi đến khi có hai cự long bay tới, yêu tộc trong biển mới nhao nhao tránh lui, không công kích long tộc tại tinh thần hải long tộc là thế lực mạnh nhất thiên tài bắt đầu tụ tập về đây cùng lúc đó một vài người đeo mặt nạ trắng chính là gia hỏa đến từ liệp thiên các cũng sôi nổi gia nhập không bao lâu sau lại có một tiểu đội tiến vào rất nhiều kẻ tới săn giết thiên tài cũng có rất nhiều người đến truy tra hành tung tô vũ vào biển trong tinh thần hải nguyên khí nồng đậm vừa xuống biển tô vũ đã chịu lực cản thật lớn nước biển nơi đây khác nước biển bình thường còn may nguy hiểm không lớn chỉ là lực cản của nước gia tăng không ít tô vũ lặn xuống hóa thành dòng nước không ngờ bơi lặn cũng gặp chút khó khăn hắn bay cao vạn mét mới đến biển đại lục đáy biển cũng rất cao cho hắn cảm giác tinh thần hải không sâu đến ba nghìn mét tô vũ nhanh chóng lặn xuống một phút hai phút năm phút mười phút tô vũ cảm thấy mình đã lặn xuống ít nhất vạn mét theo lý thuyết thì nên đến đại lục đáy biển phía dưới nhưng hắn vẫn chưa thấy đáy đâu cả nhìn xuống bên dưới giống như vực sâu không đáy nếu tiếp tục đi xuống sẽ có khả năng đi nhầm vào tiểu giới nào đó mơ hồ lắm ư tô vũ tò mò tốt cuộc tinh thần hải là thứ gì chiều sâu không đo được sao nếu xuống tiếp có khả năng gặp lối vào tờ giới bất cứ lúc nào là một nơi rèn luyện thân thể rất tốt tô vũ cảm khái càng đi xuống nguyên khí càng nồng đậm áp lực càng lớn nơi này có hiệu quả rèn luyện thân thể không tồi hô hấp pháp vận chuyển hắn hấp thu rất nhiều nguyên khí sau đó tô vũ hóa thành dòng nước rời đi trong ngọc cảm ứng một điểm sáng sơn hải nhanh chóng lại gần hắn tô vũ không muốn vừa tới đã đối đầu cường giả sơn hải hắn muốn điệu thấp một chút nhưng không thể không nói nơi này không tồi trong nước biển ẩn chứa đại lượng nguyên khí độ tinh khiết rất cao là nơi tu luyện rất tốt tiền đề là gặp phải đại yêu sơn hải mà vẫn có thể sống sót bởi vì nơi này có không ít sơn hải còn có lối vào tiểu giới tô vũ an nghĩ ngợi phía trước một lốc xoáy xuất hiện một thủy tinh cung hiện ra ở đáy nước lớn mật lùi lại trong thủy tinh cung có cường giả gầm lên cường giả phương nào nơi đây là lối vào cự giải giới không được tự tiện xông vào tô vũ nhìn lốc xoáy nhanh chóng trốn chạy má nó ta vừa mới tới chỉ lặn xuống một hồi vậy mà thật sự thấy được lối vào một giới tinh thần hài này quả nhiên kỳ lạ kẻ quát hắn hình như là nhật nguyệt khoảng cách khá xa đại khái phải tới ba bốn dặm ngọc cảm ứng của tô vũ còn chưa cảm ứng được thần văn chữ kiếp cũng chưa vận hành chắc bởi vì đối phương không đổi theo hắn mấu chốt là gần lối vào biên giới như vậy mà không an bài người canh giữ ư tuần tra cũng không có chỉ có cửa giả canh giữ lối vào không hoành tráng gì cả nhìn nhân tộc xem ở lối vào có tới mấy chục vạn đại quân chấn thủ sơn hải nhật nguyệt một đống vô địch còn thường xuất hiện thông đạo nhân tộc rất phô trương không như các tiểu tộc cự giải giới cự giải nhất tộc hình như hắn đã từng nghe nói không nằm trong bách cường chủng tộc như vậy mạnh nhất chỉ có nhật nguyệt cửu trọng tộc yếu đúng là tộc yếu có nhật nguyệt canh giữ lối vào cũng đã là bỏ hết vốn tô vũ nhanh chóng bơi đi trong thủy tinh cung con cua kim sắc lớn lộ ánh mắt cảnh giác cường giả tộc nào vậy nó không tra xét được rõ ràng thủy linh nhất tộc ư nếu không phải nó cảm ứng nhạy bén đặc biệt là đang ở trong hải dương nó cảm nhận được một ít dao động vậy chưa chắc nó đã phát hiện có cường giả ẩn mình lại đây. Ai ra, cự giải thở dài, tiểu tộc thật đáng buồn, đặc biệt là thông đạo ở trong tinh thần hải thì lại càng phiền toái. Ở đây có không ít cường giả, vô địch cũng thường xuyên qua đây, thông đạo cự giải tộc ngay gần bờ tinh thần hải, một vài cường giả vừa tiến vào đã thích chui vào nước nhìn xem, kết quả, nó thường xuyên gặp được cường giả. Nếu không phải cự giải lão tổ có chiến lược nhật nguyệt cửu trọng đỉnh phong, ngay lại ở ngay bên kia thông đạo, có thể lao ra bất cứ lúc nào, còn có thể mượn lực lượng bồn giới, có thể so với vô địch, vậy thì thông đạo này đã bị cường giả đánh vỡ từ lâu rồi cự giả nhật nguyệt thầm thở dài gần đây cường giả lui tới nhiều hơn có vẻ cự giải giới cũng nên sớm tìm chỗ dựa ở lối vào tinh thần hải bên này tiên tộc nhân tộc ma tộc đến nhiều nhất còn thần tộc thường vào tinh thần hải ở phía bên kia nếu lựa chọn vậy chỉ có thể chọn trong ba tộc tiên nhân ma còn long tộc long tộc không đáng tin hơn nữa còn ở trung ương của chiến địa năm đại cường tộc nếu nói tộc nào dễ gặp nguy hiểm nhất thì kỳ thật không phải là nhân tộc nếu ngày nào đó bùng nổ chiến tranh bọn họ hợp tác đánh long tộc cũng là bình thường vừa vặn ở trong tinh thần hải tham dự cuộc chiến đại lục đáy biển tốc độ gia nhập cũng là nhanh nhất không giống mấy đại giới khác phía trước nhân tộc có dục hải bình nguyên ngăn chặn tiên tộc và chủng tộc khác cũng đều có địa phương đặc thù chặn đường đi đến đó sẽ gặp chút khó khăn cự giải suy tư ngay sau đấy trong lòng nó run lên trước cửa thủy tinh cung một thân ảnh hiện lên hơi thở vô cùng cường đại khí huyết sôi trào không che giấu hành tung bạch y tiên khí mái tóc kim sắc đồng tử màu xanh lục người kia xài bước đi bộ trong nước nước biển tàn ra đi đến trước cửa thủy tinh cung kẻ đó không vào chỉ nhẹ giọng hỏi là lãnh địa cự giải tộc ư đúng ngươi là cự giải kim sắc hiện thân nhìn thoáng qua ánh mắt khẽ biến nhanh chóng cúi chào bái kiến vô song đại nhân thanh niên mỉm cười đáp tiền bối là nhật nguyệt ta chỉ là sơn hải sao có thể gọi ta là đại nhân dứt lời y cười nhạt cự giải nhất tộc có lối vào phụ cận thông đạo đông hải gần đây phiền tiền bối giúp ta lưu tâm một chút chủ yếu là theo dõi hành tung một vị thiên tài nhân tộc nếu có tin tức xin hãy kịp thời báo cho ta tuy cường giả cự giải là nhật nguyệt cảnh nhưng lúc này lại cực kỳ kinh sợ vội vàng hỏi đại nhân muốn biết hành tung của tô vũ nhân tộc trong lòng nó kinh sợ cường giả thần tộc mà cũng tới đây à chiến vô song hạng hai thiên bảng không giờ y đã là hạng ba sơn hải bát trọng chiến thắng cường giả nhật nguyệt chiến tích chém giết nhật nguyệt cảnh không phải đánh bại hoặc là giao thủ mà là chân chính giết chết một vị cường giả nhật nguyệt tới nhật nguyệt cảnh dù không mạnh thì cũng không thể quá yếu mà đó còn là chuyện mấy năm trước hiện nay chiến vô song đã mạnh đến mức nào mái tóc vàng của chiến vô song tung bay gật đầu đáp đúng là tô vũ chắc tiền bối cũng biết bộ dáng hắn có lẽ hắn không dám dùng diện mạo nguyên bản tới đây tra xét một chút là được không cần cố ý chú ý nếu gặp phải mong tiền bối hãy liên hệ ta dứt lời một truyền âm phủ bay qua đó chiến vô song khẽ cười tiền bối làm phiền không dám nếu có tin tức ta sẽ kịp thời thông báo đại nhân chiến vô song không nhiều lời y đạp nước lao đi dường như áp lực dòng nước không tồn tại y rời đi để lại cự giải còn đang run rẩy chiến vô song lực áp bách thật cường đại cường giả thiên bằng sơn hải bát trọng quả nhiên cảm giác áp bách còn mạnh hơn cả nhật nguyệt không phải là nó chưa từng gặp nhật nguyệt chính có cũng là nhật nguyệt tam trọng nhưng gặp chiến vô song nó cảm thấy nguy hiểm cảm giác này rất rõ ràng mà cũng không có gì kỳ quái thần tộc còn là nguyên thủy thần tộc hiện giờ là thiên tài xếp hạng cao tốc đầu thiên bảng chắc chắn có không ít thủ đoạn một nhật nguyệt của tiểu tộc như nó chưa chắc đã mạnh bằng chiến vô song dù mạnh hơn nếu chiến kẻ chết cũng chưa chắc là chiến vô song tiễn chiến vô song đi cự giải vừa nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó một tiểu kim long lèn vào trong nước lớn tiếng quát cự giải nhất tộc chú ý hành tung tô vũ có tin tức gì thì phải kịp thời hội báo cho lòng tộc cự giải nhận ra ra hỏa này trong lòng thầm mắng một tiếng có điều nó vẫn đáp vô ưu điện hạ yên tâm nếu gặp được tô vũ chắc chắn ta sẽ bẩm báo long tộc tốt long vôi ưu phá không lao đi ở trong nước nó không có cảm giác khó chịu gì nó là long tộc nước biển sao có thể ảnh hưởng đến nó thật khó sống cự giải chờ tiểu kim long đi rồi mới lộ vẻ bất đắc dĩ một nhân nguyệt như nó ở trong cự giải giới cũng là bá chủ một phương xương vương làm tổ ở đây thì hay rồi chỉ là kẻ trông cửa mấu chốt là cự giải tộc không có sức uy hiếp đám người kia tới cửa mới không kiêng nề gì mà thông chi nó một tiếng các ngươi thử làm thế với mấy đại cường tộc khác xem sao đảm bảo bọn họ trực tiếp đánh chết các ngươi cự giải không phải là chưa từng ra ngoài kiến thức đừng nói là thông đạo mấy đại cường tộc mới vừa bước vào thuộc địa của người ta liền sẽ có cường giả tới đuổi đi không đi thì sẽ xử lý ngươi nhân tộc có thanh áp quân mau chóng xuất hiện địa bàn tiên tộc tiên đình vệ cũng nhanh chóng xuất hiện thần tộc cũng vậy ma tộc thì người ta còn không thèm đuổi mà lập tức phái huyết hỏa ma tộc tới giết ngươi dù sao nó cũng chưa từng nhìn thấy thông đạo của mấy đại cường tộc ở đâu cũng không rõ nhìn lại thủy tinh cung tộc mình thoạt nhìn thì xa hoa trên thực tế ai cũng có thể tới ngồi so với xa hoa thì an toàn quan trọng hơn, có mặt mũi không thì để làm gì. Tô Vũ đương nhiên không biết những chuyện xảy ra trước thông đạo cự giải giới, hiện tại hắn đang cẩn thận tra xét, gặp cường giả thì nhanh chóng tránh đi, cũng không dám tùy tiện xung đột với cường giả chủng tộc khác, ở đây có không ít sinh linh, nếu xảy ra đại chiến, rất dễ bị người khác chú ý đến, hắn không biết chiến vô song của thần tộc đã tới, đó là cường giả Sơn Hải đã giết chết Nhật Nguyệt, chắc chắn Tô Vũ không địch lại được, kể cả Madana cũng không phải là đối thủ của đối phương, cảnh giới người ta cao, sơn hải bắt trọng kẻ chân chính dựa vào thực lực bản thân giết nhật nguyệt cảnh tô vũ tiếp tục bơi trong biển bơi một hồi nhìn chán rồi hắn muốn trồi lên mặt nước có lẽ phía trên kia thú vị hơn tô vũ nhanh chóng bơi lên một lát sau tô vũ thò đầu ra hắn không hóa thành dòng nước nữa mà thay đổi thành sinh vật hình người trên trán mơ hồ lộ ra một cái sừng nhỏ hắn giả làm phá sơn ngưu hóa thành phá sơn ngưu hình người hắn rất quen thuộc với phá sơn ngưu nhất tộc công pháp thiên phú kỹ kể cả lực lượng tinh huyết hương vị hắn đều quen thuộc, trồi lên khỏi mặt nước, Tô Vũ bay lên, giờ phút này, phía trước là biển rộng mênh mang, bốn phía đều như thế, không thấy hòn đảo nào, trong không trung, sao trời điểm xuyết rất đẹp đẽ, gió biển phất qua cũng thực thích ý, nhưng trong cảm giác thoải mái đều cất giấu nguy cơ, Tô Vũ rõ ràng điều này, nơi này rất nguy hiểm, lần đầu tiên hắn tới hải vực nên có chút không quen, ở trong biển khó phân rõ phương hướng, mất khả năng nhận biết tọa độ, dựa vào khả năng xác định phương hướng cường đại thì vẫn tìm ra phương hướng chuẩn xác, hắn tiếp tục bay về phía trước bên này xem như khu vực đông hải bay mãi bay mấy ngàn dặm là đến thiên hà đảo rất dễ tìm thiên hà đảo có hồng quang chiếu rọi cả ngày là một hòn đảo tương đối nổi danh trong khu vực đông hải ong tiếng xé gió vang lên tô vũ nhanh chóng hạ xuống trong chớp mắt liền hạ xuống biển một bóng đỏ lao qua đó là một đại năng nhật nguyệt kẻ kia không để ý tới hắn trực tiếp lết đi tô vũ thầm mắng nhật nguyệt thì ghê gớm lắm à ta đã giết rất nhiều nhật nguyệt vậy mà dám bay qua đỉnh đầu ta thôi được rồi bay đi không so đo với người có thể dễ dàng gặp được nhật nguyệt tại tinh thần hải sao tô vũ cảm thấy hơi ngạc nhiên không đến mức vậy chứ nhật nguyệt chính là đại năng ở tộc nào thì cũng đều là chiến lược đỉnh cấp kẻ canh thông đạo kia không tính nhưng hắn mới đến đây không lâu mà đã gặp nhật nguyệt vậy thì cũng dễ dàng quá rồi mà đó mới chỉ là bắt đầu một lát sau một tiếng ưng hót vang lên một con chim ưng khổng lồ xài cánh dài đến gần trăm mét bay qua trên đỉnh đầu nó có một người đang đứng tô vũ không dám cảm ứng nhưng vừa thấy liền nhận ra đây chắc chắn không phải nhân tộc có điều không biết là sinh vật tộc nào cường hãn vô biên con ưng khổng lồ kia e là đã đạt tới cảnh giới nhật nguyệt sinh vật hình người lại đứng trên đỉnh đầu con ưng quan sát hải vực cũng nhìn thấy tô vũ nhưng lại trực tiếp lơ đi nếu chỉ xét về khí tức thì cường hãn hơn minh hoàng một chút con ưng khổng lồ bay qua đỉnh đầu tô vũ móng vuốt lập loài hàn quang vậy mà có xu thế hạ trảo với tô vũ sinh vật hình người quát khẽ nhanh lên đường một con trâu ghẻ thì có gì mà ngon ưng ừ phát ra tiếng đáp lại con ưng khổng lồ nghe theo ý kiến chủ nhân không hạ xuống nữa nhanh chóng phá không rời đi đúng vậy nó vốn muốn bắt tô vũ để ăn nhưng bị chủ nhân quát thì nó liền từ bỏ tâm tư này mau chóng rời đi tô vũ không khỏi đổ mồ hôi hột cái quỷ gì con ưng khổng lồ kia chắc là nhật nguyệt tam trọng mà cường giả bên trên thì cách tô vũ quá xa ngọc cảm ứng không cảm ứng được đối phương ít nhất cũng là nhật nguyệt thất bắt trọng má nó cường giả không đáng giá tiền sao sao lại thế này hơn nữa hắn cảm giác phương hướng kia không khác mục tiêu của mình chút nào tô vũ phán đoán có lẽ kẻ này không đi thiên hà đảo hướng kia có thể là đi cửu tinh đảo má nguy hiểm thật đấy tô vũ kinh sợ vừa rồi thần văn chữ kiếp chấn động dồn dập một nhật nguyệt cao trọng nơi đây không phải là cổ thành không có nhật nguyệt tử linh quấy nhiễu cường giả như vậy mà phát hiện ra hắn muốn xử lý hắn hắn sẽ trốn không thoát ra ngoài còn phải xem vận khí ư nếu biết vậy ta đã lén quay về nhân cảnh rồi quá nguy hiểm hơn nữa thoạt nhìn còn không phải nhân tộc cường giả dị tộc nhiều như vậy à tô vũ nghĩ đến đây ngay sau đó thần văn chữ kiếp lại nhảy lên tô vũ vội vã trốn chạy không lâu sau một tráng hán dáng người to như quả núi đạp mặt biển đi đến thấy tô vũ trốn mất thì thở dài thật là máu phá sân ngưu nhất tộc có hiệu quả đúc thân trúc cơ không tồi thôi không đổi theo nữa tráng hán kia rất cường tráng tô vũ quay đầu nhìn lại hắn muốn mắng người kia không phải chủng tộc nào xa lạ mà đó là nhân tộc hắn sẽ không nhận nhầm khí tức nhân tộc má nó suýt nữa đã bị cường giả nhân tộc bắt rồi hắn không quen biết đối phương nhìn dáng vẻ thì cũng là nhật nguyệt cảnh thực lực rất mạnh cũng rất rêu dào. y đi trên mặt biển mang theo sóng gió động trời. Sau đó, trong hư không, một cự long bay đến, quát to, tần hạo, ngươi đang làm cái gì? Thì ra người khổng lồ kia vậy mà lại là tần hạo, thúc thúc của tần phóng, nhi tử của đại tần vương, tướng chủ tên phong doanh. Lúc trước tần phóng bị vây khốn, đối phương không tới, giờ phút này y lại tới tinh thần hải. Tần hạo không nói lời nào, cầm trường thương đâm lên trời, một tiếng vang lớn vang lên, cự long trốn chạy, dưới bụng có một vết thương. Tần hạo ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn về phía cự long trốn chạy kia, lạnh nhạt mà nhìn quanh bốn phía, sau đó cười nhạt, tự lẩm bẩm, không muốn làm gì cả, nghe nói hào kiệt vạn giới đều tới cửu tinh đảo nên ta cũng đi góc vui, không muốn để các người quá cô đơn, dứt lời, trường thương đâm vào nước, Quấy tinh thần hải long trời lở đất, sóng biển ngập trời, mấy đại yêu trong biển nhanh chóng trốn chạy, tần hạo tiện tay đâm một thương, đâm chết một con cá lớn kim sắc, trên trường thương xuất hiện ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt, vừa nướng cá, y vừa cười nói, hào kiệt vạn giới đều đến, không có nhân tộc thì chẳng phải chán làm sao, chư vị hẹn gặp lại ở cửu tinh đảo dứt lời y vừa ăn cá vừa quấy sóng biển tốc độ cực nhanh mang theo sóng biển ngập trời tiến về cửu tinh đảo tần hạo giờ phút này tô vũ cảm thấy ngoài ý muốn vị này cũng muốn đến cửu tinh đảo à chuyện gì vậy vì sao mọi người ta gặp đều muốn đi tới đó ta còn chưa đến hiện giờ một đám nhật nguyệt đã chạy tới ta còn đi làm gì tô vũ cạn lời quan sát cẩn thận từ xa nhìn bốn phía trong lòng hán tự hỏi vì sao tất cả đều chạy tới cửu tinh đảo chẳng lẽ bên kia xuất hiện thứ gì tốt khiến mọi người đều muốn chiếm lấy tô vũ trầm tư đó là thứ gì ta có nên đi hay không cường giả như tần hạo mà còn đi cường giả cưỡi ưng khổng lồ ban nãy chắc cũng vậy còn có cự long bị tần hạo đâm trọng thương có phải cũng định chạy đến đó không chẳng lẽ xuất hiện bảo vật kinh thiên động điện nào đó tô vũ không biết gì cả giờ phút này hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước đến thiên hà đò xem tình huống trước rồi tính nếu tình hình không ổn hắn sẽ lập tức rời đi đương nhiên nếu nhật nguyệt đại chiến thì hắn sẽ xem tình huống có thể cầu phú quý trong hung hiểm hay không ý nghĩ này thực bình thường cường giả đại chiến làm thiên tài chẳng lẽ không được đi kiếm lời hay sao dễ dàng bị giết thì đã không phải là thiên tài không bị giết đương nhiên sẽ được lợi thiên tài không đến nơi hỗn loạn nơi nguy hiểm vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nếu đại chiến quá mức nguy hiểm vậy hắn sẽ tìm cái cổ thành mà đến chơi xem xem có thể lặp lại châu cũ xử lý đám đối thủ một mất một còn hay không phải giết đạo thành huyết hải thâm thù mặt khác băng tuyết thần tộc lôi đình thần tộc tam nhãn ma tộc lục dực thần tộc long tầm tộc huyền khải tộc gặp được đều giết tô vũ tính toán chà hắn có không ít kẻ thù đó là còn chưa tính đám tiểu tộc không nhớ rõ hắn giết quá nhiều gia hỏa ở cổ thành dù những chủng tộc kia không tìm tô vũ báo thù tô vũ cũng sẽ tìm đến bọn họ người khác không nói nhưng lục dực thần tộc tô vũ hận nhất chủng tộc này thật phiền toái tô vũ suy nghĩ rốt cuộc hắn nên ngụy trang thành ai tốt nhất là số lượng ít chiến lực mạnh còn không dễ tùy tiện bị gây hấn cổ tộc là tốt nhất tô vũ suy nghĩ mãi bỗng nhiên sinh ra ý niệm này hắn chưa gặp nhiều cổ tộc nhưng ngoài cục lông nhỏ ra thì hắn từng gặp một loại khác thực thiết thú đó hẳn cũng là cổ tộc rất cường đại thực thiết thú ở đại minh phủ thực lực của nó là sơn hải đình phong nhưng nhật nguyệt không đánh được nó rất đáng sợ thực thiết thú có lẽ có thể giả mạo cũng không biết số lượng chủng tộc này có nhiều không có thể gặp phiền toái hay không nếu số lượng quá nhiều vậy thì lực uy hiếp không mạnh số lượng quá ít cũng hơi phiền toái, nhiều thêm một kẻ, chủng tộc ấy sẽ để ý, không đúng, nhân tộc có mà, bây giờ còn có ba thực thiết thú nhỏ, nếu không, ta giả làm con của thực thiết thú trưởng thành kia, tô vũ thầm nhủ, nếu bị cường giả thực thiết thú tìm tới thì hắn liền nói mình là con của thực thiết thú ở đại minh phủ, là thiên tài thực thiết nhất tộc lưu lạc bên ngoài, tuy nghĩ vậy, tô vũ vẫn tạm thời chưa ngụy trang, tới thiên hà đào đã rồi tính. Tô vũ hành tàu trên mặt biển thật lâu, nhưng từ sau khi gặp tần hạo thì hắn không còn gặp cường giả nào khác không biết có phải vì không muốn cùng đường với tần hạo mà các cường giả đã thay đổi lộ tuyến tránh đi hay không hoặc là tô vũ đã đi lệch khỏi quỹ đạo tới cửu tinh đảo cho nên mới tránh được đám cường giả tóm lại hành trình kế tiếp thuận buồm xuôi gió không gặp nhật nguyệt nhưng gặp mấy đại yêu sơn hải cũng may đại yêu sơn hải nơi đây đều không quá điên cuồng có con vừa gặp tô vũ đã nhanh chóng tránh đi có con đuổi giết một hồi tô vũ nhanh chóng trốn chạy nó cũng không truy đuổi đến cùng nơi xa một đảo nhỏ xuất hiện hồng quang nối liền thiên địa, đó chính là thiên hà đảo. Thiên hà đảo rất lớn, nói là đảo, trên thực tế ở trong tinh thần hải, bất luận đại lục nào cũng đều được tính là đảo nhỏ, chủ yếu là bởi vì tinh thần hải quá rộng. Thiên hà đảo, tính diện tích thì chỉ sợ rộng đến 300 vạn km vuông trở lên, nhưng trong tinh thần hải có rất nhiều đảo nhỏ như vậy, ở thiên hà đảo cũng có một lối vào giới khác, nhưng thực lực giới vực đó không mạnh, hơn nữa tương đối trung lập, kỳ thật Tô Vũ cũng quen chủng tộc này, minh quang điểu nhất tộc, tịnh nguyên quyết của hắn chính là học được từ tộc này có thể tinh lọc nguyên khí minh quang điểu nhất tộc xem như chủng tộc hòa bình mà muốn không hòa bình cũng không được thực lực yếu kém nhưng vì xem như chủng tộc y sư khi các tộc đại chiến có vài cường giả minh quang điểu nhất tộc sẽ hỗ trợ trị liệu cuộc sống cũng vì vậy mà khá an nhàn tuy rằng có một vài chủng tộc có ý đồ với chúng nó nhưng không tiện trắng trợn tấn công những năm gần đây chúng hoạt động rất sôi nổi trên thiên hà đảo giờ phút này trên thiên hà đảo không ít cường giả tiểu tộc cũng xuất hiện bọn chúng không dám đi lên cửu tinh đảo vị trí trung tâm thiên hà đảo là thông đạo minh quang giới mấy năm nay minh quang điều nhất tộc đã thành lập một tòa đại thành đó là minh quang thành tòa thành này mở ra với bên ngoài minh quang điều nhất tộc nhờ mở tòa thành trên đảo nhỏ này mà kiếm lời không ít cũng bồi dưỡng được một ít tỉnh cấp thiên tài nhưng so với thiên tài đại tộc thì chênh lệch vẫn rất lớn đã nhiều ngày theo sự hội tụ cường giả các cổ tộc bầu không khí an nhàn nhiều năm nay của tòa đại thành này cũng trở nên khẩn trương căng thẳng hơn nhưng minh quang điều nhất tộc đã quen rồi cách mỗi 10 năm liền có một lần biến cố như vậy bởi vì từ đây tiến lên đi qua cửu tinh đảo tiếp tục tiến về phía trước sẽ đến phạm vi của tinh vũ phủ đệ tô vũ đi tới thiên hà đảo trong tình huống như vậy lúc bước lên đảo nhỏ kia tô vũ liền cảm nhận được lực lượng quang minh rất mơ hồ là lực lượng minh quang giới thẩm thấu ra cảm giác cũng không tệ lắm tô vũ phán đoán có khả năng minh quang giới cũng đang thẩm thấu khắp đảo nhỏ này nếu có thể nạp đảo nhỏ vào phạm vi minh quang giới vậy chủng tộc ngoại lai sẽ chịu một ít lực áp chế nhân nguyện đối phương có lẽ có thể nghênh chiến vô địch tại đây không thể không nói cho dù là tiểu tộc thì cũng có tính toán và kế sách của riêng mình tô vũ không cảm nhận được bất cứ lực áp chế nào có lẽ là lực lượng thẩm thấu không mạnh cũng có thể bởi vì hắn là nhân tộc có được áp chế nhưng hắn không cảm thụ được bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube di các phim trung ương đảo nhỏ có một tòa thành quanh thành trì có một ít thành trấn thôn xóm không biết là có người ngoài đến dựng hay vốn đã tồn tại chiến trường chư thiên mở ra ngàn năm trước kỳ thật có một ít chủng tộc nguyên sinh sinh tồn ở đây nếu không liệt thiên các không có khả năng thành lập liệt thiên các dựa theo tư liệu ghi lại có khả năng sau khi phong tỏa chiến trường chư Trư thiên ở thời đại thượng cổ những gia hỏa đó vẫn luôn sinh sống tại đây tồn tại cổ xưa như cổ thành tô vũ bước đi trên mặt đất tuy hắn có thể hóa thủy nhưng trong nước có quá nhiều nguy cơ có khả năng gặp được một ít lối vào tiểu giới dọc đường đi tô vũ đã cảm ứng được rất nhiều lần cực kỳ căng thẳng không an tâm chút nào lối vào tiểu giới thường có nhật nguyệt chấn thủ nếu không cẩn thận xông lầm vào có thể sẽ bị nhật nguyệt đánh chết thần văn chữ kiếp phát huy ra tác dụng cực lớn trong những tình huống như này gặp được nguy cơ thì sẽ cảnh báo trước. Tô Vũ cảm giác thần văn trời sinh này quan trọng hơn hầu hết các thần văn khác rất nhiều. Tô Vũ mới vừa bước lên đảo nhỏ, không lâu sau, có một con minh quang điểu bay tới, không thể không nói, bộ dạng minh quang điểu rất đẹp, tàn ra quang mang bình thản, hình thể cân đối, tư thái ưu nhã, thoạt nhìn đã thấy không đành lòng thương tổn. Mấu chốt là nó vừa mở miệng, hắn liền phát hiện ra nó là chim mái, khách quý tôn kính, xin hỏi ngài muốn đi minh quang thành sao? Khách quý, Tô Vũ người trang thành phá sơn ngưu nhất tộc, giờ phút này đang tản ra khí tức lăng vân đích xác xem như khách quý dù sao trong tộc cũng có vô địch tọa chấn cường đại hơn minh quang điểu nhất tộc rất nhiều Tô vũ gật đầu trên thiên hà đảo có đồng tộc của ta không tạm thời không có cường giả quý tộc ở đây minh quang điểu nhanh chóng nói nhiều ngày qua trên đảo đón tiếp một ít cường giả và thiên tài các tộc nếu khách quý vào thành xin hãy tâm bình khí hòa trong thành có nơi tràng chuyên môn dùng cho luận bàn con chim kia lại nói nếu khách quý vào thành có bất luận nhu cầu gì thì đều có thể tìm đội tuần tra minh quang nhất tộc giải quyết minh quang thành hoan nghênh cường giả các tộc nhưng hy vọng cường giả các tộc có thể duy trì hòa bình trong minh quang thành minh quang tộc nhỏ yếu thành lập thành chỉ không dễ con chim kia khóc than vài câu sau đó lơ đãng lộ ra chuyện minh quang tộc có ba vị nhật nguyệt tọa trấn trong thành còn có một vị nhật nguyệt cao trọng về cơ bản là đang cảnh cáo đối phương đừng có gây chuyện linh tinh tiểu tộc tuy yếu nhưng phía sau chính là đại bản doanh cường giả trong tộc sẽ cứu viện bất cứ lúc nào tô vũ nghe vậy thì lời nhiều lời tiểu tộc chính là như vậy hận không thể cầu xin đại gia tuyệt đối đừng đánh nhau trong địa bàn chúng ta minh quang điểu nhất tộc có thể thành lập thành trì trong tinh thần hải bá chiếm một hòn đảo lớn đã tính là thực lực không yếu ít nhất có mặt mũi hơn cự giải nhất tộc người ta thành lập một cái thủy tinh cung còn không lớn bằng một cái thôn sóng chim mái nói xong nhanh chóng bay đi có vẻ là muốn nghênh đón khách nhân tiếp theo tô vũ cũng không thèm để ý nhanh chóng di chuyển về phía minh quang thành có vẻ gần đây không ít người tới minh quang thành để xem xem có người quen hay không tuy rằng người hắn quen đã chết gần hết nhưng vẫn phải còn vài kẻ còn sống chứ chẳng hạn như đạo thành chẳng hạn như tiểu kim long chẳng lẽ không còn sống sao bay một lúc hắn đã tới quang minh thành hòn đảo phát ra hồng quang thành phố thì tỏa ra bạch quang cả tòa thành đều bị bạch quang bao phủ có lẽ minh quang điều nhất tộc đã dùng giới lực bao phủ tòa thành này xem ra kiến tạo thành chỉ cũng có chút tính toán hạ xuống đất ở cửa thành mấy minh quang điều hóa thành hình người thủ vệ ở đây thực lực đều không yếu trong đó còn có một cường giả sơn hải cảnh mặc áo giáp màu trắng thấy tô vũ cũng không kẻ nào cảm thấy ngoài ý muốn quanh đảo nhỏ đều là nhân thủ của tộc chúng nó đã có thông báo cường giả phá sơn ngưu nhất tộc tới đây không đến nhật nguyệt thì không cần để ý nhiều làm tô vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là cửa thành có treo một bố cáo kim sắc mặt trên có bức họa của hắn đúng vậy diện mạo nhân tộc vốn dĩ của hắn tô vũ nhân tộc long vân cảnh phát hiện hành tung tô vũ lập tức báo cho thần ma sứ quán minh quang thành tin tức không sai thưởng mười sợi thiên địa huyền quang trăm viên thiên nguyên quả má hào phóng đấy chỉ báo hành tung mà thôi chưa cần giết cũng không đề cập đến việc bắt tô vũ chỉ cần báo cho thần ma chủng tộc mà đã nhận được giải thưởng cao như vậy tô vũ cũng thấy động tâm má nó chịu chơi thật mấu chốt là treo bố cáo tại đây là có ý gì các người biết ta muốn tới đây ư ừ. không chỉ một mình tô vũ đang xem bố cáo có không ít kẻ khác cũng xem có người đi lướt qua có kẻ bàn tán với đồng bạn nếu phát hiện ra tô vũ thì phát tải rồi đồng bạn cảnh cáo bớt lo chuyện bao đồng đi đại tộc tranh chấp người mà đi mật báo người nghĩ nhân tộc thật sự sẽ mặc kệ ư không sợ mất mạng ngay sau đó sao không phải cứ muốn là có thể mật báo một khi bị nhân tộc phát hiện nhân tộc không nói gì nhưng giết một kẻ mật báo còn cần lý do à thần ma sẽ bảo vệ ngươi chắc vài sinh linh bên cạnh tô vũ nghị luận chỉ đơn thuần là hóng chuyện mà thôi nếu thật sự gặp được tô vũ chưa chắc bọn chúng đã dám đi mật báo ở cửa thành không chỉ có tô vũ là nhân tộc giờ phút này còn có nhân tộc khác ở đây có người thấy bố cáo cử lạnh một tiếng liếc nhìn minh quang điều sơn hải cảnh cười lạnh nói, kinh tộc chúng ta không có cường giả đóng quân nơi đây à, lá gan minh quang nhất tộc thật lớn, cẩn thận bị vị vô địch nhân tộc nào đó đi ngang qua, một đau bổ nát thành trì các ngươi. Cường giả Sơn Hải kia hơi nhíu mày, trầm giọng đáp, không phải minh quang nhất tộc treo, xin hãy thông cảm cho sự khó xử của tộc ta, bố cáo này do thần ma nhị tộc liên hợp treo, toàn bộ các đảo trong tinh thần hải đều có. Nhân tộc kia không để ý nữa, y cười lạnh kinh miệt, trực tiếp tiến vào thành, Sơn Hải minh quang điều nhất tộc thấy vậy thì cực kỳ bất đắc dĩ, có điều không nói gì kẹp giữa một thuẫn đại tộc, bọn họ cũng rất khó xử. Thần ma muốn treo, bọn họ dám cấm ư, nhưng treo lên, nhân tộc lại bất mãn, vậy có thể nói cái gì? Tô Vũ không quá để ý, tùy tiện nhìn xong thì lập tức vào thành, không có ai ngăn cản hay thu phí. Bố cáo mà thôi, còn có thể làm gì được hắn, chỉ treo chân dung nhân tộc thì làm được gì? Nếu có thể phát hiện ra diện mạo thật của hắn thì cần gì mật báo, nhẹ nhàng bắt lấy là xong. Nhưng từ đây có thể nhận ra không ít vấn đề, thế lực nhân tộc không tính là cường đại ở trong tinh thần hải, ít nhất là không cường đại bằng thần ma, nếu không, bố cáo kia đã bị xé bỏ chứ không thể tiếp tục treo ở đó. Hiển nhiên, ở đây nhân tộc không mạnh bằng thần ma, minh quang thành rất lớn, vừa vào thành, thanh âm ồn ào náo động vang khắp nơi, binh khí của vô địch thượng cổ khai quật trong tinh thần hải, giá trị liên thành, năm vạn giọt nguyên khí dịch đây, bản đồ tinh vũ phủ đệ, chín tầng đều có, nhanh mua đi, mảnh vỡ công pháp cổ hoàng, có ai mua không? Vừa qua cổng, hai bên đường phố đầy người, không, là đầy các chủng tộc sinh vật, bọn họ bày quán ở cửa thành, hiển nhiên là có dự mưu, người đến người đi đều phải đi qua cửa thành, hơn nữa có khả năng gặp được kẻ chưa trải đời, biết đâu bẫy được vài kẻ thì sao, còn đám người trong thành phần lớn là đã trải đời, không dễ lừa. Tô Vũ nhìn thoáng qua kẻ vừa trào hàng binh khí của vô địch thượng cổ, đó là một yêu thú giống vượn, đối với đám sinh vật không phải hình người, nhân tộc đều trực tiếp dưng là yêu, viên hầu kia giơ một cái đinh ba như cái xiên bắt cá, thoạt nhìn rất cổ xưa, Tô Vũ liếc mắt một cái, thân quang thoáng hiện trong mắt, đúng lúc này, cái đinh ba kia bỗng bắn ra một đạo hắc quang, ầm, um, biển ý chí của Tô Vũ chấn động, Viên hầu kia đột nhiên nhìn về phía Tô Vũ, cười lạnh, phá sơn ngưu nhất tộc, làm sao, không tin à, ta đã nói là binh khí vô địch thượng cổ từng sử dụng, đương nhiên sẽ không phải giả, thấy chưa, bảo vật có linh, tự động phản kích, đây là dấu hiệu thiên binh mới có. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, có chút nghi hoặc, quả thật chỉ có thiên binh mới có linh tính nhất định, có khả năng tự phản kích, chẳng hạn như Bách đạo cát thứ này thật sự là thiên binh vô địch thượng cổ từng sử dụng đừng đùa năm vạn giọt nguyên khí dịch giá cả xa xỉ bằng thu nhập của mười mấy vạn nhân tộc đắt hơn binh khí tầm thường nhiều nhưng nếu nó thật sự là thiên binh còn là thiên binh thượng cổ mà giá cả lại rẻ như vậy ư chưa phản kích kia là thế nào hắn chỉ tra xét một chút mà thôi hắn chậm quan sát người qua đường xung quanh cha hắn từng nói người không hiểu cũng không sao người khác hiểu là được tựa như tô long ra chợ mua đồ ăn y cũng không hiểu lúc y vừa trở về chăm sóc tô vũ đồ ăn mua được đều là kém cỏi nhất sau đó cha y học được một mẹo đơn giản là cứ đi theo đám bác gái ra cảnh thoạt nhìn không tệ lắm chỉ là trung sản còn khó tính hay bắt bẻ cứ mua theo là được phú quý chưa chắc đã biết chọn đồ ăn nghèo đều mua hàng kém chất lượng giai cấp trung sản còn hay bắt bẻ tuổi lớn một chút cứ mua theo thì tám chín phần mười sẽ không tồi giờ phút này tô vũ còn chưa hiểu nhưng hắn có thể học kẻ khác hắn quan sát khách nhân bốn phía có người bĩu môi có người khinh thường có người trực tiếp làm ngơ mà một ít khách hàng lại có người ngạc nhiên có người lộ vẻ nghiền ngẫm thấy vậy tô vũ đã hiểu có vấn đề nhưng vấn đề ở đâu tô vũ xác định là viên hầu kia không động tay chân gì lên binh khí hắn cũng là đúc binh đại sư cho dù là binh khí thượng cổ thì hắn vẫn có thể nhận ra bị động tay chân hay không vừa vào thành tô vũ đã gặp chuyện làm hắn hứng thú hắn đi thẳng về phía viên hầu kia thực lực nó không yếu lăng vân đỉnh phong tô vũ quét mắt nhìn trong lòng hơi kinh ngạc lúc trước không chú ý hiện tại mới nhìn ra trên đầu viên hầu kia có một nắm lông kim sắc nó là thiên linh hầu hiếm thấy chủng tộc này rất cường hãn ít nhất là cường đại hơn phá sơn ngưu nhất tộc viên hầu có rất nhiều nhánh nhỏ được tính là một tộc lớn thiên linh hầu nhất tộc hình như có hai hay ba vị vô địch cảnh toàn bộ tộc viên hầu có không ít vô địch xếp hạng 12 trong vạn tộc chưa nằm trong 10 hạng đầu nhưng chênh lệch không lớn viên hầu kia thấy tô vũ nhìn đỉnh đầu mình thì trên mặt lộ ra vẻ cương quyết nhìn cái gì mà nhìn muốn cướp của ta à ta đánh ngươi đấy tô vũ cạn lời ta nói ta muốn cướp của ngươi bao giờ ta có thể xem binh khí này không tô vũ chỉ cái đinh ba kia viên hầu cười nhạo ngươi mua nổi không nhìn xem thôi bắt buộc phải mua sao mua không nổi thì cút đi con khỉ này thực kiêu ngạo tô vũ nhíu mày nếu thật sự là đồ tốt ta sẽ liên hệ cường già trong tộc nếu là giả ngươi lừa ta chẳng lẽ ta phải vì một thứ rác rưởi mà kinh động trường bối trong tộc ư lừa ngươi viên hầu lộ vẻ không vui thiên linh hầu tộc sẽ lừa ngươi sao tô vũ im lặng một lát rồi nói ta muốn xem không cho xem thì thôi được cho ngươi xem dứt lời nó giao đinh ba cho tô vũ tô vũ rưỡi tay nhận lấy nửa chừng hắn mở miệng người buông ra trước ta tự lấy viên hầu lộ vẻ cạn lời đặt đinh ba trên mặt đất trên mặt đất còn bày ra thú không biết là của chủng tộc nào và cả vài thứ nữa thoạt nhìn đều rất cổ xưa tô vũ chậm rãi cầm lên dùng tay sờ sờ hắn hơi nhíu mày chất liệu không tốt ánh mắt hắn rất cao thứ này không tồi tiếp cận địa binh nhưng chính hắn có thể chế tạo ra thứ tương tự đương nhiên là chứng mắt nó hắn cảm thấy nó còn không cường đại bằng đôi giày của hắn sờ qua đã thấy không tốt có thể đưa nguyên khí vào không có thể tô vũ đưa nguyên khí vào quang mang thoáng hiện ngay sau đó một cỗ hắc quang lại tấn công biển ý chí của tô vũ tô vũ siết chặt cây đinh ba trong lòng khẽ động hắn thấy ở phần chia nhánh lập lòe quang mang tô vũ nhanh chóng tra xét sau đó hắn phát hiện dấu vết trong lòng hắn đã có phán đoán là binh khí thượng cổ nhưng không phải của vô địch dựa theo cấp bậc tới tính thì có thể là binh khí thượng cổ huyền giai đỉnh phong hắc quang này là dấu vết trận pháp tô vũ suy tư cảm thấy thật thú vị thủ pháp rèn thượng cổ khác với hiện tại chênh lệch không ít trên binh khí này còn có các trận pháp trận pháp thượng cổ thứ này không phải binh khí cường đại cũng không phải có linh tính mà là trận pháp bài xích chủ nhân đã chết trận pháp này vẫn còn vận chuyển tiếp tục bài xích khí tất cả khác trận pháp thêm trận pháp cho binh khí một đống ý niệm thoáng hiện trong đầu tô vũ không phải không có ai đề cập hay nghiên cứu thủ pháp đúc binh như vậy nhưng nghiên cứu cho thấy thêm trận pháp vào sẽ tạo ra hiệu quả không tốt lắm thường sinh ra bài xích với binh khí kỳ thần nhân tộc cũng có thần trận sư trước đây cũng có đúc binh sư mời thần trận sư liên thủ rèn đúc kết quả phần lớn đều là không được như ý có điều thanh binh khí này vẫn có tác dụng tham khảo không nhỏ trận pháp thượng cổ mà còn có thể vận chuyển đến bây giờ thật hiếm thấy nếu tài liệu binh khí tốt bảo tồn tốt nhiều năm qua đi mà vẫn dùng được thì không có vấn đề gì nhưng trận pháp lại có thể duy trì vận chuyển đại biểu trận pháp chưa hỏng hơn nữa còn có nguồn động lực nguồn động lực đó là cái gì trong binh khí có lẽ là có thứ nào đó cung cấp lực lượng tô vũ cẩn thận xem xét viên hầu thì không kiên nhẫn hỏi xem xong chưa tô vũ ngẩng đầu nhìn nó ngẫm nghĩ rồi nói huyền binh thượng cổ nếu vô địch thượng cổ mà dùng binh khí này thì đã bị chém chết từ lâu rồi ngươi có chắc là vô địch từng dùng nó không viên hầu bực bội ngươi có mua không sao ngươi biết là huyền binh binh khí thượng cổ không giống binh khí thời nay ngươi nhìn ra được ư ừ, ngươi là địa binh sư hay là thiên binh sư tô vũ nhíu mày có tâm bán hàng không đấy có tâm bán thì ta có hứng thú không muốn bán thì quên đi hắn có chút hứng thú với binh khí này thứ nhất là thủ pháp đúc, thứ hai là nguyên lý vận chuyển của trận pháp, thứ ba là nguồn động lực có thể duy trì vận chuyển nhiều năm như vậy, xem ra là một trận pháp có thể phân biệt khí tức chủ nhân, nguồn động lực rất có thể là tinh huyết của chủ nhân nguyên bản, đúng vậy, đây là ý tưởng của tô vũ hoặc là thần văn của chủ nhân nguyên bản, người đúc pháp giống như triệu lập, có lẽ chủ nhân nguyên bản đã dung nhập một thần văn của mình vào trong binh khí, vậy nên trận pháp phân biệt khí tức chủ nhân mới có thể duy trì vận chuyển, thần văn thượng cổ hoặc là tinh huyết thượng cổ đều thú vị, năm vạn giọt nguyên khí dịch có mua không? Viên hầu mất kiên nhẫn, dù không phải thiên binh thì cũng là địa binh, người nói là huyền binh thì là do nhiều năm không hấp thu đủ nguyên khí, không được quẩn dưỡng nên cấp bậc rơi xuống. Nghe vậy, trong lòng tô vũ khẽ động, đúng, suýt nữa đã quên, dù sao đã vô số năm trôi qua, hiện tại cấp bậc là huyền binh đỉnh phong, có khả năng năm xưa thật sự là địa binh, hơn nữa còn không yếu, quẩn dưỡng một chút, có lẽ sẽ có thể khôi phục đến cấp bậc địa binh, mà bởi vì binh khí có trận pháp, bài xích kẻ không phải chủ nhân nguyên bản nên người bình thường không có biện pháp ẩn dưỡng trong vận tộc không có đúc binh sư từng xem qua sao nếu đúc binh sư thấy được có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú đương nhiên không nói đến cấp bậc thấp phải là cấp bậc cao chẳng hạn như đúc binh sư địa giai nếu thấy thì chắc hẳn đều có hứng thú tô vũ nhìn thoáng qua viên hầu mở miệng địa binh không đắt địa binh cấp thấp một vạn giọt nguyên khí dịch là đủ rồi trung đẳng thì hai vạn cao đẳng mới từ ba đến năm vạn người vừa mở miệng đã đòi năm vạn ngươi cảm thấy thứ này đáng giá hơn một thanh địa binh cường đại ư ừ. viên hầu nhíu mày nhìn hắn ngươi có muốn mua không nếu có thì ngươi ra giá đi tô vũ trần chờ thân phận hắn bây giờ là lăng vân cảnh lấy ra quá nhiều tài nguyên thì không thích hợp trầm tư một hồi tô vũ mở miệng mời giờ tinh huyết sơn hải nhất trọng cốt viên hầu giận dữ tinh huyết sơn hải nhất trọng trừ phi là thần ma hoặc là chủng tộc rất mạnh nếu không với chủng tộc bình thường thì không quá đáng giá tối đa là một nghìn điểm công huân hơn nữa còn không có bao nhiêu người mua tộc yếu ít có nhu cầu với tinh huyết sơn hải cảnh thần ma đều được nếu không thêm tiền tố nghĩa là không nằm trong bách cường ví dụ như tinh huyết sơn hải phá sơn ngưu 10 giọt cùng lắm là một vạn công nguyên nhân tộc ba nghìn giọt nguyên khí dịch viên hầu này đương nhiên không hài lòng tô vũ đứng dậy lắc đầu giá vậy thôi nó đủ để mua một thanh huyền binh đỉnh cấp ta vừa xem qua thứ này không dùng được nhưng dù sao cũng là binh khí thượng cổ thủ pháp rèn đúc đáng giá cho đúc binh dư tham khảo có lẽ có chút tác dụng viên hầu nghe vậy cũng thấy có lý nó hơi buồn bực đây thật sự là thứ tốt ta lấy được từ trong một không gian không gian đó tuyệt đối là không gian đại năng tọa hóa thấp nhất cũng là nhật nguyệt cảnh đám gia hỏa khác không biết nhìn hằng lúc trước ta từng hỏi một vị đúc binh sư người đó nói thứ này trị giá năm vạn giọt nguyên khí dịch tô vũ bật cười thế sao hắn không mua viên hầu bực bội hắn nói hắn phải thích tiền đã không muốn ta lỗ kết quả một đi không trở lại chắc chắn là gặp nguy cơ nên chết rồi bằng không thì đã bán xong tô vũ phán đoán cảm thấy lời nó nói nửa thật nửa giả có lẽ là có một người như vậy thật, nhưng nếu bảo là trị giá 5 vạn giọt nguyên khí dịch thì Tô Vũ vẫn cảm thấy không đáng cái giá này. Huống chi, dù thực sự có một kẻ như vậy thì cũng sẽ không chủ động ra giá cao. Tô Vũ nhanh chóng nói, dù có kẻ như vậy thì chắc cũng cố ý lừa gạt ngươi thôi, muốn ngươi ra giá cao không bán được, ta đoán không phải ngươi mới bán thứ này gần đây, nhưng vẫn ế hàng đến tận bây giờ thì ngươi hiểu rồi đó. Viên Hầu im lặng, trầm mặc một hồi rồi đáp, ngươi ra giá quá thấp, mua Huyền binh hiện tại thì được, còn đây là thượng cổ Huyền binh, có thể là Địa binh hoặc là Thiên binh. Sơn Hải nhất trọng, còn là chủng tộc nhỏ yếu, tự ta có thể giết được, cũng không tính là khoác lác. Có lẽ đối phương có thể đánh chết, nhưng vượt cấp giết Sơn Hải nguy cơ lớn thế nào, Tô Vũ có thể giết, nhưng chẳng lẽ mỗi ngày đều đi giết Sơn Hải sao? Chỉ vậy thôi, không bán thì thôi, ta đi một thứ khác. Tô Vũ bắt đầu có hứng thú với đống hàng quán ven đường, không ngờ hắn lại gặp được binh khí thượng cổ. Tuy viên hầu hơi khoác lác, nhưng thứ nó bán là đồ thật, có lẽ sẽ tìm ra thứ tốt khác nữa. Ánh mắt Tô Vũ khá tốt, ít nhất không đến mức bị lừa đối với công pháp và binh khí hắn vẫn có thể nhìn ra một hai viên hầu thấy hắn đứng dậy rời đi thì cảm thấy thực bất đắc dĩ mười giọt tinh huyết sơn hải bán không giá cả giảm đi không chỉ mười lần nó nói thật có đúc binh sư từng nói nguyện ý dùng năm vạn giọt nguyên khí dịch để mua nhưng đối phương không có nhiều tiền như vậy sau đó người nọ mất tích trừ phi tên khốn kiếp kia lừa nó kỳ thật trước đó nó cũng từng suy đoán kia là kẻ lừa đảo nó cũng từng gặp đúc binh sư khác cũng có người ra giá giá cả còn không cao bằng tô vũ nhân tộc chỉ có hơn 30 vị địa binh sư trong chư thiên vạn giới cũng không có bao nhiêu chủng tộc có nhiều địa binh sư hơn nhân tộc toàn bộ địa binh sư vạn tộc cộng lại chưa chắc đã nhiều bằng vô địch cặp địa binh sư thường khó hơn gặp được vô địch bởi vì vô địch sẽ lộ diện còn địa binh sư đều là bảo bối không thường ra mặt đúc binh sư mà nó gặp được thường cấp bậc không quá cao viên hầu tự hỏi rốt cuộc có nên bán hay không dù sao cũng có chút thu hoạch cái binh khí này nó không dùng được cũng không thích hợp ai lại dùng đinh ba chứ hai viên hầu thầm mắng lão khốn kiếp lừa nó kia nếu không nó đã bán được từ lâu rồi mà không cần chờ tới tận bây giờ. Cùng lúc đó, Huyền Khải giới, phụ cận thông đạo, một vị lão nhân hít hít mũi, nhìn về phía Tinh Thần hài oán niệm sâu như thế, kẻ nào mắng mình vậy, hình như có quan hệ với mình. Sau một lúc lâu suy xét, cuối cùng lão nghĩ tới một việc, con khỉ kia, lão nhân tự hỏi, là con khỉ kia sao? Đúng vậy, đinh ba của con khỉ kia không tệ lắm, nhưng con khỉ ấy có vấn đề, năng nặc đòi nguyên khí dịch, sao lão mang nhiều nguyên khí dịch trên người như thế được? lão còn định mượn tần quảng để đi mua đây ai biết được đột nhiên nhảy ra một tên tô vũ thích gây chuyện bất đắc dĩ lão đành tới huyền khải giới ngồi canh còn khỉ kia sẽ không bán chứ lão nhân thầm nghĩ không đến mức ấy đúng không chắc không ai mua đâu nhỉ trước khi đi lão đã nói không đến năm vạn giọt nguyên khí dịch thì đừng bán cái đinh ba đó không tồi có lẽ trong đó là một thần văn thượng cổ có thể là thần văn nhật nguyệt duy trì vận chuyển đến tận bây giờ dù có mua bằng năm vạn giọt nguyên khí dịch cũng có lời vấn đề là ta không có nguyên khí dịch vị vĩnh hàng nào còn dùng thứ kia lão nhân thầm nghĩ mãi con khỉ ngốc lão tử muốn đổi bằng địa binh ngươi không biết nhìn hàng cứ nói là giả mẹ nhà ngươi nếu không phải ta có chút giao tình với lão quỷ thiên linh hầu tộc nhà các người thì ta đã tát chết ngươi rồi thôi bán thì bán đi dù là địa binh sư thì cũng khó có thể hóa giải lão nhân không suy nghĩ nhiều nếu có cơ hội sau này lại nhìn xem ngay sau đó một cỗ ý chí lực cường hãn bao trùm phía trước thông đạo không người chấn thủ kịch liệt chấn động một lát sau trong thông đạo thanh âm lạnh nhạt truyền đến, thiên đúc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lão nhân thâm sâu nói, không có gì, cởi ra ngươi ra để ta chế tạo một thanh thần binh thử xem. Ta luôn cảm thấy da của ngươi là tài liệu tốt nhất để chế tạo thần binh, ta còn chưa chế tạo thần binh bao giờ, chỉ vì tài liệu không đủ. Huyền Khải, suy xét tí đi, thiên đúc, ngươi nói năng không kiêng nề gì như vậy mà cũng nói được thật sao? Không, lão nhân cười hề hề đáp, vạn tộc nhiều cường giả như vậy, sao có thể không kiêng nề gì? Thủy ma tộc, nguyên thủy thần tộc, cổ tiên tộc đều lợi hại hơn ta nhiều sao ta có thể không kiêng nể được nhưng đối phó với ngươi thì ta vẫn có đủ khả năng không tin thì ngươi thử đi ngươi ra đây ta sẽ rèn ngươi thành thần binh cho ngươi xem trong thông đạo huyền khải vương trầm mặc một hồi thanh âm lạnh băng nói tô vũ giết thiên tài tộc ta giết sơn hải nhật nguyệt tộc ta trịnh bình cũng thế là tộc ta chịu thiệt ngươi cứ phải làm thế này sao thiên đúc vương bình thản đáp đáng đời trêu ai không trêu cứ phải chọc nhân tộc làm gì ngươi cho rằng mấy đại chủng tộc sẽ ra mặt vì ngươi à huyền khải không nên giả mồm Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Huyền Khải Vương thở dài, ngươi đừng ép ta, ta mà theo tiên tộc, đến lúc đó ngươi đừng hối hận, hối hận. Lão nhân bật cười, sao ta phải hối hận? Ngươi mà theo tiên tộc, ta liền lao vào tấn công Huyền Khải giới, đúc toàn bộ tộc nhân các ngươi thành binh khí. Vừa vạn tộc chúng ta thiếu binh khí cường hãn, áo giáp trời sinh, ngươi không đầu nhập vào tiên tộc, ta sẽ suy xét chỉ giết một mình ngươi. Trong thông đạo, Huyền Khải Vương thở dài, không để ý tới ông nữa, không thể trao đổi. Lần này không chỉ tổn thất thảm trọng mà ông còn bị gia hỏa này chặn cửa trong khoảng thời gian ngắn huyền khải nhất tộc đừng hy vọng ra ngoài đám hồng khải cũng thật ngu ngốc chiêu chọc nhân tộc làm cái gì gia hỏa thiên đúc này vẫn luôn muốn đúc y chẳng lẽ không ai biết sao hiện giờ khi không lại cho gia hỏa này cơ hội và cái cớ hiện tại lão ta ngày ngày đợi ở đây nếu không phải vẫn còn chút kiêng kỵ thì đã tiến vào bắt giết trực tiếp rèn đúc chính mình rồi ở bồn giới y không sợ thiên đúc vương nhưng một khi ra khỏi huyền khải giới y không được tăng phúc lực lượng không đấu lại người này Tô Vũ đương nhiên không biết chuyện xảy ra ở huyền khai giới, hắn đang chuẩn bị đi đến sạp tiếp theo, phía sau, viên hầu cán răng, cả giận nói, quay lại, ta bán cho ngươi, ta không. Tô Vũ chưa dứt lời, viên hầu đã nhe răng trợn mắt, ánh mắt hung hãn nhìn hắn, ngươi mua không, mặc cả xong không mua à, ngươi muốn chết đúng không, phá sơn ngưu, ngươi cho rằng lão tử không làm gì được ngươi, ánh mắt viên hầu hung lệ, ngươi dám chơi ta à, bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube gì các phim, Tô Vũ cười hượng, mua mua chứ ta chỉ cảm thấy kỳ thật mười giọt tinh huyết sơn hải hơi đắt mua bán ấy mà phải tỏ ra phân vân một chút nếu mua quá dứt khoát không chừng ra hỏa này sẽ có ý đồ xấu tô vũ quay đầu lại lấy ra mười giọt tinh huyết sơn hải nhất trọng của thiết dược điều nhất tộc chủng tộc xác rưởi viên hầu ghét bỏ thầm mắng mẹ nó thật xác rưởi nó có năng lực xử lý sơn hải nhất trọng thiết dược điều nhất tộc thôi giữ binh khí này cũng không dùng được dù sao cũng là tinh huyết sơn hải vẫn có chút giá trị còn binh khí thì không dùng được, đã lãng phí một thời gian rồi, không cần thiết vì thứ này mà lãng phí thời gian thêm nữa. Nhận tính huyết xong, nó ném hàng cho Tô Vũ, tức giận nói: "Ngươi mai đấy, nếu không phải lão lừa đảo kia đã chết thì ta đã bán lâu rồi." Nó khẳng định là lão lừa đảo kia đã chết, còn cố ý ra giá cao với nó, còn lừa nó là đổi bằng địa binh, thứ kia chỉ là một cây gậy, nó cầm thấy nhẹ hều, hỏi sao không thấy khắc văn. Lão lừa đảo lại nói binh khí lão rèn khắc văn nội liễm, lấy máu nhận chủ mới hiện khắc văn, mẹ nhà ngươi đồ lừa đảo còn gà ta lấy máu biết đâu lại dùng thực thuật nguyên rồi gì đó nếu không phải không nhìn thấu thực lực lão ta lão gia hỏa chắc cũng kiêng kỵ thực lực lăng vân đỉnh phong của nó bằng không thì có lẽ đôi bên đã đánh nhau rồi tô vũ mừng thầm vừa lên đảo đã kiếm được thứ tốt không tệ mười giọt tinh huyết sơn hải rác rưởi mà thôi thủ đoạn đúc binh khí thượng cổ này đáng để học tập tiền dùng ra rất đáng nếu đúng như hắn suy đoán có tinh huyết cường giả thượng cổ hoặc là thần văn làm động lực cho trận pháp vận chuyển vậy thì lời lớn rồi có lẽ nó thật sự xứng đáng năm vạn giọt nguyên khí dịch giờ phút này tô vũ dùng tri thức đúc binh sư kiếm lời cảm thấy ngành nghề đúc binh thực không tồi ít nhất binh khí cũng là một mặt hàng được giao dịch khá nhiều tô vũ không để ý lắm việc hắn bây giờ có thể xem như một địa binh sư hắn tiến vào địa giai khá đơn giản nên thường quên đi theo bản năng kỳ thật số lượng địa binh sư thật sự rất ít nói thật ra thân phận địa binh sư của hắn đáng giá tương đương nhật nguyệt vừa vào thành tô vũ đã được lợi tâm tình rất tốt hắn tiếp tục đi xem các quầy hàng khác đến khi nhìn thấy cái gọi là công pháp của cổ hoàng tô vũ muốn chửi bậy mẹ nó nghĩ tăng ngu à tô vũ nắm giữ rất nhiều công pháp vừa nhìn mở đầu đã phán đoán ra không ít thứ này là công pháp của địa tham nhất tộc tộc này rất nhỏ yếu nhưng có chút đặc thù tu luyện công pháp đại thành thì sẽ có dáng màu chiếu rọi kỳ thật đây là công pháp hấp dẫn phối ngẫu khá kỳ quái tu luyện để hấp dẫn mấy địa tham cái cho vui sao thứ này mà cũng dám lấy ra gạt người tô vũ ngẫm nghĩ mẹ nó có lẽ ta có thể chế tạo ra công pháp giả trông như thật để lừa kẻ khác chắc chắn năng lực làm giả của ta tốt hơn nhiều so với gia hỏa này có lẽ có thể thử xem không chỉ công pháp hắn mà làm giả binh khí thì cũng rất đơn giản tuy hắn chưa từng đúc địa binh nhưng hắn cảm thấy mình có năng lực đúc ra kể cả khắc văn mà muốn làm giả cũng không khó khăn gì khắc văn hiện lên nhưng chỉ là hư ảo va vào liền nát hoặc là dùng phương pháp chết cành biến nó thành hai thanh huyền binh bán như địa binh tô vũ vuốt cầm lâm vào trầm tư có khi hắn nên thử xem lừa gạt thật nhiều thiên tài địa bảo rồi trốn chạy nói không chừng lại được đấy Thừa dịp hiện tại Tinh Vũ phủ đệ sắp mở ra, nhiều người tới đây, có thể dụ dỗ bọn họ chi tiền mua mấy thứ này, mà mình chỉ cần đục nước béo cò là có thể lừa một vố lớn. Lừa gạt là chuyện mà Tô Vũ làm rất chuyên nghiệp, tư bản để hắn lập nghiệp là dựa vào lừa gạt. Ban đầu là lừa mấy kẻ nhỏ nhỏ như Trần Khải, Lâm Diệu, sau nữa là lừa đám Chu Bình Thăng và Đương Thần Văn Nhất Hệ. Khi ấy Tô Vũ đã kiếm lời tới vài vạn công huân, nhiều công huân như vậy, có những người dùng cả đời cũng không kiếm được. Hiện tại, rất nhiều cường giả vạn tộc đến đây, đều là kẻ có tiền có lẽ hắn có thể quay về nghề cũ. Hiện tại Tô Vũ đã có rất nhiều tiền, cũng có không ít tài nguyên, không còn là kẻ thiếu thốn như xưa, nhưng có vài thứ hắn coi trọng vẫn quá đắt đỏ và xa xỉ, chẳng hạn như thiên địa huyền quang, liệp thiên các có bán, có điều giá cả trên trời, Tô Vũ không mua nổi. Hắn có tinh huyết nhật nguyệt, một phần giấu ở thiên đoạn cốc, trong nhẫn chữ vật hắn vẫn còn cất giấu một bộ thi thể thiên nghệ thần tộc nhật nguyệt bát trọng, nhưng mấy thứ này không tiện mang ra, Tô Vũ cũng luyến tiếc đem đổi, hắn vẫn cần dùng tinh huyết nhật nguyệt, nếu không, ta lại khởi nghiệp bằng lừa đảo đi tô vũ sở cầm hắn rất lành nghề có điều mấu chốt là phải bán thế nào bán cho ai làm cách nào để được kẻ khác tín nhiệm sau khi lừa xong thì làm sao để thoát thân công pháp hay binh khí đều được công pháp và binh khí xác rưởi không đáng giá nếu là làm giả thiên binh hay công pháp thiên giai thì tốt nhất là công pháp thượng cổ hoặc là hồ hấp pháp vậy chắc chắn rất đáng giá hắn nên bán cho ai đương nhiên là bán cho thiên tài thiên tài có tiền còn cường giả thôi cường giả rất mạnh và lại còn trải đời nhiều tô vũ sợ bị nhìn ra sơ hở binh khí thì đỡ hơn nếu đối phương không phải là địa binh sư thì rất khó vạch trần hắn chỉ sợ làm ra binh khí giả quá mạnh khiến địa binh sư cũng phải hoài nghi không đúng tô vũ nhìn cây đinh ba trong tay hắn muốn giải phẫu ra để nhìn xem nhưng hắn luyến tiếc cảm thấy lãng phí nếu mở ra rồi dùng tài liệu này nấu lại thì sao dùng binh khí thượng cổ thật sự rèn ra binh khí thượng cổ mới tô vũ thầm lầm bầm hoàn toàn có thể dù là địa binh sư thì cũng chưa chắc có thể nhìn thấu binh khí thượng cổ công pháp thượng cổ, thần văn thượng cổ, thi thể thượng cổ, tốt nhất là bán theo bộ, vậy thì ích lợi đạt được sẽ lớn hơn. Tô Vũ liếm môi, nếu như hắn đưa ra thêm một cái cổ thành lệnh thì sao? Mẹ đó, không một kẽ hở, một vị cường giả thời đại thượng cổ, cầm cổ thành lệnh, chết ở nơi nào đó, nhưng binh khí, công pháp, cổ thành lệnh, thậm chí thần văn đều vẫn còn, vậy giá trị sẽ cao tới cỡ nào? Nếu là cường giả thượng cổ nhật nguyệt cảnh, nhật nguyệt cừu trọng, bán với giá mấy trăm vạn điểm công huân của nhân tộc chỉ là chuyện nhỏ, đúng không? không áp giá công nguyên nhân tộc là quá coi thường cường giả vạn tộc ta phải định giá là thiên địa huyền quang giá khởi điểm là một trăm sợi tô vũ âm thầm nhe răng thực lực không đủ vậy lừa đảo đi lừa ra hỏa vạn tộc sẽ không có cảm giác tội lỗi tốt nhất là để đám người đạo thành hay thiên đặc mua được diễn kịch một người thì không đủ tốt nhất là mang vài người ra biển một chuyến phát hiện một không gian thượng cổ sụp đổ xảy ra nội chiến xử lý đối thủ nhưng để lại một kẻ sống sót ta buông tha tên kia sau đó tự cầm đi bán Tên sống sót đó sẽ ra ngoài tiết lộ bí mật. Trong lòng Tô Vũ dần hình thành một kế hoạch, đã diễn thì phải làm cho tròn vẹn, nếu thật sự có thể lừa được 100 sợi thiên địa huyền quang, dùng đúc thân thể 15 lần chắc không thành vấn đề, bình quân 6 sợi cho một lần đúc, khi đó, thân thể hơn 40 lần đúc, nếu có thể đạt tới 42 lần đúc, vậy lực lượng thân thể của hắn. Tô Vũ nhanh chóng tính toán. Má nó, khi ấy chắc chắn tiếp cận lực lượng 10 vạn khiếu, trong lòng Tô Vũ khẽ động hắn phải giết bao nhiêu nhật nguyệt thì mới có thể lấy được nhiều thiên địa huyền quang như vậy mu của liệp thiên các thì phải giết 10 nhật nguyệt nhất trọng 100 giọt tinh huyết nhật nguyệt đổi 100 sợi so với giết 10 nhật nguyệt còn không bằng đi lừa đảo một hồi thực lực không đủ dùng mánh khóe bịp người thì làm sao nếu thành công ta sẽ phát tài tô vũ âm thầm tính toán có thể thuận tiện hấp dẫn kẻ thù lại đây còn phải xem tình huống ra sao mà ở đây lại hội tụ nhiều cường già như vậy có lẽ liên quan tới ta tới nước này rồi nhìn thấy bức họa chính mình ngay ở cửa thành tô vũ sao còn có thể không hiểu có lẽ hắn chính là nguyên nhân hấp dẫn nhiều cường giả tới đây kẻ muốn giết ta không ít nếu không đi cửu tinh đảo đi ánh mắt tô vũ khẽ động trên cửu tinh đảo có một tòa cổ thành ở đó tổ chức đấu giá hội thuận tiện bẫy giết vài người lúc này ở đây hắn có không ít kẻ thù không phải kẻ thù thì cũng có nhiều kẻ muốn đến đây giết hắn thôi cổ thành quá mức rõ ràng dễ hoài nghi tới ta nhưng có điều bán đấu giá ở cổ thành lại rất an toàn trong đầu tô vũ hiện lên đủ loại ý niệm bởi vì mua một thanh binh khí thượng cổ thấy có người bán công pháp của hoàng giả tô vũ đột nhiên nhớ lại nghề cũ của chính mình lừa đảo tô vũ có tự tin làm giả công pháp mà kẻ khác nhìn không ra dù sao công pháp bán ra cũng không thể cho người ta xem hết vậy sẽ không còn giá trị binh khí thì bình cũ rượu mới dùng thân xác binh khí cổ cải tạo lại để xem hắn có thể làm ra được mấy cái tốt nhất là tận dụng cả trận pháp trong đinh ba tạo thành hiệu quả tự động phản kích lúc trước tô vũ còn suýt bị lừa gạt kế hoạch này có thể suy xét thêm hắn tới đây là để mạnh hơn không nhất thiết phải giết người dùng thủ đoạn cũng không sao cả có lẽ những kẻ khác đều cho rằng hắn sẽ tới đây giết người nhưng không ta không giết ta gạt người các ngươi cho rằng tô vũ ta là thằng ngốc ư hiện tại có không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm đây lừa một vô lớn rồi rời đi đúc thân đến 40 trọng trở lên khi đó ta có thể đối đầu với sơn hải thất trọng không lúc đó thân thể ta cường đại vô cùng có thể so với sơn hải thất trọng nếu cắn nuốt tinh huyết sơn hải cửu trọng thậm chí là tinh huyết nhật nguyệt nhất trọng có lẽ sẽ so được với một vài nhật nguyệt sơ kỳ thấp kém vô số ý niệm sinh ra kế hoạch đã có hình thức ban đầu dùng mánh khóe bịt người chắc chắn có không ít kẻ tin tường không cho bọn họ xem toàn bộ công pháp binh khí thì nếu tới địa giai cao đẳng thậm chí là địa giai đỉnh phong vậy thì hơi phiền toái còn có cổ thành lệnh có phải cổ thành lệnh nào cũng giống nhau không tốt nhất là phải trông phù hợp với phong cách thời đại cổ xưa có lẽ còn cần một ít quần áo thượng cổ cái này không khó hàng vỉa hè bán đầy và lại ta còn cần tìm một tiểu không gian thượng cổ sụp đổ thật sự đúng rồi không phải lúc trước viên hầu nói rằng nó đào binh khí từ một tiểu không gian sụp đổ sao tô vũ nhìn xung quanh tìm một chỗ nghỉ ngơi lại tính toán thêm hắn muốn hoàn thiện kế hoạch của chính mình một trăm sợi thiên địa huyền quang người bình thường không thể lấy ra đừng dẫn cả vô địch tới thế lực lớn mua là được thế lực rất lớn chẳng hạn như thần ma tiên long yêu hơn nữa nhật nguyệt cửu trọng cũng là điểm mấu chốt công pháp phải là loại mọi người đều có thể sử dụng hoặc là cùng loại với nguyên khiếu nghịch truyền hoặc là hô hấp pháp tô vũ lâm vào suy tư còn may hắn có năng lực làm giả bằng không công pháp thượng cổ tầm thường mọi người sẽ không thấy được giá trị của nó nguyên khiếu nghịch truyền, hô hấp pháp ánh mắt tô vũ lập lòe hai thứ này tương đối phù hợp với mục tiêu của hắn vậy để ta thử một lần tạo ra một âm mưu lớn nhất vạn giới trong lòng tô vũ tự nhủ nếu thành công chủng tộc bị hắn lừa chắc sẽ đuổi giết hắn đến chết mặc kệ nó hắn không gây chuyện thì số người muốn đuổi giết hắn còn ít chắc trong minh quang thành tô vũ tiếp tục quan sát tứ phương bởi vì hắn đã có kế hoạch lừa đảo nên ánh mắt chỉ toàn chú ý tới đám vật phẩm thượng cổ mà trong tinh thần hài thường xuyên có người gặp được không gian hoặc là bí cảnh thượng cổ đã hỏng thu hoạch được không ít vật phẩm thời xa xưa đa số khi tìm được không gian trong tình huống bình thường thì chỉ lấy đi một ít đồ vật thực dụng những thứ khác thì hiếm khi mang theo trong thành rất nhiều người bày quán không phải chỉ có viên hậu bán binh khí thượng cổ nhưng đa số đều là giả liếc mắt một cái cũng biết là giả tô vũ cảm thấy trình độ làm giả của mình tuyệt đối cao hơn bọn họ nhiều đặc biệt là binh khí thân là địa binh sư tô vũ cảm thấy rất chướng mắt các người nghĩ ta là thằng ngốc à thứ như vậy mà cũng dám giả mạo thần binh thượng cổ tô vũ mua một ít đồ thật thời đại thượng cổ giá cả không đắt chẳng hạn như một bộ áo choàng là vật phẩm thật sự có niên đại không dưới mấy trăm năm trước có điều cấp bậc không cao hắn lại mua thêm vài bộ công pháp cũng là đồ cổ hàng thật giá thật tô vũ nhìn một lượt có mấy quyển dùng ngôn ngữ tộc khác viết cũng có mấy quyển dùng một loại ngôn ngữ đặc thù giống như ở thiên diệt thành nhìn tên thành chỉ liền biết có nghĩa là gì nhưng lại không biết những ký tự đó cái này ta có thể học sao tô vũ suy tư dùng ngôn ngữ chủng tộc nào đó viết thì công pháp sẽ bị giới hạn với tộc đó nhưng dùng ngôn ngữ đặc thù ký lục thì có khả năng vận dụng tương đối rộng đương nhiên mấy quyền hắn mua không có tác dụng gì chỉ là một ít tiểu xào đặc thù tới lúc này thì chúng đã bị đào thải dù sao thì không phải thứ gì thời đại thượng cổ cũng đều lợi hại mua sắm ít đồ xong tô vũ hỏi đội ngũ tuần tra minh quang điều xem nơi nào thích hợp nghỉ lại rồi đi tới đó minh quang lâu một nơi dừng chân tương đối nổi danh trong thành hoàn cảnh tuyệt đẹp gồm các tòa tiểu lâu độc lập nhưng chi phí lại không hề rẻ một ngày tốn 50 giọt nguyên khí dịch, cái giá này không phải người bình thường có thể thừa nhận, cho nên người ở đây đều là cường giả các tộc, Tô Vũ thuê 10 ngày, trả 500 giọt nguyên khí dịch, có thể coi như tài đại khí thô, Tô Vũ có không ít nguyên khí dịch, rất nhiều người như vậy, nguyên khí dịch không có vấn đề gì cần lo lắng, trong chư thiên vạn giới, nguyên khí đều giống nhau, được một minh quang điều hóa thành hình người dẫn đường, Tô Vũ đi vào tiểu lâu, vào trong, Tô Vũ đóng cửa, ngồi trên ghế, suy ngẫm về kế hoạch của mình, nếu kế hoạch thành công thì ta cần phải rút lui thế nào? Đến lúc đó chắc chắn sẽ hấp dẫn một vài cường giả Nhật Nguyệt Cảnh, đây là tất nhiên, còn vô địch, tốt nhất là hắn nên giao dịch ở khu vực Cửu Tinh Đảo, vô địch sẽ không đến đó, nếu không sẽ bị cửu giới kiêng kỵ, phá vỡ cân bằng, khiến cho cửu giới phản kích, hơn nữa còn phải triển lãm công pháp ngay tại hiện trường, đến lúc ấy, có khả năng sẽ bị rất nhiều người chú ý tới. Hay dùng danh nghĩa tổ chức nào đó, như Liệp Thiên Các, không ổn, Liệp Thiên Các có năng lực phân biệt rất mạnh. Tô Vũ Lâm và Trầm Tư, có lẽ hắn nên hợp tác cùng Chư Thiên Vạn Bảo Lâu tổ chức này cũng không yếu mấu chốt là do thần ma đại tộc thành lập không quan hệ với nhân tộc cuối cùng kẻ bị lừa không tìm thấy tô vũ tự nhiên sẽ đến tìm chư thiên vạn bảo lâu tính sổ ta phải phòng ngừa bị bẫy ngược phải nghĩ thêm đường lui khắp ổn thỏa thì mới có thể thực thi kế hoạch tô vũ suy nghĩ cẩn thận trước khi kế hoạch tiến hành hắn phải nghiên cứu binh khí thượng cổ mà hắn mua được cái đã chuôi đinh ba lập tức xuất hiện trên tay tô vũ quan sát hắn nhíu mày thứ này không dễ tháo rỡ đây là một khối trọn vẹn trận pháp được khảm trong đó nếu mạnh mẽ phá ra thì nó sẽ bị phá hỏng, nghĩ vậy, Tô Vũ nhanh chóng vận dụng Thần Văn chữ kiếp và Ngọc cảm ứng quét một vòng, không có ai giám sát, sau đó hắn đi vào phòng tu luyện bên trong tiểu lâu, chuẩn bị tháo rỡ thành đình ba này, nếu không được thì hủy luôn, hỏng cũng không sao. Trong phòng tu luyện, Tô Vũ cố gắng cẩn thận làm từng bước, đúc binh thuật của hắn xem như tương đối cao minh, truyền thừa của hai phe phái đúc binh cường đại của nhân tộc, Thiên đúc nhất hệ cùng với đúc binh thuật Triệu gia, nếu tứ đại, phụ thân của Triệu Lập không vẫn lạc, e rằng ông đã là Thiên binh sư sau này triệu lập và triệu thiên binh còn cải tiến đúc binh thuật triệu gia điều này giúp triệu thiên binh nhanh chóng bước vào hàng ngũ đúc binh sư địa giai đỉnh phong bạn đang xem kiếp nạn vạn tộc được đọc tại kênh youtube gì các phim tô vũ tiếp nhận hai hệ thống truyền thừa thực lực đúc binh đương nhiên không tồi thần văn chữ hỏa hiện ra tô vũ dùng nó để thiêu đốt thanh đinh ba trong tay qua một lát binh khí hòa tan một chút tô vũ lấy khoách thần chùy ra phối hợp gõ một trận bận rộn cả đêm dần dần cây đinh ba bị hán tách ra chia làm hai phần một cái là xác ngoài một cái là trận pháp bên trong đặc điểm đặc thù duy nhất của thanh đinh ba là trận pháp hiện tại trên cơ bản tô vũ đã hiểu được ý nghĩa tồn tại của trận pháp này nguyên chủ nhân dùng nó để nhận chủ hơi khác biệt với binh khí hiện đại tác dụng của trận pháp khiến chỉ có chủ nhân nguyên bản mới có thể sử dụng binh khí này những người khác dù có cấp lấy cũng không thể sử dụng hoặc là chỉ có thể phá hủy binh khí tô vũ lấy trung tâm trận pháp ra bắt đầu mân mê sát ngoài không lâu sau một thanh đinh ba mới đã thành công ra lò tô vũ đưa nguyên khí vào trong hiện giờ không còn trận pháp nên không có gì trở ngại hắn. Sau đó trên binh khí hiện ra 97 đạo kim văn, nhưng hơn 20 đạo lại có vết nứt. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, 97 đạo kim văn, chứng tỏ chuôi đinh ba này năm xưa đích thật là một thanh binh khí địa giai cao đẳng, đúng là lợi hại. 73 đạo là địa binh, 82 đạo là địa binh trung đẳng, 91 đạo là địa binh cao đẳng, 100 đạo chính là địa binh đỉnh phong. Năm xưa nó đã từng tiếp cận địa binh đỉnh phong, thứ tốt, ít nhất cũng là vũ khí do Nhật Nguyệt Trung Kỳ sử dụng. Sơn Hải cảnh thường dùng địa binh sơ kỳ, đó còn là Sơn Hải có tiền, trong tình huống bình thường, Nhật Nguyệt sơ kỳ dùng địa binh trung đẳng, Nhật Nguyệt trung kỳ dùng địa binh cao đẳng, đại khái Nhật Nguyệt hậu kỳ mới có thể dùng địa binh đỉnh phong, tiền đề là phải có tiền, nếu ta sửa lại cây đinh ba này rồi ẩn dưỡng một thời gian thì vẫn có hy vọng khôi phục, nhưng phiền toái không nhỏ, cần một ít tài liệu thượng cổ, hiện tại chưa chắc còn tồn tại, ẩn dưỡng thì đã mấy vạn năm không bảo dưỡng, kỳ thật nó đã có chút hủ bại. Tô Vũ nhìn lướt qua, khẽ lắc đầu bảo dưỡng không có lời cái giá phải trả không nhỏ có điều cấp bậc không thấp cũng tốt tô vũ vui mừng ra ngoài tiếp cận địa binh đỉnh phong tuy nó hơi hủ bại nhưng cũng không sao bởi vì hắn đâu quan tâm tới chất lượng sử dụng nó sau này chỉ cần hình thức nhìn ổn là được vậy liền đơn giản ta sẽ rèn thêm khắc văn lên không nên quá nhiều để tránh bị nhìn ra vấn đề trong mười đạo khắc văn trộn lẫn một đạo giả là được tô vũ tính toán cảm thấy rất khả thi sau đó hắn để thanh đinh ba xuống đất đây là thứ tốt chỉ cần cái xác ngoài này là đủ để hắn kiếm lời được gấp 10 lần so với cái giá 10 giọt tinh huyết sơn hải xác rưởi mà hắn đã chi trả cho viên hầu trước đó thậm chí còn không chỉ gấp 10 lần trước mà tô vũ hiện ra một điểm sáng đây là bộ vị trung tâm của cây đinh ba kia đó là một bộ trận pháp nhỏ xíu tô vũ dùng ý chí lực tra xét ầm um, một đạo ô quang bắn ra ánh mắt tô vũ khẽ động quả nhiên giống như lúc trước việc cây đinh ba tự động tấn công người đối diện là do trận pháp phát huy tác dụng trận pháp này thật sự còn đang vận chuyển có lẽ năm xưa cường đại hơn lực phản kích mạnh hơn mà nay lực phản kích chỉ tương đương với đằng không cảnh động lực phát ra từ đâu tô vũ không cảm nhận được trận pháp này hấp thu nguyên khí bốn phía hẳn là có cái gì đấy duy trì ô quang giúp cho năm xưa lực phản kích càng cường đại hơn tô vũ cẩn thận xem xét phân tích trận pháp một lượt hắn không hiểu biết nhiều về trận pháp sợ mình tùy tiện mở trận pháp ra rồi sẽ phá hủy đồ vật bên trong hơn nữa tô vũ còn muốn tái sử dụng bộ trận pháp này trận pháp kỳ thật nguyên lý trận pháp không khác nhiều so với thần văn chiến kỹ chỉ cần ở giữa tổ hợp mở ra một cái trung tâm có lẽ liền thành còn về vấn đề nếu tháo rỡ thất bại thì thôi vậy không liều làm sao biết tô vũ mặc kệ hắn rất nóng lòng muốn thử hắn rất muốn biết nguồn động lực rốt cuộc là tinh huyết hay là thần văn chỉ có hai thứ này mới có thể trường kỳ duy trì trận pháp vận chuyển hơn nữa còn có quan hệ với chủ nhân trước đó tỷ lệ là tinh huyết không quá lớn bởi vì tinh huyết thương thân ngược lại tỷ lệ dung nhập thần văn lại rất khả thi tương tự như lão triệu từng làm tô vũ phóng từng đạo ý chí lực vào trong tra xét không ngừng khiến ô quang phản kích bận rộn liên tục mấy giờ tô vũ đổ mồ hôi đầy đầu có điều cuối cùng hắn cũng thành công tô vũ nhếch môi cười nhẹ một tiếng ý chí lực lại xâm nhập mạnh mẽ tắt đi một điểm sáng trong trận pháp nhỏ xíu kia ầm um, tiếng nổ vang lên trận pháp đột ngột tiêu tán ngay sau đó trước mắt hắn lộ ra thứ bị trận pháp vây quanh thần văn đúng vậy là thần văn tới lúc này tô vũ đã chứng thực được phỏng đoán của mình nguồn động lực duy trì trận pháp của thanh đình ba chính là một thần văn thần văn này tuy rất cường đại nhưng trải qua thời gian dài bỏ hoang hiện tại uy lực trở nên rất yếu ớt tô vũ dùng ý chí lực va chạm thử thần văn bên trong còn tán ra uy áp nhẹ nhẹ tô vũ cảm giác cấp bậc của nó chỉ kém diệp bá thiên một chút còn lại thì mạnh hơn so với hầu hết những cường già nhật nguyệt hắn từng gặp ít nhất là nhật nguyệt thất trọng tô vũ nhìn thoáng qua sau đó lắc đầu quá yếu tiêu hao nhiều năm như vậy thần văn này cho hắn cảm giác chạm vào liền nát tô vũ lấy ra một ít thiên nguyên khí bao vây lấy thần văn thần văn nhanh chóng cắn nuốt thiên nguyên khí khí tức dần dần trở nên cường đại hơn tô vũ nhìn kỹ lại không khỏi cảm thấy tức hận vậy mà là thần văn thần tộc hai nếu là nhân tộc hắn còn có thể ra sức uẩn dưỡng khôi phục sau đó để dành bên trong biển ý chí giống như thần văn của ngũ đại lần trước dùng để lâm thời bùng nổ khi chiến đấu thế nhưng thần văn thần tộc mà tiến vào biển ý chí của mình thì sẽ bị sách họa đánh nát cấp bậc hiện giờ của nó chỉ hơn đằng không một tẹo suy yếu như thế thì cũng lắm chỉ giúp hắn uẩn dưỡng được vài thần văn nhị giai tam giai mà thôi thần văn chữ phản tức là phản kích đó là nguyên nhân vì sao khi tô vũ tra xét thanh đinh ba lại xuất hiện hiện tượng ô quang phản kích hắn xem ra ta đã hiểu nhầm tác dụng chủ yếu của thần văn này không phải là nhận chủ mà là bắn ngược thương tổn ánh mắt tô vũ sáng người không thể không nói chủ nhân của thanh đinh ba là một người rất thông minh bắn ngược thương tổn khi giao chiến thì đương nhiên đôi bên sẽ phải tiếp xúc binh khí với nhau một khi va chạm có thần văn này hỗ trợ bên trong thì người giao thủ với hắn chắc chắn sẽ bị trận pháp trong binh khí bắn ngược năm xưa có lẽ nó là thần văn nhật nguyệt cao trọng vậy thì phản lực sẽ cực kỳ cường đại nếu gặp cùng giai binh khí tiếp xúc có khả năng đối phương sẽ thừa nhận thương tổn gấp đôi thần văn chữ phản đúng là thú vị tô vũ quan sát một lượt chính mình không dùng được cũng không sao hắn có thể tham khảo đặc tính của nó mặt khác hắn cũng muốn nhìn xem thần văn thượng cổ khác gì so với thần văn hiện tại hắn đã từng gặp thần văn thần tộc lúc còn ở nhân cảnh trong phòng thí nghiệm của hồng đàm cũng có tô vũ tra xét rõ ràng một phen khí tức của thần văn chữ phản có cảm giác rất ý nhị vừa thấy liền biết là niên đại xa xăm nếu ta khôi phục thành công thì nó sẽ là một thần văn cường hãn tô vũ ngẫm nghĩ muốn khôi phục không phải là không được chỉ cần dùng ý chí lực uẩn dưỡng hoặc dùng thiên nguyên khí uẩn dưỡng tô vũ lâm vào trầm tư có lẽ hắn có thể uẩn dưỡng để thần văn này cường đại hơn sau đó cấy vào thân thể hoặc là cấy vào binh khí vậy sẽ có tác dụng không nhỏ thân thể tô vũ lẩm bẩm tốt nhất là dùng thân thể già không dùng thân thể thật sự cũng được tốt nhất là thần tộc nhật nguyệt cảnh đúng vậy ta có một bộ thi thể thần tộc nhật nguyệt bát trọng mà hiện tại chỉ cần rút phân nửa chỗ tinh huyết trong đó ra, không, rút 90% cũng được. Một nhật nguyệt đỉnh phong, chết lâu rồi mà thân thể còn bảo trì ở nhật nguyệt bát trọng, thần văn suy sụp tới sơn hải hoặc lăng vân cảnh là chuyện hết sức bình thường. Tô Vũ quyết hạ hết vốn gốc, hắn có thể tận dụng thi thể thần tộc nhật nguyệt bát trọng mà hắn có để khiến việc lừa đảo này càng thêm hoàn mỹ, tiếc mồi thì không dụ được sói, hắn chỉ cần tinh huyết thôi, lấy ra 90%, còn lại để trong thân thể, như vậy vẫn có thể bảo trì uy áp nhật nguyệt bát trọng, nhiều năm trôi qua, bảo trì ở nhật nguyệt bát trọng là khá lắm rồi như vậy có thể chứng tỏ năm xưa kẻ kia ít nhất cũng là nhật nguyệt đình phong nhưng phải làm thi thể cũ đi nó còn quá mới còn có sao đấy trong lòng tô vũ khẽ động kỳ thật biện pháp rất đơn giản dùng tử khí ăn mòn một thời gian thi thể đối phương tự nhiên sẽ có cảm giác mục nát cũ kỹ hơn nữa còn có thể khiến cho các cường giả quan khán xung quanh không thể phân rõ khí tức thi thể tử linh có từ thời thượng cổ rồi đúng không nếu có vậy càng giống thật vị này có thể là cường giả thời kỳ thượng cổ đại chiến cùng tử linh mà chết thiên nghệ thần tộc nhật nguyệt bát trọng cảnh làm cũ đi trang bị thêm thần văn kiếm thêm binh khí thượng cổ rồi thêm vài thứ khác thành nguyên bộ tô vũ tính toán một chút cảm thấy mình thực sự đã hạ hết vốn liếng một bộ tổ hợp như vậy phí tổn phải vượt quá 20 sợi thiên địa huyền quang chủ yếu là thi thể nhật nguyệt bát trọng này phải lưu lại một giọt tinh huyết ở bên trong tinh huyết nhật nguyệt bát trọng rất có giá dùng một giọt đổi 10 giọt nhật nguyệt nhất trọng cũng không thành vấn đề hơn nữa còn có thần văn và binh khí cổ giờ hắn kiếm thêm bộ công pháp thượng cổ nữa là đẹp. Mẹ nó, không bán giá 200 sợi thiên địa huyền quang, lợi nhuận gấp 10 lần trở lên thì Tô Vũ cảm thấy cực độ phí hoài, nếu đã quyết lừa đảo thì phải làm cho tới, hắn phải chi trả phí tổn ban đầu rất nhiều, còn phải hao phí vô số tinh lực, mạo hiểm sinh mệnh để chơi bài này, vậy mà lợi nhuận không gấp 10 lần trở lên thì còn liều mạng làm giả làm gì? Tô Vũ xoa tay, trong tình huống như vậy mà còn có người hoài nghi sao? Đùa à, thi thể bị ăn mòn vô số năm, còn có uy năng nhật nguyệt bát trọng trong thân thể, như thế mà còn có thể nghi ngờ là giả ư ai làm giả lại dùng thi thể nhật nguyệt bát trọng chứ mấu chốt là kiếm đâu ra thi thể nhật nguyệt bát trọng kẻ có bản lĩnh giết được thì còn đi lừa đảo làm gì vô địch sẽ vì mấy trăm sợi thiên địa huyền quang mà ấp ủ âm mưu lớn như vậy không không có ai nhàm chán như thế cả muốn chuẩn bị đủ nguyên bộ vô địch cũng phải đau đầu không phải ai cũng có thần văn thượng cổ hoặc là binh khí thượng cổ đặc biệt còn là binh khí cường đại một đám ý niệm thoáng hiện trong đầu tô vũ càng nghĩ lại càng thấy vui vẻ hắn phải chìm chu cho kế hoạch của mình thêm phần hoàn thiện để nó đạt được độ tin cậy cao nhất thi thể nhật nguyệt bát trọng phối hợp tử khí ăn mòn tìm thêm một tấm cổ thành lệnh cộng thêm thần văn thượng cổ và binh khí đồng thời có cả công pháp thượng cổ cường hãn kẻ nào còn hoài nghi vậy thì đúng là không có thiên lý hiện tại chỉ còn thiếu đường lui hắn phải làm sao để bảo đảm sự an toàn của chính mình để toàn thân trốn thoát chỉ khi nào bảo đảm được vấn đề này thì kế hoạch mới có thể chính thức tiến hành tạm thời chưa nghĩ ra tô vũ thở dài thôi vậy cái đó tính sau trước hết bắt đầu rèn lại thanh đinh ba cái đã hắn cần phải tu bổ lại dáng vẻ bên ngoài của nó trông cho khác đi bởi vì gã viên hầu kia biết rất rõ hình dáng thanh đinh ban này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nhỡ đâu có kẻ nhìn ra thì làm sao mà thiên nghệ thần tộc có tồn tại từ thời thượng cổ không nhỉ chắc là có việc này hắn phải tra xét lại nếu không được thì xóa bỏ đặc thù của thiên nghệ thần tộc cha xem tộc này thích dùng binh khí gì nhất cung cũng đúng chủng tộc này có khả năng bắn cung rất tốt phải tra lịch sử truyền thừa của thiên nghệ thần tộc nguyên thủy thần tộc vẫn luôn tồn tại thiên nghệ thần tộc lại chưa chắc nếu ngay từ đầu đã bị người ta bóc mẽ trò lừa bịch này thì hòng bét tô vũ thu thập một chút rồi đi ra khỏi tiểu lâu hắn muốn đi tra tư liệu thuận tiện tiếp xúc với chư thiên vạn bảo lâu hoặc là liệp thiên các cũng được lần trước bọn họ bẫy không ít bảo vật của mình giá cả cực kỳ gian thương nếu hắn có thể bẫy ngược lại được bọn họ một lần cũng không tồi mặt khác hiện tại thân phận phá sơn ngưu của mình có ổn không đây là một vấn đề cần cân nhắc kỹ càng nếu có người đi mua tư liệu về mình mà liệp thiên các không thể cung cấp vậy có phải thân phận sẽ thành vấn đề hay không tốt nhất là kiếm một thân phận có thực hơn nữa tên kia còn chưa chết tốt nhất là bắt giữ kẻ đó sau đó giả mạo một thời gian long tiên thần ma đều được quan trọng là kẻ tự chủ thích làm theo ý mình cho nên dù có bảo vật cường đại như nguyên bộ thi thể công pháp vũ khí có nhật nguyệt thượng cổ thì vẫn không cống nạp lên trên cho bổn tộc quá nhiều ý niệm xuất hiện hoặc là nói trung tộc này rất cường đại nhưng lại thiếu tài nguyên cho nên bán ra ngoài không có vấn đề gì giờ khác này tô vũ mơ hồ nghĩ tới vài người sa hỏa trên thiên bảng khá ổn bọn người kia đã quen làm theo ý mình bọn họ bắn đồ cũng không hiếm lạ dù đồ vật rất chân quý nhưng đám thiên tài đó đều kiệt ngạo khó thuần bán thì bán thôi bắt cường giả thiên bảng sau đó giả mạo hắn ư tô vũ thầm mắng độ khó quá cao nói thực ra dù hắn không phải kẻ yếu nhất thì cũng là xếp tóc cuối thiên bảng như chiến vô song có đủ năng lực để giết nhật nguyệt huyền vô cực cũng tương đương madana thì yếu hơn cảnh giới còn thấp nhưng gã cũng có thể đối đầu với nhật nguyệt thiên bảng không được thì địa bảng tốt nhất là loại mà vô địch sẽ không quản sau đó trong đầu tô vũ hiện lên vài cái tên đầu tiên là phủ thổ linh gia hỏa ngũ hành tộc không yếu gia hỏa này quậy phá bên ngoài thì vô địch chưa chắc đã quản dù nó kiếm được thứ tốt thì ngũ hành tộc cũng chưa chắc có năng lực bảo vệ cho nên bán đi là bình thường thứ hai là tiểu kim long hậu duệ của vô địch tuy tô vũ chỉ gặp vài lần nhưng đã nhìn ra tiểu kim long là kẻ kiệt ngạo tâm lý trả thù rất mạnh nó mà có được thứ tốt thì chưa chắc sẽ giao cho long tộc nhưng tiền đề là vô địch nhà tiểu kim long sẽ không ép nào giao ra thứ ba là thiên đạc thiên tài thủy ma tộc đồng thời cũng là hậu duệ vô địch nhưng hiện nay thủy ma tộc toàn lực duy trì madana thiên đạc không được coi trọng lắm kể cả lão tổ của gã cũng không quá coi trọng nghe nói lần trước trong trận chiến cổ thành lão tổ nhà gã còn không đến ma vương đến đó chỉ để cứu madana nhưng dù sao thiên đạc cũng có thân phận nếu gã đã muốn bán đồ ra trừ khi lão tổ nhà gã tự mình bắt ép bằng không ma vương khác tới cũng không tiện cướp loạt mấy kẻ này đều rất thích hợp mà kẻ thích hợp nhất chính là madana gã đã muốn bán mà vương cũng không thể nói cái gì cửu tinh đảo có lẽ bọn họ đều tới đây nhưng ta muốn bắt giữ bất kỳ ai trong số bọn họ thì đều cực khó có khả năng bên kia có những kẻ đang nhìn chăm chăm dị biến chuyên môn theo dõi để phát hiện thiên tài xảy ra chuyện hừm thực phiền toái phải đi cửu tinh đảo chỉ bắt không giết bắt được rồi tính bắt được một kẻ cũng tiện tạo ra cơ hội trốn chạy mượn thân phận như vậy ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có ai dám động thủ với hắn kế hoạch của tô vũ càng ngày càng hoàn thiện nhưng đó chỉ là lý thuyết, muốn tiến hành thì lại không dễ chút nào. Không sao, càng khó lại càng an toàn, và cũng càng giống thật. Bất quá Tô Vũ vẫn hơi lan tan một chuyện, hắn giả mạo thành thiên tài vạn tộc thì có thể khiến mọi người đều biết hắn có năng lực biến thành dị tộc. Vô nghĩa, có lẽ bọn họ đều biết hết rồi. Từ việc ngụy trang thôi lãng, mọi người đều hiểu rõ trình độ ngụy trang hiện tại của hắn, có thần văn thay đổi dung mạo khí tức. Một khi ngụy trang, nhật nguyệt cũng khó phân biệt. Thế nhưng tuy biết là biết vậy, nhưng không phát hiện được thì vẫn là vô dụng có điều xem ra ý tưởng giả mạo thiên tài để tương lai an toàn chứng đạo của hắn có vẻ khó thực thi đi mấy ngày tới đến cửu tinh đảo tìm lão bằng hữu nào xem xem kẻ nào lạc đàn bắt lại rồi tính thiên đạc tiểu kim long phủ thổ linh tô vũ tự tin rằng mình có thể bắt được ba kẻ này khoan đã ngẫm lại thì địa bàn long tộc ngay gần đây thôi tiểu kim long xếp cuối cùng tô vũ sợ long tộc trực tiếp phái vô địch tới phủ thổ linh và thiên đạc vô địch hai nhà muốn tới thì cũng cần thời gian còn phải tìm nơi an toàn rút ra tinh huyết từ thi thể nhật nguyệt bát trọng rồi dùng từ khí ăn mòn mới được kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người